Đại Hào Môn. Chương 1176, Lỏng Đầu Đà. Lỏng Đầu Đà tại Cáp Suy Thành động vật biển săn người bên trong 10 điểm nổi danh. Người này theo nói xuất thân tại Nam Dương Kim Cương Môn, là chính tông nhất chính đạo truyền thừa. Kim Cương Môn càng là tại chính đạo 10 đại tông môn bên trong liệt tên, trong môn cao tăng lần thụ kính trọng, tại Thiên Nam chi địa, là lãnh tụ quần luân siêu cấp đại tông môn, thanh thế cực thịnh. Kim Cương Thiền Chùa danh xưng Nam Châu Đại Lục ba chùa miếu lớn một trong, uy chấn Thiên Nam mấy ngàn năm. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng Lỏng Đầu Đà không có có liên quan gì. Người này hung tàn thị sát, dù coi như tại kiệt ngạo bất tuần động vật biển săn người bên trong, cũng là có tiếng. Trừ cái đó ra, Lỏng Đầu Đà rượu ngon háo sắc, cùng hắn hung tàn đồng dạng nổi danh. Cho nên liền có người suy đoán, Lỏng Đầu Đà nhưng thật ra là Kim Cương Môn khí đồ, thậm chí có thể là khi sư diệt tổ phản đồ. Tại Thiên Nam không ở lại được, lúc này mới ngàn tỷ bên trong xa xôi, xuyên qua toàn bộ Nam Châu Đại Lục, từ cực Nam chạy đến cực Bắc chi địa, trốn ở cái này vắng vẻ vô so bờ biển thành nhỏ, làm một cái đầu đừng ở dây lưng quần bên trên động vật biển thợ săn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó dùng rượu ngon sắc đẹp đến gây tê mình, cứ như vậy mơ hồ này cuối đời. Chân tướng sự tình đến cùng phải hay không dạng này, không thể nào chứng thực. Cũng không có người đi cầu chứng. Có kia xen vào chuyện bao đồng công phu, còn không bằng ra biển đi nhiều săn giết một đầu động vật biển. Bởi vì trên biển đi săn cần, động vật biển thợ săn bình thường đều là thành quần kết đội, hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Dạng này chẳng những có thể lấy gia tăng đi săn thu hoạch, hệ số an toàn cũng càng cao chút. Bắc Minh biển cả động vật biển nhiều, cấp bậc chi cao, xa không phải các nội hải nội hồ dòng sông có thể so sánh. Động vật biển thợ săn không cẩn thận bị động vật biển đoàn diệt ví dụ, nhiều vô số kể. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, Lỏng Đầu Đà nhưng thủy chung đều là một người cô đơn, từ không cùng người ta kết bạn mà đi. Xét thấy tu vi của người này cực cao, làm người lại cực kỳ hung tàn thị sát, hắn không chủ động đưa ra cùng người, kết giao bằng hữu, người khác bình thường cũng không dám đi trêu chọc hắn. Dạng này người một khi trêu chọc phải, trừ phi lúc ấy liền đem hắn xử lý, nếu không chính là cái phiền phức rất lớn. Hắn sẽ trở thành ngươi cả một đời ác mộng. Bất quá, Lỏng Đầu Đà nhưng cũng là tất cả động vật biển săn người bên trong, thu hoạch nhiều nhất một vị. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền đơn thương độc mã xâm nhập biển cả chỗ sâu, cũng không biết hắn có cái gì tuyệt chiêu, tổng là có thể thắng lợi trở về. Sau đó ở trong thành bán ra bộ phân động vật biển vật liệu, liền là bắt đầu cuồng hoan. Rượu ngon, sắc đẹp, là hắn yêu nhất, bình thường rượu ngon mỹ nữ, Lỏng Đầu Đà là quả quyết chướng mắt. Hắn tầm mắt cực cao, rượu muốn năm xưa rượu ngon, mỹ nữ lại muốn nhất kiều nộn tiểu cô nương, mà lại nếu là nữ tu, không thể phàm là tục nữ tử. Tại Cáp Suy Thành, chỉ cần ngươi xuất ra nổi linh thạch. Cái dạng gì hưởng thụ đều có thể đạt được, nhưng lần này, Lỏng Đầu Đà biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng trước đó, hắn giống thường ngày một mình ra biển, hai ngày trước chạy về Cáp Suy Thành. Chuyện thứ nhất không phải tìm quen thuộc cửa hàng bán ra động vật biển vật liệu. Mà là trực tiếp xông tiến vào tửu lâu. Cũng không gọi mỹ nữ làm bạn, chỉ có một người tránh trong phòng uống rượu, quát một tiếng chính là hai ngày, đến bây giờ đều còn tại uống vào. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng hắn rất quen tửu lâu lão bản đã từng cả gan vào cửa đi hỏi thăm qua. Kết quả kém chút bị cái này huyết hồng hai mắt Đầu Đà một trưởng cho giết. Trưởng quỹ dọa đến lộn nhào chạy, lại không có người dám tới gần kia gian phòng ốc. Tửu bảo đưa rượu đều là nhẹ nhẹ đặt ở cổng, xoay người chạy. Nếu là bị cái này ác Đầu Đà một trưởng giết, không ai có thể vì hắn chủ trì công đạo, chết chết vô ích. Ngay tại cả một tửu lâu đều lòng người bàng hoàng, ai cũng không dám thở mạnh một cái thời điểm, Nhạc Ninh liền xuất hiện, bồi theo Âu Dương Minh Nguyệt bọn người cùng đi. Vừa nhìn thấy vui đại trưởng lão, tửu lâu trưởng quỹ lập tức tè ra quần, liên tục không ngừng đi chậm chậm tiến lên, xá dài tới đất, đầu kém chút đụng phải sàn nhà, run giọng kêu lên, đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, tại Cáp Suy Thành. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, lễ nhượng, Nhạc Ninh phía trước, để tránh huyên náo dư luận xôn xao. Nhạc Ninh khoát tay chặn lại, liền đem trưởng quỹ phật qua một bên, sắc mặt âm trầm. Nói đến, cũng không trách vui đại trưởng lão tâm tình không tốt. Từ hắn đảm nhiệm Huyền Âm Bắc Cực Cung đại trưởng lão, còn chưa hề nhận qua cái này cùng uất khí. Chỉ bất quá hắn từ mật thất ra, nhìn thấy mang trưởng quỹ, Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm về sau, trong lòng cuối cùng một tia vẻ may mắn cũng tiêu trừ phải không còn một mảnh. Đối mặt năm tên cùng giai đại tu sĩ, cộng thêm một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vui đại trưởng lão coi như tự tin đi nữa,
cũng biết hôm nay trừ ngoan ngoãn phối hợp, lại không có thứ hai con đường có thể đi. Người khác có lẽ sẽ còn cố kỵ hắn Huyền Âm Bắc Cực Cung đại trưởng lão thân phận, Âu Dương Minh Nguyệt là tuyệt sẽ không có chút cố kỵ. Hắn muốn thật sự không xứng hợp, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ giáo huấn hắn. Trưởng quý ăn liên lụy, một câu lời cũng không dám nhiều lời, khúm núm tránh thoát một bên, mắt thấy Nhạc Ninh dẫn Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên Hào hướng lỏng đầu đà chỗ gian phòng đi đến, trong lúc nhất thời, trong đầu có chút hoảng hốt. Đơn thuần bằng khí tức phán đoán, lớn trưởng lão sau lưng hai nam một nữ, đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi cảnh giới, gần giống như hắn, nhưng cảm giác bên trên, làm sao liền gây nên đâu. Để hắn luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng đầu đà phản ứng, xa so trưởng quỹ tới kịch liệt. Nhạc Ninh bọn người chưa đến gian phòng của hắn, bỗng nhiên kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, phía sau vách tường đã bị phá tan một cái động lớn, lòng đầu đà như là mũi tên, hướng tử lâu phía sau trên đường cái kích bắn đi. Cách đó không xa chính là cửa thành, ngoài cửa thành chính là mênh mông vô bờ Bắc Minh biển cả. Không thể nghi ngờ, lòng đầu đà cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Đây là lâu dài ở trên biển săn giết yêu thú dưỡng thành trực giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại cực kỳ chuẩn xác, quan trọng trước mắt rất có tác dụng, bao nhiêu lần, đều trợ giúp lòng đầu đà trở về từ cõi chết. Nếu không có điểm này cảnh giác, 10 cái lòng đầu đà cũng đã sớm chết phỉnh vỉnh. Dưới mắt mặc dù uống đến say không còn biết gì như ý, bản năng nhưng như cũ vẫn còn, không có ném. Chỉ bất quá lần này, lòng đầu đà gặp phải, cũng không phải là động vật biển. Đánh vỡ vách tường nháy mắt, lòng đầu đà liền phát giác được phía trước có người. Chỉ bất quá cái này điện quang thạch hỏa sát na, hắn cũng vô pháp phán đoán, kia là cái gì người. Lúc này, lòng đầu đà hung hãn bản tính lộ rõ, lúc này một tiếng hét lên, mặc kệ 3721, một trường hướng về phía trước đánh ra. Đầu này đã có tiếp cận nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới, lâu dài một người xâm nhập biển cả bắt giết động vật biển, chân thực sức chiến đấu xa tại bình thường cùng giai tu sĩ phía trên, một trường này toàn lực đánh ra, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không muốn thẳng anh kỳ phong. Lòng đầu đà mục đích không phải đả thương người, mà là cướp đường đào tẩu. Sau đó, lòng đầu đà liền nghe tới một loại quen thuộc, ô ô âm thanh. Đây là không khí tại trong phạm vi nhỏ cao tốc lưu động phát ra thanh âm. Gian ngoài truyền ngôn không sai, lòng đầu đà là kim cương môn truyền nhân chính tông, đại lực kim cương quyết, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Kim cương môn đại lực kim cương trưởng cùng Tây Phương Phục Ma chùa kim cương Phục Ma thần thông cùng là Phật môn hộ pháp thần thông, cũng là Nam Châu đại lục tiếng tăm lừng lẫy khổ luyện công pháp, luyện thể thuật thiên hạ nghe biết. Ở trên biển bắt giết động vật biển thời điểm, lòng đầu đà thích nhất chọn lựa chiến thuật chính là chém giết gần người, thường thường lấy nhục thân cường hoành chứ danh động vật biển. Đa số còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nghe đến thanh âm này, lòng đầu đà biết mình lần này sai, sai rất không hợp thói thường. Ngăn ở hắn phía trước người này, tu vi đến cùng cao bao nhiêu, trong lúc nhất thời không rảnh phân biệt rõ ràng, nhưng chỉ nghe cái này tiếng xé gió, lòng đầu đà liền rất rõ ràng, người này hoành luyện công phu, tuyệt đối trên mình. Song phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, chỉ tiếc lúc này, nói cái gì đều muộn, lòng đầu đà cả người đều hướng về đối phương đụng đem quá khứ. Biến chiêu là vô luận như thế nào cũng không kịp. Oanh, chấm ngoặc kép, song trưởng tương giao, lòng đầu đà một tiếng hét thảm, lại bay trở về, người còn tại giữa không trung, toàn thân xương cốt liền đều tại, cạc cạc, rung động, phảng phất muốn nứt thành từng khúc. Cách đó không xa, Tiêu Phàm chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại, thần sắc trên mặt trấn định như hằng, không có chút nào gợn sóng. Đâm nghiêng bên trong, mang trưởng quỹ nhìn xem hắn, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Tiêu Phàm vừa rồi kia một cái xuất thủ, uy lực mạnh, tuyệt đối đã không tại hắn vị này hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, mặc dù mang trưởng quỹ bản thân cũng không tinh thông luyện thể thuật, đối hoành luyện công phu không có quá nhiều hứng thú, nhưng thân là kéo dài trời sinh thánh linh huyết mạch nửa người hậu duệ, mang trưởng quỹ nhục thân vốn là xa so bình thường cùng giai nhân loại tu sĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói cách khác, Tiêu Phàm mặc dù chỉ có trung kỳ cảnh giới, nhưng ít ra tại luyện thể thuật phương diện này, đã đủ để cùng hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai cùng. Đây là rất làm cho người khác khiếp sợ, bởi vì mọi người đều biết, nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ ở giữa khác biệt lớn nhất, là khó khăn nhất bước qua một đạo khảm. Trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ, trong kim đan kỳ cùng hậu kỳ chi ở giữa chênh lệch, đều không có rõ ràng như vậy. Tiêu Phàm còn tại trong kim đan kỳ cảnh giới lúc, liền đã có thể đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể diệt sát. Cũng lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi diệt sát qua trung kỳ tu sĩ. Nhưng đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, tự biết vẫn rất có chênh lệch.
Bất quá tại kiến thức Tiêu Phàm vừa rồi xuất thủ về sau, Mang trưởng quỹ đã ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, đó chính là nếu như ngày sau vạn nhất muốn cùng Tiêu Phàm giao thủ, quyết không thể để hắn lấn đến bên cạnh mình trong vòng một trường. Cùng người này cận thân bác đấu, Mang trưởng quỹ cảm thấy, không có chút nào phần thắng. Lòng đầu đà trùng điệp ngã lại loạn thành một bầy gian phòng, trùng điệp quẳng xuống đất, miệng hơi mở, oa, phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì liên tục hai ngày uống rượu mà đỏ bừng lên sắc mặt, đảo mắt liền biến thành tái nhợt nhan sắc. Bốn người cứ như vậy đứng tại cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ai cũng không nói lời nào, cũng không có muốn xuất thủ đem hắn nâng đỡ ý tứ. Lòng đầu đà không tiếp tục chạy, chậm rãi ngồi dậy, cứ như vậy ngồi tại đầy đất vò rượu mảnh vỡ bên trong, trùng điệp gắt một cái, phun ra miệng đầy bọt máu, hung tợn kêu lên, muốn ta làm cái gì, nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Chấm ngoặc kép, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở ra một đôi quái nhãn, không hề lo lắng bắt đầu đánh giá người. Khi hắn nhìn thấy Nhạc Ninh thời điểm, chỉ là hừ lạnh một tiếng, mảy may cũng không cho vị này Huyền Âm giáo đại trưởng lão mặt mũi, lập tức ánh mắt lại tại Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên Hào trên mặt đảo qua, khóe miệng cong lên, cũng lộ ra rất không quan tâm thần sắc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, một đôi đỏ bừng quái nhãn, bỗng nhiên co rút lại một chút, chẳng hề để ý thần sắc lập tức thu liếm, chậm rãi đứng lên, hướng Âu Dương Minh Nguyệt có chút khom người một chút, cả người bỗng nhiên liền trở nên trung thực. Chương 1177, biển cả chiều. Tùng đạo hữu, chúng ta muốn đi Hắc Huyên chi địa, mời Tùng đạo hữu tạo thuận lợi. Huệ Thiên Hào vừa cười vừa nói, nguyên bản trở nên cực kỳ trung thực quy củ lòng đầu đà, bỗng nhiên giống như là bị châm nhói một cái, toàn thân chấn động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cười khổ nói, đi không được. Tùng đạo hữu lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Huệ Thiên Hào sắc mặt chìm xuống dưới, có chút không vui. Đã Nhạc Ninh tự mình dẫn đường, nuôi lớn băng đến nơi đây tìm cái này lòng đầu đà, liền quả quyết không có sai. Cái này lòng đầu đà, hẳn là Hắc Huyên tiếp dẫn người. Khó trách người này nhất quán độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào liên thủ ra biển, mà lại mỗi lần đều có thể có đại thu hoạch. Đều nói chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, người này đối mặt bốn tên hậu kỳ đại tu sĩ, lại còn dám nói lời như vậy. Lòng đầu đà cười khổ một tiếng, nói, Hắc Huyên cửa ra vào. Ta xác thực biết ở nơi nào, nhưng chưa vị tới muộn. Nếu như sớm đến mấy tháng, kia liền không có vấn đề. Hiện tại có vấn đề gì? Âu Dương Minh Nguyệt tự mình mở miệng hỏi. Hải triều, biển cả triều, lòng đầu đà nói, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Nhạc Ninh sắc mặt cũng hơi đổi, trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, đại trưởng lão, biển cả triều là viễn dương biển cả đặc hữu một loại thiên địa chi uy. Nghe nói tứ hải đều có. Nó dư mấy chỗ biển cả hải triều, ta chưa từng thấy qua, nhưng Bắc Minh biển cả triều, tại hạ lại là thấy tận mắt. Loại này thiên địa chi uy, tuyệt không phải sức người có khả năng ngăn cản. Bao năm qua đến, không biết có bao nhiêu động vật biển thợ săn vẫn lạc tại hải triều bên trong. Lòng đầu đà liên tục gật đầu, nói chính là như vậy, hải triều xuất hiện thời gian, địa điểm đều là không cố định, ai cũng không biết lúc nào, ở nơi nào sẽ hình thành biển cả triều. Ta lần trước ra biển. Liền vừa vặn đụng phải biển cả chiều, kém chút liền về không được. Hắc Huyên cửa ra vào, rất không khéo vừa lúc đang biển cả chiều ở trung tâm. Cho nên, xin thứ cho tại hạ không thể tòng mệnh. Chấm ngoặc kép, đoán được Âu Dương Minh Nguyệt thân phận về sau, lại kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, cũng trở nên thành thật. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, dù coi như hải triều rất đáng sợ. Kia dưới nước chỗ sâu, luôn luôn bình tĩnh. Như thế thưởng thức, lòng đầu đà lắc đầu liên tục, nói, đại trưởng lão. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như phổ thông hải triều, cũng là thôi, cái này biển cả triều uy lực, thực tế không thể coi thường. Dù coi như tại dưới nước mấy ngàn trượng chỗ sâu, cũng trải rộng các loại vòng xoáy, hung hiểm chỗ, mảy may cũng không so trên mặt biển cả triều kém. Mà lại lần này hải triều phát sinh ở Bắc Minh biển cả chỗ sâu, tiếp cận ma quỷ biển địa phương, dưới nước mấy ngàn trượng chỗ sâu cường đại động vật biển. Nhiều vô số kể, dù coi như là chư vị cùng nhau quá khứ. Chỉ sợ cũng tràn ngập gian nguy. Chấm ngoặc kép, ma quỷ biển, Nhạc Ninh giật nảy mình. Thế nào, dưới mắt cửa vào đã chuyển tới ma quỷ biển rồi. Hỗn Nguyên thượng nhân nhìn không được hỏi, Nhạc đạo hữu. Cái gọi là ma quỷ biển, là cái gì chỗ? Hắn ở xa Nhạc Tây vắng vẻ chi địa. Đối viễn dương biển cả tình hình, biết không nhiều. Nhạc Ninh lắc đầu, nói, ma quỷ biển xem như Bắc Minh biển cả 30 triệu bên trong vòng, nguy hiểm nhất thủy vực. Nơi đó dưới nước ám lưu đông đảo, thâm bất khả trắc,
cất giấu đếm không hết cường đại động vật biển, hóa hình trung hậu kỳ không phải số ít. Có người thậm chí nói, Bắc Minh biển cả nguy hiểm nhất liền là ma quỷ biển. Khi nhưng cái này ai cũng không có cách nào nghiệm chứng, bởi vì Bắc Minh biển cả thực tế quá mênh mông, cho tới nay, cũng chưa từng có Bắc Minh biển cả hải vực toàn bộ bản đồ. Ma quỷ biển phía Bắc, vẫn như cũ là mênh mông vô bờ mênh mông thủy vực, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Thậm chí, mấy vạn năm trước trận kia dính đến mấy cái giao diện khoáng thế đại chiến, thất dạ giới, huyền ta giới cùng ngoại giới tu sĩ đại quân thông qua không gian thông đạo đi tới toa ma giới, từ Bắc Minh trong biển rộng trùng sát mà ra, phía Bắc Minh biển cả chỗ sâu làm cơ sở địa, cũng chưa từng điều tra toàn bộ Bắc Minh biển cả đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ma quỷ biển, cơ hồ liền là nhân loại tu sĩ vòng cấm. Đúng vậy, may mà ta xem thời cơ phải nhanh, không có bị hải triều cuốn vào, không phải, nơi nào còn có thể nơi này cùng chư vị nói chuyện. Nhắc lên biển cả triều, cái này kiệt ngạo bất tuần ác đầu đà, Hắc Uyên tiếp dẫn xứ người, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hỗn Nguyên thượng nhân song mi nhào lên, nghĩ nghĩ, hỏi cái này hải triều khu vực là cố định sao? Sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu? Nếu là chỉ tiếp tục 1-2 tháng lời nói, vậy liền căn bản không thành vấn đề. Lòng đầu đà lắc đầu đáp, cái này nhưng khó mà nói chắc được, biển cả chiều có khi tiếp tục 2-3 tháng, dài, tiếp tục nhiều năm. Nói đến đây, lòng đầu đà dừng một chút, có chút tò mò hỏi, mấy vị đạo hữu muốn đi Hắc Uyên chi địa làm cái gì? Hắc Uyên là nổi danh nhất, ngoài vòng pháp luật chi địa, các loại cùng hung cực ác người tránh né đuổi bắt địa phương, trước mắt mấy vị này, thấy thế nào đều không giống như là muốn tránh né đuổi bắt. Âu Dương Minh Nguyệt thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, ai dám đuổi bắt nàng? Hỗn Nguyên thượng nhân cười không đáp, Âu Dương Minh Nguyệt lại từ tốn nói, chúng ta muốn đi tìm một người. Tìm người, tìm ai? Lòng đầu đà kỳ quái hơn, không phải là muốn đi Hắc Uyên đuổi bắt cái nào đạo tặc. Dạng này sự tình, mấy trăm năm qua, nhưng rốt cuộc không ai làm qua. Ứng Linh Trạch, thần toán tử, người tại Hắc Uyên gặp qua người này à? Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nhìn về phía lòng đầu đà trong đôi mắt, lại hiện lên một vòng cực kỳ sắc bén thần sắc. Lòng đầu đà không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nói, không dối gạt đại trưởng lão nói, ta xác thực nghe nói qua vị này ứng đạo hữu đại danh, nhưng chưa từng thấy qua hắn. Cũng không biết hắn có phải là tại Hắc Uyên bên trong. Mấy vị không biết Hắc Uyên tình hình, nơi đó là tuyệt đối cấm chỉ nghe ngóng những người khác tin tức. Nếu không, rất dễ dàng rước họa vào thân. Hắc Uyên đến cùng là một chỗ cái dạng gì chỗ? Huệ Thiên Hào cắm miệng hỏi, cũng có mấy phân hiếu kỳ. Không biết, lòng đầu đà lập tức đáp. Không biết, các hạ không phải Hắc Uyên tiếp dẫn xứ người a? Tại hạ cố nhiên vì Hắc Uyên lãnh chúa làm việc, nhưng lại chưa bao giờ chân chính từng tiến vào Hắc Uyên. Muốn chân chính tiến vào Hắc Uyên, nhất định phải có đặc chế Hắc Uyên lệnh bài. Không dối gạt chư vị nói, coi như không có biển cả triều, ta cũng không có cách nào đem các ngươi đều lĩnh tiến vào Hắc Uyên đi. Trên người ta căn bản cũng không có nhiều như vậy lệnh bài. Lúc này, lòng đầu đà sớm đã cảm ứng được Mang Thành Long, Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm tồn tại. Hắc Uyên chi địa đã thần bí như vậy khó lường, chỉ là một tên tiếp dẫn xứ người trên thân, tự nhiên cũng không có khả năng một lần tính mang theo 6 cái lệnh bài, này cũng chính hợp tình hợp lý. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến Hắc Uyên chân chính cửa vào là được. Tiến vào không tiến vào được, đó chính là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt chậm chậm nói, ngữ khí kiên quyết. Lòng đầu đà nở nụ cười khổ, đại trưởng lão, tại hạ đã nói, có biển cả triều. Ta không cách nào đem chư vị đưa đến cửa vào đi. Các hạ chỉ sợ không có lựa chọn khác, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, âm điệu băng lãnh. Lòng đầu đà sắc mặt, nháy mắt biến thành màu trắng bệch, không chịu được nhìn Nhạc Ninh một chút. Nhạc Ninh trầm ngâm nói, đại trưởng lão, Tùng đạo hữu lời nói thật là sự thật, ma quỷ biển phụ cận hung hiểm dị thường, tăng thêm còn có biển cả triều. Chỉ sợ còn không có tiếp cận cái kia cửa vào, liền đã muốn hao tổn tận tâm huyết. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, ngay cả một chữ đều không nói thêm lời. Lòng đầu đà tâm liền chìm xuống dưới, một mực chìm xuống dưới, sâu không thấy đáy. Như là Âu Dương Minh Nguyệt lời nói, hắn là thật không có lựa chọn khác. Bất quá, hắn hay là chống lấy can đảm nói, đại trưởng lão, dựa theo Hắc Uyên quy tắc, chư vị muốn đi vào Hắc Uyên chi địa. Nhất định phải trước giao nạp một bút phí tổn. Chấm ngoặc kép, không đợi Âu Dương Minh Nguyệt mở miệng, Huệ Thiên Hào liền cười. Nói, Tùng đạo hữu nghĩ nhiều, chúng ta không phải muốn đi Hắc Uyên tị nạn, chỉ là đến đó tìm người, đi dạo một vòng liền đi. Cùng những người khác tự nhiên có chỗ khác biệt,
nếu như Mark Hearn cảm thấy dạng này thật rất hỏng quy củ, mời hắn trực tiếp tới tìm chúng ta là được, sẽ không liên lụy đến đạo hữu. Lòng đầu đà cũng chỉ là kiểu nói này, cũng không có ôm cái gì trông cậy vào, nghe Huệ Thiên Hào lời nói, lúc này ngậm miệng. Lại nói nhiều một câu, chính là tự rước lấy nhục. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Huệ Thiên Hào cùng lòng đầu đà từ gian phòng to lớn lỗ rách bên trong chậm rãi đi ra. Cũng không có đem lòng đầu đà kẹp ở giữa, kia là phàm tục thế giới công sai bắt nhân tài dùng thủ đoạn. Tại nhiều như vậy đại tu sĩ mí mắt dưới mặt đất, lòng đầu đà rất rõ ràng mình căn bản cũng không có đào tẩu bất cứ cơ hội nào. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện trời xanh, ma quỷ hải khu vực phụ cận biển cả chiều, đã qua. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử sóng vai đứng tại cách đó không xa. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, đột nhiên hỏi, vừa rồi một kích kia, là vô cực môn luyện thể thuật A. Rất hiển nhiên, nàng mặc dù đứng trong phòng, đối ngoại bên cạnh phát sinh một lần kia trong khoảng điện quang hỏa thạch giao thủ, lại rõ như lòng bàn tay. Vâng, Tiêu Phàm trả lời cực kỳ giản lược nói tóm tắt. Không đúng, ta nghiên cứu qua vô cực môn điển tịch, không có bá đạo như vậy luyện thể thuật. Âu Dương Minh Nguyệt không khách khí chút nào bác bỏ nói. Nàng biết Tiêu Phàm tu luyện qua yêu thú luyện thể thuật, mà lại tạo nghệ cực cao. Nhưng Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia, đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí, rất rõ ràng không phải yêu thú luyện thể thuật phát huy tác dụng. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, nói, đây là vô cực long tượng công, bản môn long tượng tổ sư thân tự sáng chế đến công pháp luyện thể. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, không tiếp tục hỏi. Huệ Thiên Hào trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, rất là bất thiện. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Tiêu Phàm tu vi chính đang nhanh chóng tăng cường, mỗi nhìn thấy Tiêu Phàm một lần, thực lực của hắn tựa hồ liền so trước kia càng mạnh mẽ mấy phân. Chiếu dạng này tốc độ khủng khiếp phát triển tiếp, không bao lâu, cái này vô cực môn tiểu bối chỉ sợ liền có thể cùng hắn vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai cùng. Chuyện như vậy, Huệ Thiên Hào tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh. Đợi khi tìm được Thiên Hương Ngọc Lộ ngày, chính là tiểu tử này cùng nữ nhân kia tử kỳ. Tiêu Phàm, đem người kia chiếc phong vũ tàu cao tốc lấy ra đi. Âu Dương Minh Nguyệt lại nhàn nhạt phân phó một câu. Đối Tiêu Phàm hết thảy, nàng tựa hồ mà biết rất nhẫm. Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, nhẹ gật đầu, ống tay áo lắc một cái, đem phong vũ tàu cao tốc tế ra. Bắc Minh biển cả không so cái khác nội hải, rộng lớn vô ngần. Từ nơi này tiến về ma quỷ biển, đủ có mấy ngàn nghìn dặm xa, nếu như không có truyền tống trận có thể dùng lời nói, phi độn khoảng cách xa như vậy, lại thâm hậu pháp lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, có thể sử dụng linh thạch thay thế, liền tuyệt không thể lung tung tiêu hao mình chân nguyên. Viễn dương trong biển rộng, nhưng mà cái gì hung hiểm tình hình đều sẽ phát sinh. Chương 1178, Bá Rùa. Xa xa chân trời, một đạo màu đen ngấn nước, chính hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Vang lên bên tai sấm rền cũng như tiếng gầm gừ, một đạo nhanh như thiểm điện lục sắc độn quang, ở giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, chính là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này phong vũ tàu cao tốc. Lục quang lại lóe lên, phong vũ tàu cao tốc thu vào, lộ ra 7 cái bóng người, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, từng cái song mi nhíu chặt, tiếp cận nơi xa chân trời kia lăn lộn gào thét sóng lớn. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy sóng biển. Trực tiếp ngay cả đến trên trời, cùng trên trời cao mây đen, hòa làm một thể, hoàn toàn không phân rõ không phải sóng biển không phải mây đen. Lòng đầu đà trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, luôn miệng nói, đại trưởng lão, phía trước chính là biển cả chiều, chúng ta hay là tránh một chút đi, nếu như bị cuốn vào, vậy liền phiền phức lớn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cũng thấy không rõ lắm biển cả chiều bên trong tình hình. Nhưng hải triều bên trong lại rõ ràng truyền ra từng đợt không gian ba động. Này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải có không gian chi lực trộn lẫn trong đó, lại có thể nào nhấc lên dạng này thao thiên cự lãng. Quét ngang rộng lớn như vậy hải vực. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là dưới mắt biểu hiện ra ngoài loại này không gian chi lực, Tiêu Phàm đủ để ứng đối. Bất quá, tại Âu Dương Minh Nguyệt Huệ Thiên Hào bọn người trước mặt, Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ càn khôn đỉnh bí mật. Dù sao một chuyến này đều từ Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ, lại nhìn nàng có gì diệu kế. Âu Dương Minh Nguyệt lại quay đầu hướng hắn nhìn sang, từ tốn nói, Tiêu Phàm, ý của ngươi như nào? Hướng đông, Tiêu Phàm nhưng cũng không có từ chối, thuận miệng đáp ra hai chữ. Ngay tại nhìn thấy biển cả chiều nháy mắt, Tiêu Phàm đã chiếm bài học, quẻ tượng chỉ dẫn, hướng đông. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, lại nhìn phía Hỗn Nguyên Thượng Nhân.
Hỗn Nguyên thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Đông Phương Vì Cát, thế nhưng là, hiện tại hướng đông, rất nhanh liền sẽ nghênh tiếp hải triều. Chấm ngoặc kép, lòng đầu đà nói, miệng đầy phát khổ, nếu như nói, so cùng một cái điên cuồng đại tu sĩ đồng hành càng hỏng bét lời nói, đó chính là và vài người điên cùng một chỗ đồng hành. Biết rõ hải triều hướng đông bên cạnh di động, bọn hắn còn muốn hướng đông đi, còn nói cái gì, Đông Phương Vì Cát. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm lời nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng đông phương bay đi. Mọi người lập tức đuổi theo, xa phương thiên tế kia ngập trời sóng lớn, cũng gấp nhanh hướng đông phương càn quét mà đi, như sấm sét tiếng gầm gừ càng ngày càng là vang dội, đinh tai nhức óc. Mà trong đó không gian ba động, cũng càng là kịch liệt, Tiêu Phàm song mi có chút nhào lên, cứ như vậy nhìn, tại biển cả chiều khu vực trung tâm, không gian chi lực đem càng thêm cường đại. Nếu như không tá trợ càn khôn đỉnh, sợ là khó mà ngăn cản. Một đoàn người tốc độ bay cực nhanh, liền xem như tốc độ bay chậm nhất lỏng đầu đà, cũng xa tại bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía trên. Sau một lát, từng đợt như là man nghiêu chu lên thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người. Dù coi như là trên mặt biển cuồng phong gào thét cùng mưa như chút nước mưa to, cũng khó có thể che giấu. Nghe vào, tựa hồ phi thường thống khổ, lỏng đầu đà biến sắc. Ánh mắt lóe lên lại là sợ hãi lại là thần sắc tham lam, kêu lên, là bá rùa tại độ kiếp. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, mọi người liền xuyên thấu qua mưa như chút nước mưa to, nhìn thấy đầu kia độ kiếp bá rùa. Đó là chân chính cự quy, một hơn nửa người thấm ở trong nước, chỉ có giáp lưng cùng đầu lộ tại mặt nước. Xa xa nhìn lại, như là một tòa núi nhỏ cũng như, chừng hơn trăm trượng chi cự. Bá rùa hiển nhiên vẫn chưa lưu ý đến nhân loại tu sĩ đang áp sát, chính nâng lên đầu lâu to lớn. Hướng lên bầu trời gầm thét. Đầu lâu bên trên thình lình mọc lên hai con màu đen sừng rồng, dài đến mấy trượng. Cái này cự quy mọc ra một viên dao long đầu. Tiêu Phàm bọn người mặc dù không phải động vật biển thợ săn, nhưng cũng tại cổ tịch bên trên có thấy quan bá rùa ghi chép. Bá rùa là bá dưới cùng cự quy hỗn chủng hậu đại, mà bá dưới lại tên cố sức, chính là thiên long chi tử, liệt tên tại, rồng sinh 9 con, bên trong, cùng ly hôn là cùng bào huynh đệ. Trời sinh thân thể cực đại. Lực lớn vô cùng, chỉ bất quá tận mắt nhìn đến cái này to lớn cự vật, cũng vẫn là ở trong lòng thầm khen không thôi. Thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư, mọi người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhìn thấy bá rùa thân thể cao lớn về sau, cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền không để trong lòng, mang trưởng quỹ nhịn không được hỏi, cái này bá rùa khí tức không yếu, tựa hồ cùng không ít hóa hình trung kỳ động vật biển tương đương, thậm chí càng thêm cường đại mấy phân, lại không biết tại độ cái gì lôi kiếp. Từng đạo ngân sắc phích lịch, từ mưa như chút nước bạo trong mưa ẩm vang đánh xuống, kia bá rùa cũng không có thúc đẩy bảo vật gì ứng đối, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận một lần lại một lần thiên lôi oanh kích, sứt đầu mẻ trán, mình đầy thương tích, bất quá trên thân khí tức vẫn như cũ cường thịnh, tựa hồ còn chịu nổi. Lòng đầu đà nói, cái này bá rùa là thánh linh hậu duệ, thân chảy xuôi lấy cực kỳ thuần chính thiên long huyết mạch, cùng phổ thông động vật biển hóa hình lôi kiếp không lớn giống nhau. Một khi đỉnh qua lôi kiếp, hóa thành nhân hình, liền so bình thường hóa hình trung kỳ động vật biển còn cường đại hơn 3 phân. Tại Cáp Duy Thành, cái này bá rùa chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân dị bảo, một đầu dạng này bá rùa vật liệu, đủ để bán đi giá trên trời. Xa xa so bình thường hóa hình trung kỳ động vật biển càng thêm đáng tiền. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân mỉm cười nói, bất quá dưới mắt, đầu này còn sống bá rùa xa xa so chết bá rùa muốn chân quý được nhiều. Mang trưởng quỹ cũng mỉm cười gật đầu. Rất tán thành, thượng nhân nói cực phải. Cái này bá rùa chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại hình thể cực đại, đủ mà đối kháng cuồng phong sóng lớn. Lòng đầu đà không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, hai vị ý tứ, là muốn đem cái này bá rùa thu phục, coi như tọa kỵ. Hỗn Nguyên thượng nhân cười nói, đúng vậy, nếu không, quẻ tượng chỉ dẫn chúng ta tới này làm gì. Hắn cùng Tiêu Phàm hai người xem bói kết quả đều là hướng đông, quả nhiên là không sai. Lòng đầu đà nói, thế nhưng là, cái này bá rùa chính là thánh linh hậu duệ. Hết thảy loại này có thuần khiết thánh linh huyết mạch yêu thú, trừ phi từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu thuần phục, không phải, một khi sau khi lớn lên, lại tưởng thu phục, kia là muôn vàn khó khăn. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân cười cười, nói, ai nói chúng ta muốn thu phục nó, chúng ta chỉ là muốn xin nó giúp một chút mà thôi. Phía tây hải triều sôi trào mãnh liệt, nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng lớn. Ngay tại cuồn cuộn mà đến, thương khung chi đỉnh thiên lôi, cũng càng ngày càng là gấp rút, bá rùa gầm rú thanh âm, càng là kinh thiên động địa, xen lẫn khó mà che giấu nôn nóng chi ý.
Mặc dù cái này bá rùa có thuần chính thánh linh huyết mạch, cực kỳ cường đại, nhưng ngay tại độ kiếp, lại là nó là lúc yếu ớt nhất, nếu như tại lúc độ kiếp, bị cuốn vào đến hải triều bên trong, chẳng những phí công nhọc sức, lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Minh Nguyệt hướng tây bên cạnh mãnh liệt mà đến biển cả triều nhìn một cái, lập tức nói Tiêu Phàm, động thủ đi. Lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Huệ Thiên Hào cùng Mang Trưởng Quỹ không khỏi liếc nhau một cái, đều hơi kinh ngạc. Hiện đặt vào cái này rất nhiều hậu kỳ đại tu sĩ tại, cho dù ai cảnh giới đều tại Tiêu Phàm phía trên, Âu Dương Minh Nguyệt lại điểm danh để cái này vô cực môn tiểu bối xuất thủ, xác thực là ý gì? Chỉ có Thiên Diệu Tiên Tử trong lòng hiểu rõ. Âu Dương Minh Nguyệt đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Phàm lôi quang bảo tháp uy năng. Tiêu Phàm cũng không chối từ, thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, xẹt qua hư không, nháy mắt liền tới bá rùa trên không. Bỗng nhiên bên trong nhìn thấy một tên nhân loại tu sĩ xuất hiện lên đỉnh đầu trên trời cao, bá rùa giật nảy cả mình, đèn lồng lớn hai mắt mở căng tròn, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, miểu nhỏ đến cực, thân ảnh, một cỗ kinh người sát khí ngút trời mà lên, thẳng bước mà lên. Nhân loại, người đợi sao? Trong lúc nhất thời, bá rùa miệng nói tiếng người, bạo phẫn nộ quát. Nếu như không phải thiên lôi cuồn cuộn, lấy cái này bá rùa táo bạo vô so tính nết, sớm liền trực tiếp đánh, lại nơi nào sẽ cùng nhân loại tu sĩ nói nhảm. Đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ là đến giúp ngươi chống cự lôi kiếp. Tiêu Phàm nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung đáp. Cái gì, cái này trả lời chắc chắn, lập tức để bá rùa nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Cái này nhân loại tu sĩ đến cùng đang dở trò quỷ gì? Về phần nói một mảnh hảo tâm đến trợ mình độ lôi kiếp, bá rùa nửa điểm cũng không tin. Đang lúc bá rùa đang suy đoán Tiêu Phàm chân thực dụng ý lúc, bỗng nhiên trong hai mắt tinh quang chớp loạn, vội vã ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, mặt bên trên lập tức cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa ý sợ hãi. Không biết lúc nào, tại nó bốn phía, đã xuất hiện sáu tên nhân loại tu sĩ, trên thân khí tức đều khủng bố đến cực điểm, cảnh giới thấp nhất cũng có được nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Bỗng nhiên ở giữa, bá rùa liền phát hiện mình đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đối mặt nhiều như vậy nhân loại đỉnh tiêm cao thủ, một đầu ngay cả hóa hình lôi kiếp đều còn không có vượt qua động vật biển, tuyệt đối ngay cả nửa phân chạy trối chết cơ hội đều không có. Đúng lúc này, trên trời cao, ầm ầm nổ vang, một đạo xa so lúc trước lôi kiếp càng to lớn hơn được nhiều thiên lôi ầm vang mà xuống, khí thế hùng hổ hướng phía bá rùa đỉnh đầu bổ tới. Tiêu Phàm mỉm cười, ống tay áo lắp một cái, kim sáng lóng lánh bên trong, như ý lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng chi cự, toàn thân lôi lóng lánh, hướng về kia nói khí thế hùng hổ thiên lôi nghênh kích đi lên. Ầm vang một tiếng, thiên lôi chính giữa lôi quang tháp đỉnh tháp. Cũng đang khẩn trương chờ đợi thiên lôi oanh đỉnh bá rùa nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tuyệt không tin nhìn thấy một màn kia không gì không phá thiên lôi, lại bị như ý bảo tháp hút thu vào. Ngay cả nửa điểm đều không có tiết lộ ra ngoài. Lôi quang tháp phảng phất là cái hang không đáy, mặc kệ có bao nhiêu thiên lôi từ thương khung chi đỉnh cuồn cuộn đánh xuống, đều có thể thong dong chứa đựng. Đạo hữu không cần kinh hoàng, chúng ta cũng vô ác ý. Hỗn Nguyên Thượng Nhân cao giọng nói, chúng ta có việc muốn đi ma quỷ biển phụ cận hải vực, làm phiền đạo hữu đưa chúng ta đoạn đường, đến mục đích về sau, tự sẽ làm cho đạo hữu rời đi, cũng không ngăn trở. Đi ma quỷ biển, ngươi đang nói đùa sao? Nơi đó hôm nay đã sớm bị hải triều bao trùm, ai dám đi vào. Bá rùa đầu tiên là trong lòng buông lỏng, bất quá miệng bên trong lại không chút khách khí. Hỗn Nguyên Thượng Nhân cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu chỉ sợ không thể cự tuyệt. Lúc này, lôi quang tháp đã hút no bụng thiên lôi chi lực, một cái cự đại lôi cầu, tại lôi quang tháp dưới đáy dần dần hội tụ thành hình, chính chính treo tại bá quy đầu đỉnh mấy chục trượng không trung, một cỗ so thiên lôi chi lực còn muốn khí tức kinh khủng, cũng bộc phát ra. Gây nên đàm phán, là tại song phương thực lực tương đương dưới tình hình mới có. Hỗn Nguyên Thượng Nhân có thể thanh lời nói được khách khí như thế, đã coi như là rất cho cái này lão ô quy mặt mũi. Tại dưới tình hình như thế, bá rùa muốn sống sót, thật không có lựa chọn thứ hai. Chương 1179, cánh cá mập. Một canh giờ sau, bá rùa to lớn giáp lưng phía trên, đứng vững bảy cái bóng người, một đầu đâm tiến vào ngập trời sóng lớn bên trong. Tại cái này như núi trong sóng dữ, dù coi như là bá rùa hơn trăm trượng chi cự thân hình khổng lồ, cũng bất quá như cùng một mảnh phiêu linh lá rụng, một hồi bị sóng cả ném lên trên trời, một hồi lại ngã vào thâm cốc. Nhưng bá rùa thần sắc nhìn qua có chút nhẹ nhõm, Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm bảy người cũng một mực đứng tại lưng của nó giáp phía trên, giống như dùng keo cường lực nước chăm chú dính chặt, không có dao động mảy may.
Trong sóng dữ sóc này, tại bọn hắn mà nói, chỉ là bình thường mà thôi. Chân chính có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, là biển cả chiều bên trong trộn lẫn lấy không gian chi lực. Đầu này hóa hình bá rùa, đối vùng này hải vực hết sức quen thuộc, đồng thời đối không gian ba động có được một loại nào đó thần kỳ dự báo năng lực, tổng là có thể kịp thời tránh đi biển cả chiều bên trong bỗng nhiên tuôn ra hiện ra không gian vặn vẹo cùng không gian ba động. Đương nhiên, nó kia to lớn không gì so sánh được thân thể, cũng lên rất trọng yếu tác dụng. Không có ngọn núi nhỏ này thân thể, sớm cũng không biết bị sóng lớn đổ nhào bao nhiêu lần. Đừng nhìn bá rùa dáng người to lớn, ở trong nước lại cực kỳ linh hoạt, bổ sóng chạm biển, tốc độ bay cực nhanh. Đứng tại bá mai rùa bên trên, đối Bắc Minh biển cả quen thuộc vô so lỏng đầu đà cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ không thôi, dùng biện pháp như vậy xông tiến vào hải triều bên trong, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Hắn dĩ vãng nếu là ở trong biển đụng phải hóa hình kỳ bá rùa, bình thường đều là có bao xa liền chạy bao xa, nào dám đi có ý đồ với nó. Thực tế Âu Dương Minh Nguyệt, tầm bảo đoàn, quá cường đại chút. Bất quá hải triều bao trùm khu vực thực tế quá mức rộng rãi, dù coi như bá rùa ở trong nước tốc độ bay cực nhanh, muốn đến mục đích của bọn họ, kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Càng đi hải triều trung tâm đi, không gian chi lực liền càng lợi hại, thậm chí ngay cả bá rùa có nhiều lần kém chút né tránh không kịp. Bị cuốn vào, các vị đạo hữu, tình hình không đúng, ta muốn từ dưới nước đi, dưới nước tình hình hơi an toàn chút. Chấm ngoặc kép, bá rùa rốt cục mở miệng nói ra, tựa như sấm rền ầm ầm rung động. Nói xong, không đợi Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mở miệng. Liền là đầu to bãi xuống, hướng trong nước chui vào, thân thể to lớn tùy theo bao phủ ở trong nước biển. Vừa tiến vào dưới nước, quả nhiên còn lâu mới có được trên mặt nước như thế sóc này, nhưng từng cái vòng xoáy khổng lồ cuốn tới. Luận đến an toàn, thực tế cũng không so trên mặt nước mạnh quá nhiều. Bá rùa thân thể cao lớn đúng vào lúc này thể hiện ra uy lực cường đại. Đối tại bình thường vòng xoáy, trên cơ bản không nhìn thẳng, trực tiếp từ đó xuyên qua, chỉ có gặp được những cái kia xen lẫn không gian chi lực cự hình vòng xoáy, bá rùa mới từ bên cạnh đi vòng qua. Bất quá bá rùa lặn chiều sâu cũng dần dần càng ngày càng sâu. Mấy ngày sau, liền đã chui vào 2-3 ngàn trượng chỗ sâu. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân Bình Chân như vậy, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ. Thì đã không thể không mở ra hộ thể lồng ánh sáng, tại đen nhánh biển sâu. Sáng lên hào quang nhỏ yếu, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử, nhưng như cũng vô thanh vô tức, tựa hồ đối với xung quanh cường đại thủy áp cũng không để trong lòng. Thiên Diệu Tiên Tử vốn là chủ tu huyền băng thuộc tính thần thông, trời sinh huyền âm chi thể. Chính là đơn thuần tính thủy linh thể biến dị linh căn, tinh thông thủy độn thuật, cái này chiều sâu đối nàng mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Về phần Tiêu Phàm, sớm đã bên ngoài dưới áo phủ thêm vảy rồng giáp nội giáp, lấy ly giao thuộc ra hỗn hợp hắc phương nhện tơ nhện luyện chế mà thành, lúc ấy lực lão quái liền khoe khoang khoác lác, chỉ phải mặc lên cái này nội giáp, mặc kệ bao sâu viễn dương biển cả, đều có thể đi được. Bây giờ sự thật chứng minh, lực lão quái cũng không có khoác lác, cái này vảy rồng nội giáp, quả thật có cực kỳ cường đại tránh nước thần thông. Lòng đầu đà thần sắc cũng có chút nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng Tiêu Phàm đồng dạng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại là Hắc Huyên chi địa tiếp dẫn xứ người, đồng thời còn là Cáp Duy Thành nổi danh động vật biển thợ săn, người mang một loại nào đó tránh nước dị bảo hoặc là tu luyện có đặc biệt tránh nước thần thông, 10 điểm bình thường. Lại qua mấy ngày, bá rùa tại dưới nước tốc độ đi tới dần dần chậm lại xuống tới, lòng đầu đà trầm giọng nói, đã tiếp cận ma quỷ biển biên giới. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy mấy ngàn trượng sâu dưới nước, to lớn sơn mạch kéo dài không dứt. Núi non chập trùng, địa hình cực kỳ hiểm trở, tựa như mê cung. Thỉnh thoảng có cao giai động vật biển từ sơn phong trong huyệt động nhô đầu ra, nhìn trộm bọn hắn, nhưng ở cảm nhận được đoàn người này khí tức cường đại về sau, đa số động vật biển đều vội vội vàng vàng rùa rụt trở về, lại không dám ló đầu. Động vật biển cố nhiên dũng mãnh, nhưng rõ ràng nhất chuyện chịu chết, cũng là sẽ không làm. Thẳng đến nhóm lớn cánh cá mập xuất hiện, bọn này cánh cá mập hẹn có mấy trăm đầu nhiều, chiều cao 3-4 trượng. Hai mắt tại đen nhánh đáy nước lục mang bắn ra bốn phía, như là quỷ như lửa, cực kỳ khiếp người. Tại Bắc Minh biển cả chỗ sâu, dạng này hình thể động vật biển, thật 10 điểm bình thường, thân hình so với chúng nó to lớn trong biển yêu thú, đếm không hết, 3.400 đầu số lượng, cũng không coi là nhiều. Một mực dũng cảm tiến tới bá rùa lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, hoảng loạn kêu lên, không tốt, là cánh bầy cá mập. Chấm ngoặc kép, ngữ điệu bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Không khỏi khiến người rất là ngạc nhiên, cần biết cái này bá rùa đã bước vào hóa hình kỳ, thực lực mạnh, còn tại tầm thường hóa hình trung kỳ động vật biển phía trên,
nhất là thân thể bàng lớn như núi phong, chỉ là cao vài trượng cá mập, tính được cái gì. Thế mà làm cho nó hãi nhiên thất sắc, chính hướng bên này chen chúc mà đến bọn này động vật biển, nhìn qua, liền cùng trong biển bình thường cá mập không sai biệt lắm, chỉ là mọc ra hai mảnh cực lớn vây ngực, mở ra đến chừng dài hai, ba trượng, như là dài hai cánh, khó trách gọi là cánh cá mập, ngược lại là phi thường hình tượng. Mỗi người đều từ bọn này cánh cá mập trên thân cảm nhận được một cỗ hung hãn ngang ngược khí tức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Những này cá mập trên thân linh lực ba động cũng không mạnh mẽ, nhiều nhất cùng nhân loại kim đan kỳ tu sĩ cân bằng, đa số thậm chí còn chỉ tản mát ra tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ linh áp. Tại một đám trong nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ trước mặt, dạng này mấy trăm đầu cánh cá mập, chẳng đáng là gì, nếu như bảy người toàn lực xuất thủ, cơ hồ chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đem bọn này cá mập giết đến tinh quang. Ai ngờ lỏng đầu đà cũng cùng bá rùa đồng dạng, mặt như màu đất, kêu to lên, mọi người cẩn thận, đây là trưởng thành cánh bầy cá mập. Những xúc sinh này không sợ pháp thuật công kích, đại đa số pháp bảo công kích, đối bọn chúng một chút tác dụng đều không có. Chấm ngoặc kép, cái gì, không có khả năng, Huệ Thiên Hào cái thứ nhất không tin, trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, trong tay kim sắc lôi chùy hiển hiện, phích lịch một tiếng, một đạo thô to kim sắc hồ quang điện xẹt qua đen nhánh nước biển. Hướng về phía trước tật bổ mà đi. Hậu kỳ đại tu sĩ nén giận xuất thủ, một kích này chi uy, có thể nghĩ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ầm ầm, một tiếng, hồ quang điện chính chính đánh trúng dẫn đầu kia cánh cá mập. Tương đối mà nói, đầu này cánh cá mập có chút không giống bình thường, chẳng những thân thể đặc biệt khổng lồ, so phổ thông cánh cá mập dài một trượng có dư, trong mắt lóng lánh huyết hồng quang mang, khí tức cực kỳ hung hãn. Trong chốc lát, mắt đỏ cánh cá mập bị kim sắc lôi điện bao phủ hoàn toàn. Đừng bảo là đầu này cánh cá mập chỉ có nhân loại tu sĩ kim đan linh áp tiêu chuẩn, dù coi như là nguyên anh tu sĩ, bị hạo nhật thần lôi chính diện đánh trúng, đó cũng là tuyệt đối gánh không được, không chết cũng bị thương. Nhưng mà, không cùng kim sắc lôi điện tiêu tán, hoắc xùy, một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn đầu cá liền từ lôi điện bên trong vọt ra, chính là đầu kia mắt đỏ cánh cá mập, trên trán hiện ra một cái to bằng cái bát tô vết sẹo, da chóc thịt bong. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Huệ Thiên Hào không khỏi sửng sốt. Hắn một kích này cứ việc còn không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng đã phát huy ra 7-8 phần uy năng. Vậy mà vẻn vẹn chỉ ở đầu này kim đan kỳ cánh cá mập trên trán oanh ra một chỗ vết thương da thịt. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà một kích này lại triệt để chọc giận đầu kia mắt đỏ cánh cá mập. Mắt nhỏ bên trong hung quang bắn ra bốn phía, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều trắng hếu răng nanh, liền hướng bên này vội vàng xông đến. Mấy trăm đầu cánh cá mập cũng lập tức đi theo đánh tới, khí thế hùng hổ, tựa hồ không đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ liền quyết không bỏ qua. Đã trốn không thoát, liều mạng đi. Lòng đầu đà trên mặt thần sắc kinh khủng bỗng nhiên thu liếm, lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, hung tợn kêu lên, cổ tay khẽ đảo, một thanh thật dài ô kim thiền trượng nổi lên, cái này thiền trượng đen kịt, nhìn qua nặng nề vô so. Cánh cá mập ở trong biển tốc độ bay cực nhanh, ở xa bá rùa phía trên. Bị cái này mấy trăm đầu cánh bầy cá mập để mắt tới, muốn chạy cũng khó khăn. Nghiến răng nghiến lợi lỏng đầu đà một lời chưa tất, bóng người trước mắt lóe lên, Tiêu Phàm đã hướng về phía trước bắn ra. Lúc này Tiêu Phàm, toàn thân bị một bộ lóng lánh kim thanh lưỡng sắc quang mang giáp trụ bao vây lấy, trong tay nghiêng nghiêng cầm một thanh đồng dạng lóng lánh kim thanh lưỡng sắc quang mang trường kiếm, như là mũi tên, thẳng đến đầu kia mắt đỏ cánh cá mập mà đi. Lòng đầu đà lại không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Trên đường đi, Tiêu Phàm đều trầm mặc ít nói, thường thường ngày kế đều không nói một câu, nhìn qua 10 điểm nho nhã lịch sự, nhưng không ngờ lúc này hắn lại là người đầu tiên động thủ, mà lại là thẳng tiến lên, cùng cánh cá mập vật lộn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể cũng tại tăng vọt, trong chốc lát, liền hóa thân thành hơn 10 trượng cự nhân, uy phong lẫm liệt. Đầu lĩnh kia mắt đỏ cánh cá mập, thấy thế không sợ hãi chút nào, mở ra huyết bồn đại khẩu. Liền hướng Tiêu Phàm cắn một cái đi. Tiêu Phàm trong tay kim màu xanh dài kiếm nhất tránh, suy, một tiếng vang nhỏ, máu tươi văng khắp nơi, một đạo thật dài lỗ hồng, tại mắt đỏ cánh cá mập trên thân nổi bật mà ra, từ má trái một mực kéo đến vây đuôi chỗ, huyết dịch phun ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm miệng bên trong lại phát ra kinh ngạc thanh âm. Tại hắn trong dự tưởng, một kiếm này đủ để đem đầu này mắt đỏ cánh cá mập mổ thành hai. Ly dao bản mệnh vẩy rồng kiếm bên trong. Dung nhập kim giao vương bản mệnh vảy rồng, sắc bén trình độ hơn xa trước kia, cái này cánh cá mập cố nhiên hung hãn, nhục thân cường hoành vô song, cũng quả quyết ngăn cản không nổi vảy rồng kiếm nhất trảm chi uy. Ai ngờ một kiếm quá khứ,
vậy mà chỉ cắt ra một đạo vài tấc sâu lỗ hổng. Tương đối cánh cá mập cao vài trượng thân hình khổng lồ mà nói, cái này lỗ lớn nhiều nhất chính là cái bị thương ngoài da, hoàn toàn không có thương tổn đến gân cốt, đối cánh cá mập sức chiến đấu cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng. Lại nguyên lai tại vảy rồng kiếm cắt vào cánh cá mập thân thể trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm chỉ nghĩ đến trong tay trường kiếm bỗng nhiên trượt một chút, liền cái này khẽ run lên, kết quả cuối cùng liền cùng Tiêu Phàm lúc trước dự liệu một trời một vực. Nhưng lại không biết đây là trùng hợp hay là cánh cá mập bản thân liền có cao minh như vậy chém giết gần người kỹ năng. Ngay tại Tiêu Phàm kinh ngạc thời điểm, chỉ cảm thấy giữa hai chân đau xót, cũng đã bị kia nổi giận cự sa cắn một cái vào bên trái đùi. Cự sa hai mắt đỏ bừng, cái đuôi loạn giao, nhìn kia hung thần ác sát bộ dáng, quả muốn đem Tiêu Phàm đùi cắn một cái xuống tới, ăn như gió cuốn. Đúng lúc này, lại có mấy đầu cự sa từ phương hướng khác nhau, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Chương 1180, miệng quạ đen. Lấy Tiêu Phàm chém giết gần người kinh nghiệm chi phong phú, lập tức liền hiểu được, cái này cánh cá mập sở dĩ làm cho bá rùa cùng lỏng đầu đà đều sợ hãi dị thường, chính là bởi vì bọn chúng loại này đặc biệt thiên phú không sợ pháp thuật công kích, chém giết gần người lại có đặc biệt kỹ xảo. Vảy rồng kiếm nhất kiếm cắt, lại bị trượt ra, rất có điểm cùng loại võ thuật bên trong chiêm y thập bát điệt tuyệt kỹ. Bất quá lấy vảy rồng giáp cứng cỏi, cái này cánh cá mập răng lại sắc bén, cũng không thể tránh được. Mắt thấy đầu kia mắt đỏ cánh cá mập còn tại liều mạng cắn xé bắp đùi của mình, Tiêu Phàm vừa tức giận vừa buồn cười, miệng bên trong quát khẽ một tiếng, một chưởng vỗ xuống đi. Long tượng nặng tay, phốc, lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì giãy giụa, nhìn như hung hãn vô so mắt đỏ cánh cá mập, tại long tượng nặng tay khủng bố cự lực phía dưới, không có chút nào chống cự chi lực, chỉ tới kịp bày động một cái đuôi, liền là đứt gân gãy xương, toàn thân bạo liệt mà chết. Đáy biển một mảnh huyết tinh tràn ngập, hai mảnh triển khai dài đến mấy trượng to lớn vây ngực, bỗng nhiên từ mắt đỏ cánh cá mập trên thân thể chóc ra, như là hai mảnh cánh, ở trong nước biển bay múa. Trong lúc cấp bách, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, đem kia hai mảnh to lớn vây ngực thu nhập Càn Khôn đỉnh bên trong. Cái này cánh cá mập phảng phất chính là trong biển luyện thể sĩ, có thể lẩn tránh pháp thuật công kích thiên phú vô cùng ghê gớm. Tiêu Phàm vảy rồng giáp là từ huyền tinh giáp cải tạo, tại huyền tinh giáp bên trong đã từng gia nhập qua băng tinh thú bản mệnh lân giáp, đối lẩn tránh pháp thuật công kích rất có hiệu quả. Bất quá đầu kia băng tinh thú cấp bậc quá thấp, theo Tiêu Phàm tu vi tăng lên, băng tinh thú bản mệnh lân giáp đối pháp thuật công kích lẩn tránh hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng, mấy có lẽ đã thành gân gà. Lại nhìn cái này cánh cá mập hai cánh, uy năng có phải là vượt qua băng tinh thú lân giáp? Mặc dù những này cánh cá mập linh áp ba động mạnh nhất cũng bất quá là tương đương với kim đan kỳ tu sĩ, nhưng chém giết gần người cực nó cường hãn, ngay cả bá rùa cùng nguyên anh trung kỳ lỏng đầu đà đều cực kỳ e ngại, chân thực năng lực không thể nghi ngờ ở xa băng tinh thú như thế cấp 9 yêu thú phía trên. Một trường diệt sát mắt đỏ cánh cá mập, mấy đầu cự sa đã giết tới bên người, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Vảy rồng giáp kim thanh sắc quang mang lấp lánh, mấy chục mai kim thanh sắc vảy rồng bắn ra, đảo mắt hóa thành kim thanh nhị sắc đoạn kiếm, trong khoảnh khắc ở trong nước bố thành vảy rồng kiếm trận, hướng na mấy đầu cự sa quấn giết tới. Cánh cá mập ở trong nước tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã giết tới bá rùa phụ cận, cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người giao thủ. Phốc, một tiếng, lỏng đầu đà vung vảy ô kim thiền trượng, đập ầm ầm tại một đầu cự sa trên trán, lại chỉ cảm thấy thủ hạ trượt đi. Nặng nề ô kim thiền trượng trong chớp nhoáng hướng một bên trượt lái đi, chỉ đem kia cự sa nện đến mê muội một chút. Đầu dùng sức hất lên, lập tức liền cuồng nộ lần nữa mãnh nhào tới. Những này cánh cá mập có thể lẩn tránh đại bộ phận phân pháp thuật công kích, chém giết gần người thời điểm, lại có quỷ dị, chiêm y thập bát điệt, thần thông, khó trách ngay cả nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình động vật biển đều tránh chi duy sợ không kịp. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét đinh tai nhức óc. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn lại. Lại chỉ thấy bá rùa to lớn cái đuôi bên trên, chính treo một đầu cao vài trượng cánh cá mập, kia cánh cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu, gắt gao cắn bá rùa cái đuôi. Hai hàng sắc bén vô so răng, thật sâu cắt vào bá rùa phần đuôi cốt nhục bên trong. Bá rùa thân thể cực đại, vô luận như thế nào đều chú ý không đến cái đuôi, không từ gào thét như sấm, trong lúc nhất thời, lại là vô kế khả thi. Mọi người giờ phút này đều bị vô số cánh cá mập vây công. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, không cách nào cứu viện. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, bị mười mấy đầu cánh cá mập vây ở trung ương Âu Dương Minh Nguyệt trên thân kim sắc lôi điện lóe lên, bỗng nhiên không gặp tung tích. Sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt tại bá rùa phần đuôi nổi lên, trong chớp mắt thuấn di mấy chục trượng,
lôi độn thuật coi là thật xuất thần nhập hóa, cùng là hậu kỳ đại tu sĩ Huệ Thiên Hào cùng nàng tương đối mà nói, chênh lệch không chỉ một điểm. Âu Dương Minh Nguyệt tố thủ nhẹ giơ lên, một ngụm hàn lóng lánh phi đao xuất hiện trong tay, phi đao mặt ngoài kim sắc hồ quang điện lấp lánh, trong lúc nhất thời, căn bản liền thấy không rõ đến cùng là chân chính phi đao hay là lôi điện ngưng tụ thành hình. Âu Dương Minh Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ, lôi điện oanh minh bên trong, phi đao tật chạm mà ra, vòng quanh đầu kia cự xa thân thể phi tốc dạo qua một vòng. Hoắc xuy, một tiếng, cánh cá mập đầu lâu to lớn bỗng nhiên cùng thân thể đứt gãy ra, đầu một nơi thân một nẻo, hai đoạn tàn thi hướng đáy biển rơi xuống. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, đem cánh cá mập hai đoạn thi thể đều thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Rất hiển nhiên, nàng cũng phát hiện cái này cánh cá mập chỗ kỳ lạ. Dùng cái này cánh cá mập vật liệu luyện chế ra đến phòng ngự tính pháp bảo, uy năng chắc hẳn 10 phần không tệ. Cái này cánh cá mập cố nhiên hữu lấy cực kỳ hiếm thấy thiên phú, nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt dạng này siêu cấp đại cao thủ công kích phía dưới, như trước vẫn là không thể chống đỡ một chút nào, vừa đối mặt liền bị diệt sát. Bên kia toa, Tiêu Phàm cũng đại khai sát giới. Trải qua lần nữa đổi tiến vào vảy rồng kiếm trận, trộn lẫn vào kim giao vương bản mệnh vảy rồng về sau, nó cứng rắn sắc bén trình độ, xa không phải lúc trước có thể so sánh, mà lại thao túng cực kỳ thuận tiện, rất không giống lúc trước cần hao phí Tiêu Phàm cơ hồ toàn bộ thần niệm chi lực. Luyện chế pháp bảo vật liệu cấp bậc càng cao, điều khiển tính tự nhiên càng tốt. Điểm này là đãi vô nghi vấn. Nếu như nói đối mặt binh khí đơn một công kích thời điểm, cánh cá mập thiên phú thần thông còn có thể tạo được tác dụng rất lớn. Đối mặt dày đặc kiếm trận, hơn 10 thanh vảy rồng đoản kiếm ngay cả điểm không ngừng cắt, dù là cánh cá mập bản sự thông thiên, cũng tại trong khoảnh khắc liền bị cắt thành vô số mảnh vỡ, đại cổ máu tươi, lập tức đem phụ cận nước biển đều nhuộm đỏ bừng. Đối mặt người khoác vảy rồng giáp, kích phát cự linh thú thiên phú thần thông Tiêu Phàm, cánh cá mập răng lại sắc bén, cũng là không thể làm gì. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, sôi trào đáy biển dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản khí thế hùng hổ cánh bầy cá mập đã không thấy bóng dáng, ngay cả một đầu đều không thừa hạ. Từng người tự chiến tám người, lại hội tụ đến cùng một chỗ, Lòng Đầu Đà, Huệ Thiên Hào, Mang Trưởng Quý thậm chí Bá Rùa đều có chút chật vật, nhất là Lòng Đầu Đà, trên thân tăng bào càng là rách rách dưới dưới, mấy chỗ địa phương máu tươi ứa ra. Lần này nếu không phải nhiều cao thủ như vậy hội tụ vào một chỗ, đơn độc một hai người gặp được như thế nhóm lớn cánh cá mập, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Thậm chí ngay cả Huệ Thiên Hào Mang Trưởng Quý dạng này hậu kỳ đại cao thủ, đều thụ chút vết thương da thịt. Nhìn như không nặng, lại đủ để cho trong lòng người cảnh giác vạn phân. Ngoài dữ liệu chính là, lần này diệt sát cánh cá mập, Tiêu Phàm thế mà là tuyệt đối chủ lực, tế ra vảy rồng kiếm trận, tựa như chém dưa thái rau, một nửa cánh cá mập đều là bị hắn chém giết. Tiêu Phàm vốn không phải người hiếu sát, thay vào đó chút cánh cá mập cực kỳ hung hãn, biết rõ không phải là đối thủ, cũng tuyệt không lui lại. Dù là chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, cũng muốn tử chiến đến cùng. Tiêu chân nhân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tại tiêu chân nhân chữ vật vòng tay bên trong, lại tăng thêm không ít cánh cá mập vật liệu. Tại chân vũ nước bờ biển thành nhỏ giao dịch hội bên trên, Tiêu Phàm nhưng chưa từng thấy qua trưởng thành cánh cá mập vật liệu bán ra, chắc hẳn cực kỳ hiếm thấy chân quý. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt không có nhiều lời, thân thể nhoáng một cái, lại đứng ở Bá Rùa trên lưng. Mấy người còn lại cũng là không nói một lời, đi theo đứng lên Bá Mai Rùa giáp. Bá Rùa thở dốc vài tiếng, miệng bên trong phát ra một tiếng man nghiêu như gầm rú, tứ chi huy động, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. 7 ngày sau đó, bọn hắn lại bị một đám người khoác giáp cứng quái dị động vật biển vây quanh, nhóm này động vật biển thân thể cực đại, giáp trụ cứng rắn, lại vô tri vô biết, cùng cánh cá mập có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không chút khách khí, chủ động hướng bọn hắn phát động tiến công. Trong chốc lát điện tránh lôi minh, kiếm ảnh tung hoành, một phen kịch chiến về sau, bọn này quái dị động vật biển cũng bị giết đến tinh quang. Bá Rùa tiếp tục hướng phía trước, bốn phía vòng xoáy càng ngày càng là dày đặc, không gian chi lực cũng càng ngày càng là mạnh mẽ, Bá Rùa một lại hướng xuống, chui vào càng sâu dưới nước, tránh né càng ngày càng tấp nập xuất hiện không gian ba động. Ma quỷ này biển phảng phất không đáy, Bá Rùa đã lặn xuống đến 4-5.000 trượng sâu chỗ, dưới thân vẫn như cũ là một mảnh đen như mực nước biển. Thâm bất khả chắc. Huệ Thiên Hào không khỏi nóng nảy, hướng Lòng Đầu Đà hỏi, Tùng đạo hữu, ngươi không phải nói kia hắc huyên cửa vào ngay tại ma quỷ bờ biển duyên A. Chúng ta đã xâm nhập hải triều bên trong gần một tháng, làm sao còn chưa tới. Lòng Đầu Đà bận bịu tức nói, Huệ đạo hữu an tâm chớ vội, chỉ phải gìn giữ dạng này tốc độ bay, lại có 10 ngày qua, liền có thể đến lối vào.
Chấm ngoặc kép, mang trưởng quỹ ngắt lời nói, Tùng đạo hữu, không phải nói ma quỷ trong biển hung hiểm dị thường, các loại cao giai động vật biển nhiều vô số kể, làm sao chúng ta lại chưa từng nhìn thấy đâu. Trên đường đi đụng phải, đều là chút vô tri vô biết xuẩn vật. Hết lần này tới lần khác những này vô tri vô biết xuẩn vật, nhưng lại làm cho bọn họ một trận hiếu sát. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ sợ đã sớm thành xuẩn vật trong bụng mỹ thực. Lòng đầu đà đáp, ngày bình thường nơi này cao giai động vật biển xác thực không ít, dưới mắt vừa vặn gặp được biển cả chiều, đa số động vật biển đều tránh trong huyệt động không dám lộ diện, lại nói, có đại trưởng lão cùng các ngươi mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ tự mình tỏa chấn, bình thường động vật biển cũng sẽ không chủ động đến tìm chết. Đây cũng là cái đạo lý, chỉ bất quá, phàm là đều có ngoại lệ, bên này toa lời còn chưa dứt, mọi người liền chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, bỗng nhiên từ phải phía trước truyền đến. Lập tức người trong lòng người run lên, đồng loạt hướng bên kia nhìn lại. Hoác suy suy, một trận tiếng nước, phải phía trước mấy trăm trượng chỗ, nhô ra một viên đầu lâu to lớn, chừng hơn 10 trượng chi cự, như long lại không phải long, như dao mà không phải dao, cùng kỳ lân cũng giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm mạnh ác, lộ ra khí tức cực kỳ khủng bố. Toàn nghê, thanh toàn nghê, chấm ngoặc kép, lòng đầu đà bỗng nhiên kêu to lên, nháy mắt mặt như màu đất. Chân long. Toàn nghê, kỳ lân hậu duệ, chính là trong biển rộng đương nhiên vương tộc, cũng là trời sinh thánh linh bên trong xếp hạng cao nhất mấy loại. Tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, trong hải dương tự nhiên sẽ không tồn tại chính thức toàn nghê, mà là mang theo toàn nghê thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ, cũng giống vậy được xưng là toàn nghê. Từ đầu này toàn nghê trên thân lộ ra khí tức khủng bố, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, dù coi như không là hoàn toàn thành niên thanh toàn nghê, cũng đã tiếp cận trưởng thành. Trưởng thành toan nghê, là có thể so với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ siêu cấp đại năng, ở vào toa ma giới tu chân kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhất là tại cái này viễn hải chỗ sâu, toan nghê sức chiến đấu mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt cũng hơi co rút lại một chút. Mang trưởng quỹ mới vừa rồi còn đang nói, chưa thấy qua cao giai động vật biển, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền bốc lên một đầu khó khăn lắm tiếp cận thành niên toan nghê ra, cũng coi là cái miệng quạ đen. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho đoàn người lập tức đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1181, Toàn Nghê Vương Tộc. Đầu kia cường đại tuyệt luân thanh toàn nghê rõ ràng cũng nhìn thấy bọn hắn, lại mảy may đều không có muốn vọt qua đến đem bọn hắn một ngụm nuốt vào chi ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng. Ngay sau đó, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận cuồng hống, trong hai mắt lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thẳng đến lúc này, chúng người mới thấy rõ, có một cái biển sâu vòng xoáy, chính kề sát tại thanh toan nghê sau lưng. Kia vòng xoáy kỳ thật cũng không lớn, đường kính chỉ có 2-3 trượng, khó khăn lắm đem thanh toan nghê phần sau thân bao trùm. Toan nghê là hoàn toàn xứng đáng hải trung vương tộc, ở trong nước thần thông chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ... Thanh toàn nghê giống như thoát khỏi không được vòng xoáy này đại lực, như là bị vòng xoáy chăm chú dính chặt như vậy, đang bị từng ngụm thôn phệ. Vòng xoáy bên trong lộ ra không gian chi lực, để mọi người đồng loạt trên mặt biến sắc. Từ khi tiến vào biển cả chiều về sau, không gian chi lực ở khắp mọi nơi, nhưng còn không có một cái kia vòng xoáy, lộ ra không gian chi lực là mạnh như vậy, như thế cuồng bạo, cường đại đến ngay cả sắp thành niên thanh toàn nghê đều ngăn cản không nổi. Bá rùa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngạnh sinh sinh dừng lại thân thể, tứ chi huy động, liền muốn hướng sau hông phi tốc thối lui, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, nó cũng cảm nhận được cái này không gian chi lực đáng sợ, thấy đại sự không ổn. Lúc này không tránh, chờ đến khi nào, ngay vào lúc này đợi, đứng tại trên lưng hắn Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, như là mũi tên, bắn thẳng đến mà ra. Làm cái gì, Huệ Thiên Hào không khỏi kêu to một tiếng, Tiêu Phàm vọt tới trước phương hướng. Đang hướng về thanh toan nghê mà đi, tựa hồ là tưởng muốn giúp một chút sức lực, cứu viện kia sắp bị vòng xoáy triệt để thôn phệ toan nghê. Tiểu tử này nổi điên rồi sao? Ngay cả sắp thành niên thanh toan nghê đều ngăn cản không nổi không gian chi lực, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến lên, quả thực liền là muốn chết. Ngay tại cạn kiệt chút sức lực cuối cùng cùng không gian vòng xoáy làm sắp chết chống lại thanh toan nghê nhìn thấy Tiêu Phàm kích xạ mà đến, trong mắt lộ ra lại là kinh ngạc lại là đề phòng thần sắc. Không hề nghi ngờ. Hắn nhận định Tiêu Phàm là nghĩ đến nhặt có sẵn tiện nghi. Nhìn xem có thể hay không đoạt tại không gian vòng xoáy trước đó, từ trên người hắn phải đến chút gì chỗ tốt. Không nói những cái khác,
chỉ cần có thể đem trên đầu của hắn con kia dài hơn một trượng toan nghê rác lấy xuống, chính là giá trị liên thành dị bảo, tại nhân loại trong phường thị, đủ để bán đến một cái khiến người không cách nào tưởng tượng giá trên trời. Hắn hiện tại nhiều nửa người đều bị không gian vòng xoáy hút vào. Toàn thân thần thông đều không thi triển ra được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm tới lấy hắn sừng thú. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đến phụ cận, hai tay liền động, mười ngón luân chuyển, từng đạo chữ màu đỏ pháp quyết bắn ra, nhanh chóng ở trong nước biển tạo thành một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án. Tật, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước, một đạo to lớn cự lực bắn ra. Chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bỗng nhiên xoay tròn, nháy mắt hóa vì một cái đường kính mấy trượng chữ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy, xoay tròn lấy hướng thôn vệ thanh toan nghe cái kia đạo vòng xoáy càn quét mà đi, từ hỗn độn vòng xoáy bên trong. Cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ không kém không gian chi lực. Thanh toan nghe trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Không thể nghi ngờ, hắn đã nhìn ra, Tiêu Phàm là đang xuất thủ cứu hắn, cái này nhân loại tu sĩ tu vi mặc dù không cao. Lại hiểu phải một chút không gian thần thông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cái vòng xoáy qua trong giây lát vô thanh vô tức đụng vào nhau. Lập tức quấy làm một đoàn, kiệt lực xé rách, ngay tại lúc này, đi, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn. Thanh toan nghe chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến không gian chi lực bỗng nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn, lực đạo đại giảm, lúc này cũng là một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ra sức thoáng giãy giụa, thân thể to lớn từ vòng xoáy bên trong rút ra, chỉ thấy toàn thân lân phiến chóc ra, máu tươi bắn tung tóe, vết thương chồng chất, cho thấy phải đã thụ thương không nhẹ. Chỉ bất quá lúc này, ai cũng không lo được những thứ này. Thanh toan nghe dài đến hơn 10 trượng thân thể lắc một cái. Đảo mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau một khắc, đã tại hơn trăm trượng bên ngoài hiện thân mà ra, lại bãi xuống cái đuôi, hướng một phương hướng khác bắn ra mấy trăm trượng xa, cùng bá rùa kéo dài khoảng cách, mới khó khăn lắm định trụ thân thể. Hắn bây giờ thân chịu trọng thương, chân nguyên pháp lực cơ hồ hao hết, hay là cách kia mấy tên nhân loại tu sĩ xa một chút vi diệu. Ai biết bọn hắn có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cách đó không xa nước biển một trận vặn vẹo. Tiêu Phàm hiện thân mà ra. Thanh toan nghe thân thể nhoáng một cái, đảo mắt hóa thành một tên thanh niên mặc áo bào xanh nam tử, rộng miệng mắt to, trên đầu mọc ra một con màu xanh đoản giác, thân sắc cực kỳ kiên nghị, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại tự có một cỗ vương giả phong phạm, trên thân vẫn như cũ lộ ra cực kỳ kinh khủng linh áp ba động, hướng Tiêu Phàm hai tay ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói tại hạ Nguyên Hạo, nhiều cảm ơn đạo hữu đại ân cứu mạng, không dám thỉnh giáo bản cao tính đại danh. Tiêu Phàm ôm quyền hoàn lễ, nói tại hạ Tiêu Phàm, là Nam Châu Đại Lục Tây Nam Hoắc Sơn Quốc tu sĩ, gặp qua Nguyên đạo hữu. Tiêu đạo hữu tốt tuấn không gian thần thông, không biết mấy vị đạo hữu muốn đi đâu. Nguyên Hạo nói, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Nơi này đã cực kỳ tiếp cận ma quỷ biển, lại đang đứng ở biển cả chiều khu vực trung tâm, dĩ vãng thật đúng là rất ít gặp đến nhân loại tu sĩ tiến vào nơi đây. Coi như ngẫu nhiên xông đến nơi này, hạ tràng hơn phân nửa cũng rất tồi tệ. Cực ít có thể hoặc là rời đi nhân loại nơi này tu sĩ. Tiêu Phàm đáp, tại người hạ đẳng muốn đi trước Hắc Uyên chi địa. Chấm ngoặc kép, Hắc Uyên, Nguyên Hạo lấy làm kinh hãi. Kia không có khả năng. Hắc Uyên cửa vào cách nơi này còn có không gần một khoảng cách, phía trước không gian chi lực, so nơi này còn muốn hỗn loạn. Các vị đạo hữu không có khả năng đi được nơi đó. Ta khuyên chư vị hay là sớm cho kịp rời đi nơi đây vi diệu, nhất định phải đi Hắc Uyên. Cũng nhất định phải cùng cái này biển cả chiều lắng lại về sau mới có cơ hội. Nếu không, thật chỉ là chịu chết mà thôi. Cái này thanh toan nghe tựa hồ đối với vùng này hải vực có chút quen thuộc, lập tức đem đầu lắc giống phát lang chống đồng dạng, 10 điểm thành khẩn nói. Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi, lấy Nguyên đạo hữu ý kiến, cái này biển cả chiều lúc nào sẽ quá khứ? Nguyên Hạo lắc đầu, nói thật có lỗi cực kỳ, cái này tại hạ thật không biết. Nguyên Mỗ tuy là hải tộc, nhưng cái này biển cả chiều chính là thiên địa chi uy, không người có thể dự đoán được. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt đám người đã chậm rãi nhích lại gần. Nguyên Hạo sắc mặt biến hóa, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một viên vảy màu xanh, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, linh khí 10 phần, cơ hồ không tại kia kim giao vương bản mệnh vảy rồng phía dưới. Nguyên Hạo đem cái này tấm vảy đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, nhiều tạ Tiêu huynh ân cứu mạng, đây là Nguyên Mỗ bản mệnh lân phiến. Mời Tiêu huynh cất kỹ. Có cái này lân phiến nơi tay, trong biển toan nghê vương tộc, đều sẽ cho Tiêu huynh thuận tiện. Tương lai nếu có gặp lại thời điểm, Nguyên Mỗ ổn thỏa hậu báo. Tiêu Phàm hướng na bên cạnh nghiêng nghiêng liếc một chút,
chỉ thấy Huệ Thiên Hào cùng trong mắt người ẩn ẩn hiện lên vẻ tham lam, cũng liền không khách khí, đưa tay tiếp nhận bản mệnh lân phiến, khom người một chút. Lấy Nguyên Hạo thân thể bị trọng thương, nơi đây xác thực không nên ở lâu. Tiêu huynh, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nguyên Hạo hai tay ôm quyền vái chào, cũng hướng Huệ Thiên Hào bọn người nhìn thoáng qua, lăn khỏi chỗ, lộ ra thanh toan nghê bản tướng, trắng kiện cái đuôi bãi xuống, to lớn thân thể như là mũi tên, hướng bên trái đằng trước kích bắn đi, đảo mắt liền chui vào đen như mực bên trong biển sâu, lại không thấy tăm hơi. Huệ Thiên Hào trùng điệp, hừ, một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới. Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt râu, chậm rãi nói, Tiêu đạo hữu, không khỏi quá xúc động. Tại cái này bên trong biển sâu, chúng ta nhất định phải ôm thành một đoàn, nhất định không thể đơn độc làm việc. Thật xảy ra ngoài ý liệu, cứu viện cũng không kịp, lại như thế nào cho phải. Ngươi nếu là xong đời, chúng ta trước đây nhiều như vậy công phu, không đều uổng phí rồi sao? Xính cái gì có thể? Tiêu Phàm gật đầu nói phải, cũng không nhiều làm giải thích. Để hắn trơ mắt nhìn xem thanh toan nghề bị không gian vòng xoáy cuốn đi mà thở ơ, quả quyết khó mà làm được. Đây không phải Tiêu Phàm tính cách, cũng chính là Tiêu Phàm không nguyện ý đắc tội Hỗn Nguyên thượng nhân, lúc này mới sẽ trả lời một tiếng, nếu là Huệ Thiên Hào nói lời như vậy, Tiêu Phàm lý cũng sẽ không để ý đến hắn. Đối với Huệ Thiên Hào dạng này tự xưng trong chính đạo bên trong lại làm đủ trò xấu ra hỏa, Tiêu Phàm là nửa phân cũng nhìn không thuận mắt, dù là hắn là hậu kỳ đại tu sĩ cũng giống vậy. Tiêu Phàm, không gian này thần thông, là loại nào truyền thừa? Càn Khôn đỉnh, trên người ngươi a? Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai mắt bình tĩnh tiếp cận hắn, ánh mắt sáng ngời. Tất cả mọi người đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Rất hiển nhiên, Càn Khôn đỉnh, ba chữ này, đối mỗi người đều là một loại lớn lao kích thích. Làm ngày xưa chính đạo thứ nhất tông bảo vật chấn giáo, Nam Châu Đại Lục công nhận thông huyền linh bảo chính phẩm, chưa nghe nói qua tu sĩ cấp cao thật đúng là không nhiều. Cái này miệng, Càn Khôn đỉnh, từng tại ngàn năm trước đó nhấc lên qua một trận gió tanh mưa máu giết chóc, Vô Cực Môn cũng bởi vậy triệt để xuống dốc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Càn Khôn đỉnh là không gian bảo vật, Tiêu Phàm bỗng nhiên thi triển ra tinh xảo không gian thần thông, cũng khó trách Âu Dương Minh Nguyệt sẽ có này nghi vấn. Mười mấy đạo nhãn thần đồng loạt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, không gian thần thông không phải cái kia một môn cái kia một phái độc quyền, đại trưởng lão cũng tinh thông không gian chi lực. Chẳng lẽ cũng là từ Càn Khôn đỉnh bên trong lĩnh ngộ được sao? Âu Dương Minh Nguyệt tiếp cận hắn, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, Thiên Diệu tiên tử thân thể nhoáng một cái, đứng ở Tiêu Phàm bên người, cũng là giữ im lặng. Huệ Thiên Hào hai mắt bắt đầu híp mắt, nắm chặt ở trong tay kim sắc lôi chùy. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng mang trưởng quỹ cũng âm thầm đề phòng, trong lúc nhất thời, đáy biển bầu không khí lộ ra cực kỳ khẩn trương. Lòng đầu đà đáy lòng không ngừng kêu khổ. Đám này ngưu nhân nếu là náo lên nội chiến, hắn coi như xui đến đổ máu. Đã đến nơi này, coi như lui về, một mình hắn cũng tuyệt đối không cách nào an toàn rời đi mảnh này biển cả chiều bao trùm thủy vực. Muốn sống, nhất định phải đến Hắc Huyên cửa vào. Tốt, vậy kế tiếp hành trình, từ ngươi đi đầu mở đường. Ra ngoài ý định chính là, cuối cùng cũng không có đánh lên, Âu Dương Minh Nguyệt đem thu hồi ánh mắt lại, từ tốn nói. Bá rùa ầm ầm kêu lên, các ngươi muốn tiếp tục hướng phía trước. Đó là các ngươi sự tình, ta cũng không phụng bồi. Ngay cả toàn nghề vương tộc đều kém chút táng thân tại không gian vòng xoáy bên trong, nó nơi nào còn dám tiếp tục hướng phía trước. Đây chính là một đầu sắp thành niên toàn nghề, một chân đã bước vào hiểu linh kỳ cảnh giới, tuyệt không phải nó có thể so ra mà vượt. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, có hắn cho ngươi chỉ điểm, không có việc gì. Ngươi nếu dám cự tuyệt, kia mới có sự tình, đi. Chương 1182, lệnh bài. Sau đó hành trình, vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Đương nhiên, phiền toái nhỏ hay là gặp mấy lên, nhưng không có gặp được trong dự tưởng đại phiền toái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này biển cả chiều là chuôi kiếm hai lưỡi, để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ đồng thời, cũng giúp bọn hắn một đại ân, đó chính là đem tuyệt đại bộ phân cao giai động vật biển đều một mực giam cầm trong huyệt động, tùy tiện không dám ra ngoài. Ngay cả sắp thành niên thanh toan nghê, đều kém chút tại không gian trong vòng xoáy mất mạng, cái khác động vật biển càng là không chịu nổi. Tiêu Phàm mặc dù không phải rất tình nguyện ở trước mặt mọi người hiển lộ ra mình tại không gian thần thông phương diện tạo nghệ, nhưng thực bức nơi đây cũng không phải do hắn tại giấu dốt. Tại cái này biển cả chiều trung tâm, không gian vòng xoáy trồng chất, vô cùng vô tận, hơi vừa phân thần, lập tức liền có tai họa ngập đầu. Vì tính mạng mình, cũng không thể không đem bản lĩnh cuối cùng lấy ra.
Từ khi biết được, Càn Khôn Đỉnh là không gian chí bảo về sau, Tiêu Phàm liền một mực không có đỉnh chỉ qua đối không gian thần thông nghiên cứu, trong lúc đó cũng từng trải qua mấy lần thực chiến, mỗi lần đều có thể có hiệu quả, nhưng giống biển cả chiều trung tâm dạng này ở khắp mọi nơi không gian dị thường, thật đúng là lần đầu đụng phải. Lần này, không phải bằng vào Càn Khôn Đỉnh, thần thông đang bảo vệ, mà là dựa vào bản thân đối không gian chi lực lĩnh ngộ đến chỉ dẫn chính xác phương hướng đi tới, đối Tiêu Phàm không gian chi thuật là cái cực lớn khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm đối không gian chi đạo nghiên cứu, xác thực đã đạt đến vu mỗ cái cao thâm cảnh giới. Chính là tại hắn chỉ dẫn phía dưới, bá rùa thành công tránh đi những cái kia nguy hiểm nhất không gian vòng xoáy, mặc dù không khỏi muốn đi chút quanh co trước tiến vào đường quanh co, nhưng so với đầu một nơi thân một nẻo thảm trạng đến, tự nhiên là rất đáng được. Lớn nửa tháng trôi qua, một đạo cao ngất hải để sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo này sơn mạch cực kỳ dốc đứng, cao tới mấy ngàn trượng. Kéo dài không dứt, không biết nó mọc ra mấy chục nghìn bên trong. Nhìn thấy đạo này sơn mạch, lòng đầu đà rốt cục thở phào một hơi, khó nén trên mặt mừng rỡ chi tình, nói các vị đạo hữu, vượt qua đạo này sơn mạch. Chính là Hắc Huyên cửa vào. Mọi người nghe xong, đều đồng thời thở phào một cái, một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Bất quá Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt lại có chút nhíu mày. Thật là mạnh mẽ không gian chi lực, cứ việc cách sơn mạch, hai người vẫn là cảm ứng được sơn mạch bên kia dị thường mạnh mẽ không gian ba động, so với bọn hắn một đường đi tới chỗ đụng phải đại bộ phận phân không gian vòng xoáy lộ ra không gian chi lực còn muốn nâng cao một bước. Chỉ là kinh lịch thiên tân vạn khổ chạy tới nơi này, quả quyết không có lùi bước đạo lý. Lập tức bá rùa trở đi một nhóm 7 người, từ từ đi lên, biển cả chiều vẫn như cũ, càng lên cao, không gian vòng xoáy càng là đông đảo, cũng càng thêm nguy hiểm. Cũng may có Tiêu Phàm chỉ điểm, bá rùa một tránh đi những cái kia vòng xoáy. Thua thiệt nó hơn trăm trượng chi cự thân hình khổng lồ, thế mà linh hoạt như vậy, cũng là khiến người nhìn mà than thở. Mặc dù lòng đầu đã nói vượt qua sơn mạch chính là Hắc Huyên cửa vào, trên thực tế hay là có một khoảng cách. Bá rùa lại dưới đáy nước tiến lên hơn 2 canh giờ. Mới rốt cục cũng ngừng lại, mọi người sớm đã song mi nhíu chặt, gắt gao tiếp cận phía trước cách đó không xa. Kia là sao mà hùng vĩ một loại cảnh tượng, một cái cự đại cái phễu xuất hiện tại quần phong quay chung quanh bồn địa chính giữa, đen xì, sâu không thấy đáy. Nếu như nói trên thế giới thật sự có hang không đáy lời nói, Tiêu Phàm cảm thấy. Đây chính là, nhưng cái này cái phễu mặc kệ bao sâu, nhiều hùng vĩ, đối với một đám trong nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ đến nói, đều chỉ là bình thường thôi. Chân chính làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Là quay chung quanh tại bồn địa bốn phía một cái kia bộ một cái cự đại không gian vòng xoáy. Một đường đi tới, bọn hắn cũng được chứng kiến ba bốn cái không gian vòng xoáy bộ cùng một chỗ, kia cỗ không gian chi lực cường đại, phảng phất muốn đem toàn bộ Bắc Minh biển cả đều thu nạp đi vào. Lúc ấy, đoàn người đều coi là, đây chính là biển cả chiều ở trung tâm. Ai ngờ lầm to, rốt cuộc không nghĩ tới, nơi này mới là lần này biển cả chiều ở trung tâm. Tất cả không gian vòng xoáy. Tựa hồ cũng là từ nơi này phát nguyên. Lợi hại, mang trưởng quỹ gắt gao tiếp cận một cái kia bộ một cái không gian vòng xoáy, thì thào nói. Nhanh muốn vượt qua không linh đảo vạn kiếm cốc, người khác còn không cảm thấy thế nào, Tiêu Phàm lại lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía mang trưởng quỹ, thấp giọng hỏi, mang đạo hữu, không linh đảo vạn kiếm cốc, so nơi này còn muốn lợi hại hơn a? Mang trưởng quỹ nở nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Kia không linh đảo vạn kiếm cốc, thật không biết ra sao cùng hiểm tuyệt chi địa, vậy mà tại đã nhiều năm như vậy về sau, còn để một tên hậu kỳ đại tu sĩ, như thế canh cánh trong lòng. Âu Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu đi, nhìn về phía lòng đầu đà, từ tốn nói, Tùng đạo hữu như là đã đến cửa vào, tiếp xuống, liền toàn xem ngươi. Lòng đầu đà một gương mặt lập tức nhăn thành mướp đắng, nói, đại trưởng lão, ngày bình thường, cửa vào này chỗ nhưng không có cái này rất nhiều không gian vòng xoáy. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại biển cả chiều hưng khởi thời điểm, đuổi tới nơi này. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ mấy người các ngươi tên điên có thể như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thiên tân vạn khổ đến nơi này, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn xem, sau đó đi về nhà. Không đợi Âu Dương Minh Nguyệt mở miệng, Huệ Thiên Hào đã hung tợn hỏi, thần sắc rất là bất thiện, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn xuất thủ. Nói đến, cũng không trách Huệ Thiên Hào tính khí nóng nảy. Đổi ai gặp phải tình huống như thế này, cũng ôn hòa không đi nơi nào. Lòng đầu đà thở dài, nói, Huệ đạo hữu, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn lý giải, tại hạ cũng rất muốn đem chư vị đưa tiến vào Hắc Huyên đi,
chẳng lẽ đạo hữu coi là, tại hạ liền rất nguyện ý đợi tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương a? Nhưng dưới mắt tình hình này, xác thực không thể làm gì. Nhất định phải cứng rắn đi đến sông lời nói, giữ nhiều lành ít a. Vừa nói liền nhìn về phía Tiêu Phàm. Trên đường đi, Tiêu Phàm chỉ dẫn bá rùa né qua tất cả không gian vòng xoáy, lúc này, lòng đầu đà cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Bằng không mà nói, mấy tên này nói không chừng sẽ đem hắn tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Tiêu Phàm lại vẫn luôn đang ngó chừng kia, vòng xoáy đại trận, đang nhìn, song mi cau lại, đáy mắt lục mang lấp lánh, cho thấy phải trong đầu ngay tại cao tốc vận chuyển. Tùng đạo hữu, xin đem Hắc Huyên lệnh bài cho ta xem một chút. Chốc lát, Tiêu Phàm xoay người, đối lòng đầu đà nói. Lòng đầu đà biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, bồi cười nói, Tiêu đạo hữu, bây giờ còn chưa có tiến vào Hắc Huyên, đạo hữu muốn nhìn lệnh bài, có tác dụng gì? Ngay từ đầu, lòng đầu đà liền cùng Âu Dương Minh Nguyệt nói được rõ ràng, tiến vào Hắc Huyên lệnh bài, trên người hắn hết thảy chỉ có ba mặt. Cái này ba mặt lệnh bài, nhất định phải tại an toàn đến Hắc Huyên cửa vào về sau, hắn mới có thể lấy ra. Ở trong quá trình này, ba mặt lệnh bài chính là lòng đầu đà hộ thân phù, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không sớm giao ra. Nếu không, hắn liền thành người vô dụng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mấy cái này hung ác ra hỏa, giết người diệt khẩu. Tiêu Phàm từ tốn nói, người có ba mặt lệnh bài, ta chỉ cần nhìn một mặt là được. Đã Hắc Huyên lối vào có cường đại như thế không gian cấm chế, lệnh bài kia khẳng định cũng là nhằm vào không gian cấm chế này đi. Có lẽ, những này không gian vòng xoáy sở dĩ ở chỗ này đặc biệt dày đặc, liền cùng Hắc Huyên cửa vào không gian cấm chế có quan hệ, ta nhất định phải nghiên cứu một chút lệnh bài, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải chi đạo. Lòng đầu đà gượng cười nói, đạo hữu quả thật là kỳ tư diệu tưởng, cái này. Hẳn là không có có liên quan gì a. Hải triều là thiên địa chi uy, không biết là bởi vì gì đưa tới. Chấm ngoặc kép, cho hắn, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, ngữ khí băng lãnh. Đại trưởng lão, cái này. Chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào chậm rãi giơ tay lên bên trong lôi chùy, lạnh lùng tiếp cận hắn, nói Tùng đạo hữu, người hay là thẳng thắn chút tốt, cũng đừng mình tìm khó chịu. Lòng đầu đà hữu tâm ngạnh giang đến cùng, cuối cùng không có dạng này lực lượng, có lẽ mình cầm lệnh bài, đối phương sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mà mình nếu muốn mạng sống lời nói, đến cùng còn là muốn tặng hắn nhóm tiến vào Hắc Huyên, đến lúc đó, mình liền sẽ không có gì bảo mệnh thẻ đánh bạc, một cái mạng nhỏ, xem như giao đến trên tay người ta. Lần này mình không có thu lấy đầy đủ đại giới, liền đem một đống lớn ngoại nhân dẫn tới Hắc Huyên đến, sau đó còn không biết như thế nào bàn giao đâu. Liền khỏi phải trông cậy vào Hắc Huyên lãnh chúa sẽ vì chính mình ra mặt. Lập tức lòng đầu đà rốt cục cân nhắc rõ ràng lợi và hại được mất, bất đắc dĩ lấy ra một mặt lệnh bài, giao đến Tiêu Phàm trong tay. Lệnh bài này ước chừng ba tấc lớn nhỏ, làm công cực kỳ tinh xảo, tại đen nhánh đáy biển, lóng lánh xanh biếc quang mang. Lệnh bài vừa một lấy ra, Tiêu Phàm lập tức liền cảm ứng được cự phễu lớn chỗ sâu không gian chi lực ba động, tựa hồ cùng lệnh bài sinh ra liên hệ nào đó. Chân chính để Tiêu Phàm giật mình là, mặt này lệnh bài một lấy đến trong tay, vậy mà gây nên càn khôn đỉnh cảm ứng. Cái này khu khu một mặt lệnh bài bên trong, thế mà ẩn chứa như thế không gian thật lớn chi lực. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Kia cái phễu chính là Hắc Huyên cửa vào, mà cái phễu bên trong không gian ba động không hề tầm thường. Lệnh bài này tích chứa không gian chi lực quá yếu, căn bản là không có khả năng hộ tống một người trải qua kia sâu không thấy đáy cái phễu. Đến Hắc Huyên chi địa chân chính lối vào. Chỉ không biết lệnh bài này là lấy loại nào chất liệu chế thành, như thế đặc dị. Tiêu Phàm hai tay nắm ở kia mặt nho nhỏ ngọc bài, hai con ngón tay cái đặt ở trên lệnh bài, chậm rãi hướng lên vuốt quá khứ, hai mắt khép hờ, hết sức chăm chú cảm thụ được lệnh bài bên trong ẩn chứa không gian chi lực đặc tính. Mỗi một cái không gian ba động, đều là không giống bình thường, lớn trên mặt tương tự, chỗ rất nhỏ lại đều có các đặc điểm. Thật giống như nhân loại đồng dạng. Người khác nhau có khác biệt tính nết. Càng là chỗ rất nhỏ, khác nhau càng rõ hiển. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, bình tức tĩnh khí, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều đóng chặt lại miệng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm mới dừng lại động tác trong tay, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt vậy mà hiện lên một vòng mỏi mệt chi ý, tựa hồ hao phí quá nhiều chân nguyên tinh lực. Tiêu đạo hữu, như thế nào? Hỗn Nguyên thượng nhân hỏi. Thần sắc thoảng qua có mấy phân khẩn trương, cũng có mấy phân mong mỏi. Có một cái biện pháp, có thể thử một lần. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, nói. Biện pháp gì? Lấy lệnh bài này bên trong ẩn chứa không gian chi lực, cầu thông Hắc Huyên cửa vào không gian chi lực,
trực tiếp đem cái không gian kia thông đạo dẫn tới nơi này, lấy không gian chi lực đến đối kháng không gian vòng xoáy, có lẽ có thể thành công. Bất quá dạng này lâm thời không gian thông đạo cực không ổn định, thông qua thời điểm, phong hiểm cực đại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm chậm rãi nói, thần sắc 10 điểm nghiêm trọng. Chương 1183, cánh cửa không gian. Bắt đầu đi, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, không chút do dự nói. Đã đến nơi này, kia là tuyệt đối chỉ có tiến không có lùi, mặc kệ cỡ nào hung hiểm, đều không đủ lấy quấy nhiễu Âu Dương Minh Nguyệt quyết tâm. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, lúc này đem kia mặt xanh biếc lệnh bài hướng không trung ném đi, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một cỗ khí tức cường đại, từ trong cơ thể hắn thấu ra. Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ liếc nhau, không chịu được đều âm thầm nhíu mày. Một đường đồng hành, cũng trải qua nhiều lần đại chiến, Tiêu Phàm bày ra sức chiến đấu cực kỳ kinh người, xa tại tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía trên, bất quá Huệ Thiên Hào mấy người cũng không phải quá để ý. Vô luận cái kia đẳng cấp tu sĩ, đều có người siêu quần bạt tụy, mà lại Tiêu Phàm càng nhiều hơn chính là hiện ra hắn chém giết gần người luyện thể bản sự, chân nguyên pháp lực, liệu tất cũng chỉ là cùng cái khác trung kỳ tu sĩ tương đương mà thôi. Ai ngờ lúc này lộ ra khí tức, vậy mà như thế cường đại, cùng hậu kỳ đại tu sĩ tướng so, cố nhiên còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng tương đối hắn vừa mới đặt chân nguyên anh trung kỳ bất quá mấy năm tình hình mà nói, chân nguyên pháp lực thực tế quá mức hùng hậu, hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Xem ra là thật không thể quá coi thường tiểu bối này. Tiêu Phàm tay phải khinh động, năm ngón tay như vòng, ở trong nước vẽ ra một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, lộ ra không kém không gian ba động. Tật, một tiếng quát nhẹ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước vạch ra. Kia chữ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay chậm chậm, đem thúy lệnh bài màu xanh lục bao vây lại, vốn chỉ là tản ra nhàn nhạt không gian khí tức xanh biếc lệnh bài hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại không gian chi lực, thấu thể mà ra, cùng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án hỗn hợp cùng một chỗ, hướng về phía trước vọt tới, hoàn toàn không nhìn một cái kia bộ một cái không gian vòng xoáy. Trực tiếp từ vòng xoáy bên trong xuyên qua, đúng lúc này, đen xì cái phễu miệng hào quang tỏa sáng, cùng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án gây nên cộng minh, một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy, nổi lên, xoay tròn lấy hướng bên này cuốn tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tất cả mọi người kìm lòng không đặng khẩn trương lên, gắt gao tiếp cận kia xoáy quay tới không gian vòng xoáy. Bá rùa lại nhẹ nhàng huy động tứ chi, lui về phía sau. Nó cũng không muốn tiến vào hắc huyên chi địa, rất nhanh. Không gian vòng xoáy liền đến Tiêu Phàm trước mặt, đường kính ước chừng hơn một trượng, bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại không gian chi lực, từng vòng không gian ba động không ngừng hướng ngoại khuếch tán. Lộ ra rất không ổn định, Tiêu Phàm thần sắc chấn định như thường, thân thể nhoáng một cái, liền tiến vào không gian vòng xoáy. Thuận thế mà làm, không muốn đối kháng. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Tiêu Phàm thân hình liền tại không gian vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một câu như vậy cảnh cáo. Màu trắng thân hình lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chút do dự tiến vào vòng xoáy bên trong. Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Huệ Thiên Hào, mang trưởng quỹ ba người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ còn đang chần chờ, Thiên Diệu Tiên Tử vừa nhấc chân, cũng bước vào không gian vòng xoáy. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, Tùng Đạo Hữu, Huệ Thiên Hào liếc lỏng đầu đà một chút, thần sắc có chút bất thiện. Lỏng đầu đà cười khổ một tiếng, cũng lách mình tiến vào không gian vòng xoáy. Thực bức nơi đây. Chỉ có thể kiên trì khiêng đến ngọn nguồn. Bất quá từ không gian này vòng xoáy tình hình đến xem. Ngược lại là 10 điểm ổn định, hắn thường xuyên ra vào hắc huyên chi địa, đối cửa ra vào không gian chi lực, có chút quen thuộc. Xem ra kia họ Tiêu người trẻ tuổi, tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ chi cao, còn tại ngoài dữ liệu của mình. Huệ Thiên Hào cái cuối cùng tiến vào không gian vòng xoáy. Sau một lát, 7 người tại một chỗ cũng không coi là bao nhiêu rộng lớn đại điện bên trong hiện thân mà ra. Thế mà tất cả đều hữu kinh vô hiểm thông qua không gian kia vòng xoáy, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, hết thảy sẽ thuận lợi như vậy. Vận khí cũng không tệ lắm, chỗ này đại điện 10 điểm khô ráo, nước biển đã bị không gian chi lực ngăn trở bên ngoài, đen như mực, tựa như một mảnh vô tận đêm tối. Tại cái này mấy ngàn trượng sâu đáy biển, lấy không gian chi lực ngạnh sinh sinh đem nước biển ngăn trở bên ngoài. Đủ thấy cái này hắc huyên chi địa không gian cấm chế cường đại, mọi người đã đều không ngoại lệ cảm thụ đến không gian chi lực cường đại áp chế, thể nội pháp lực, chí ít có gần một nửa điều động mất linh. Đoàn người âm thầm kinh tâm, bất quá trước khi tới nơi này, liền đều biết,
Hắc Uyên chi địa sở dĩ có thể trở thành tu chân giới ngoài vòng pháp luật chi địa, cường đại vô luân không gian cấm chế, chính là nơi đây ỷ trượng lớn nhất. Vô luận là ai, mặc kệ tu vi cao thâm cỡ nào, pháp lực cỡ nào hùng hậu, đến nơi này, trước liền bị suy yếu gần một nửa. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là Hắc Uyên lối vào, vẫn chưa chân chính tiến vào Hắc Uyên chi địa. Tại đại điện ngay phía trước, có một đạo lóng lánh hào quang màu nhũ bạch đại môn, lớn trên cửa, các loại phù văn cổ xưa không ngừng lấp lánh, lộ ra thần bí cổ phác đến cực điểm. Mà từ cái kia đạo đại môn bên trên truyền đến không gian chi lực, càng là cường đại đến khiến người khó mà mức tưởng tượng, dù coi như lấy Tiêu Phàm đối không gian chi đạo nghiên cứu, tăng thêm người mang, càn khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo, muốn đi vào trong đó, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tùng đạo hữu, thanh lệnh bài đều lấy ra đi. Âu Dương Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ kia nói cánh cửa không gian một trận, nhẹ nói, nhìn cũng không nhìn Lỏng Đầu Đà một chút. Lỏng Đầu Đà lần này ngược lại là rất sảng khoái, không nói hai lời, liền giao ra còn lại hai tấm lệnh bài. Bất kể nói thế nào, đến nơi này cũng coi là tương đối an toàn, chí ít sẽ không lại nhận bên ngoài biển cả chiều cùng cường đại động vật biển uy hiếp. Về phần Âu Dương Minh Nguyệt có phải là sẽ giữ lời hứa, không còn cùng hắn làm khó, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bất quá, nghĩ đến lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận, không có đặc biệt nguyên do, khi không đến nuốt lời. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp nhận cái này hai mặt ngọc bài, nhìn về phía Tiêu Phàm, mắt trong mang theo trưng cầu chi ý. Không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh Nguyệt là để hắn nghĩ biện pháp, như thế nào dùng ba tấm lệnh bài mang sáu người đi vào. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, nơi này không gian cấm chế quá mạnh, không có lệnh bài, ai còn không thể nào vào được. Tiêu Phàm mình có mang, càn khôn đỉnh, nếu như cưỡng ép thông qua lời nói, có lẽ còn có mấy phân hy vọng, nhưng Tiêu Phàm cũng không tính làm như vậy. Dạng này bí mật, hay là tùy tiện không muốn tại trước mặt người khác bại lộ tốt. Vô luận Âu Dương Minh Nguyệt hay là Huệ Thiên Hào, thậm chí mang trưởng quỹ cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân, nhưng đều không là bằng hữu của hắn. Tốt, kia liền ba người chúng ta đi vào. Âu Dương Minh Nguyệt không do dự, lập tức làm ra quyết định. Nàng mặc dù không có nói là cái kia ba cái, nhưng mọi người trong lòng đều nắm chắc, Âu Dương Minh Nguyệt nói là chính nàng, lại thêm Hỗn Nguyên Thượng Nhân cùng Tiêu Phàm. Chỉ có ba người bọn hắn, mới là xem bói cao thủ. Dưới mắt ai đều không rõ ràng lắm cái này Hắc Uyên chi địa chân thực tình hình, thần toán tử ứng linh trạch là có hay không ẩn thân tại Hắc Uyên bên trong, cũng không được biết. Nếu cái này Hắc Uyên chi địa cực kỳ rộng lớn, muốn ở bên trong tìm một cái không nguyện ý lộ diện người, bói toán thôi diễn chi pháp, là hữu hiệu nhất phương pháp. Đại trưởng lão, có phải là lại cẩn thận mấy phân? Huệ Thiên Hào nói, hai đầu lông mày rất có thần sắc lo lắng. Mặc dù hắn chưa hề hoài nghi tới Âu Dương Minh Nguyệt thần thông, nhưng nơi này dù sao cũng là Hắc Uyên chi địa. Trong truyền thuyết, đã từng có ngộ linh kỳ tu sĩ vẫn lạc trong đó, nó hung hiểm vượt qua cái khác bất kỳ địa phương nào. Vạn nhất Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đừng bảo là bọn hắn lần này tầm bảo hành động lập tức chết hiểu, coi như muốn sống rời khỏi nơi đây, chỉ sợ đều có nhất định khó khăn. Tốt nhất 6 người có thể cùng một chỗ hành động, tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sao, các ngươi thủ ở chỗ này là được. Cũng có thể hô ứng lẫn nhau, cũng không biết cái này Hắc Uyên chi địa phải chăng còn có cái khác lối ra, nếu như chỉ có như thế một cái ra vào thông đạo, như vậy giữ vững đầu này đường lui, cũng là rất trọng yếu. Hắc Uyên chi địa cố nhiên hung hiểm khó lường, nhưng có ba tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ, bình thường phiền phức, chắc hẳn tuyệt đối ứng phó được. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt tâm ý đã quyết, Huệ Thiên Hào cũng không tốt lại nói cái gì, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hung tợn nhìn chằm chằm Lỏng Đầu Đà một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi tốt nhất đừng dở trò, bằng không mà nói, cái thứ nhất tha không được, chính là ngươi. Lỏng Đầu Đà nghiêng đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy. Trên thực tế, hắn mặc dù là Hắc Uyên tiếp dẫn xứ người, nhưng Hắc Uyên chi địa đến cùng là loại nào bộ dáng, hắn cũng biết rất ít. Âu Dương Minh Nguyệt trong tay lục mang lóe lên. Một mảnh lệnh bài liền bay đến Hỗn Nguyên Thượng Nhân trước mặt. Hỗn Nguyên Thượng Nhân khoát tay, bắt lấy lệnh bài. Tiêu Phàm, đi thôi. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, ý tứ rất rõ ràng, để Tiêu Phàm cái thứ nhất đi vào. Người này tinh thông không gian chi đạo, để hắn xung phong thích hợp nhất. Tiêu Phàm cũng không tranh luận, trái cầm trong tay lệnh bài, thân thể nhoáng một cái, liền hướng na phiến lóng lánh thượng cổ phù văn đại môn phiêu nhiên mà đi. Những này thượng cổ phù văn đối với đại đa số người đến nói, khả năng tựa như thiên thư, Tiêu Phàm lại là nhận biết, cùng Viêm Linh chi nhận bên trên phù văn, thuộc về cùng một thời đại, cũng chính là Vô Cực Thiên Tôn vừa mới đắc đạo thời điểm.
Xem ra chỗ này Hắc Huyên Chi Địa lịch sử cực kỳ lâu đời, chỉ ít có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Tại Tiêu Phàm thân thể tiếp cận cánh cửa không gian thời điểm, lệnh bài bên trên lấp lánh lên một tầng xanh biếc quang mang, một trận gợn nước vặn vẹo khuếch tán ra, nháy mắt đem Tiêu Phàm thân thể bao khỏa trong đó. Kia phiến cánh cửa không gian liền phảng phất màn nước, không có tạo thành mảy may chướng ngại, Tiêu Phàm không tốn sức chút nào liền xuyên vào, sau một lát, từ một bên khác hiện thân mà ra. Quả nhiên như là Tiêu Phàm dự liệu như thế, cái này cánh cửa không gian cũng không đơn giản, cũng không phải là thật mỏng một cánh cửa. Tiêu Phàm mới vừa từ cánh cửa không gian khác một bên hiện thân mà ra, chỉ cảm thấy một cỗ không gian thật lớn áp lực đập vào mặt, trong chốc lát toàn thân xương cốt đều tại, ken két, rung động, tựa hồ bỗng nhiên tiếp nhận vạn cân chi lực, nếu như không phải Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, từ càn khôn đỉnh, bên trong dẫn xuất không gian chi lực bảo vệ toàn thân, cơ hồ liền muốn mất mặt trước mọi người. Tình hình này, để Tiêu Phàm lập tức liền nghĩ đến Thương Khung dưới núi bên cạnh thế giới dưới lòng đất, đến phong ấn đại trận trận nhãn thời điểm, không gian áp lực chính là như thế nặng nề. Theo sát phía sau xuất hiện tại cánh cửa không gian bên này Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân, cũng gặp phải đồng dạng tình hình. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là trên mặt đỏ ửng lóe lên, liền là điềm nhiên như không có việc gì, thân thể thẳng tắp, tựa hồ cái này to lớn cự lực đối nàng không hề có tác dụng. Tiêu Phàm trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Xem ra Âu Dương Minh Nguyệt không phải người mang không gian dị bảo, chính là tu luyện có một loại nào đó chuyên môn chống cự không gian chi lực đặc thù thần thông. Đương nhiên, cũng có thể là nàng tu vi quá cao, dựa vào bản thân pháp lực, ngạnh sinh sinh đứng vững nơi này không gian áp lực. Hỗn Nguyên Thượng Nhân toàn thân lóng lánh nhẹ nhẹ hào quang màu nhũ bạch, tựa hồ chính đang cật lực chống cự không gian cấm chế, song mi sớm đã chăm chú nhau. Chương 1184, Quỷ Ảnh Tử. Đây là nơi quái quỷ gì? Sốt cục, Hỗn Nguyên Thượng Nhân oán hận nói. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực, ít nhất bị áp chế 7-8 phần nhiều, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ không gian cấm chế áp lực. Cũng khó trách nhất quán hàm dưỡng rất tốt Hỗn Nguyên Thượng Nhân nhịn không được miệng ra ác ngôn, thân là một tên thành danh lâu ngày đại tu sĩ, hùng hậu chân nguyên pháp lực đúng là hắn bảo trì cao cao tại thượng lương hảo tâm thái căn cơ sở tại, bây giờ bỗng nhiên ở giữa, bị áp chế 7-8 phần 10, cảnh giới một chút rơi xuống đến ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng tình trạng, gọi hắn làm sao không phẫn nộ. Phẫn nộ còn tại kỳ thứ, mấu chốt là trong lòng lật lật lo lắng. Thoạt đầu nghe nói đã từng có ngộ linh kỳ tu sĩ tại Hắc Huyên vẫn lạc, mọi người chỉ là nửa tin nửa ngờ, đa số hay là coi như vô căn cứ nghe đồn đến xem, cũng không coi là thật. Giờ khắc này, lại đột nhiên cảm giác được, kia không chỉ là cái nghe đồn, có thể là thật. Đây là cái không gian độc lập, hẳn là dùng một cái lớn vết nứt không gian luyện chế mà thành. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy tình hình chung quanh, miệng bên trong nhẹ nhàng đáp. Mặc dù trên đường đi đều là Tiêu Phàm tại biểu hiện ra không gian của hắn thần thông, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng, tại không gian chi đạo bên trên cũng có cao thâm tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra cái này Hắc Huyên chi địa lai lịch. Dõi mắt chỗ đến, bầu trời một mảnh xám đen, phảng phất mây đen áp đỉnh, khiến người kìm lòng không được địa tâm sinh phiền muộn chi ý, bực bội không thôi. Bên ngoài hơn 10 trượng, đã thấy không rõ lắm. Dù coi như Tiêu Phàm nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn trăm trượng bên ngoài. Nhất là căm tức là, thần niệm chi lực cũng lớn thụ áp chế, ly thể bất quá hơn 10 trượng. Pháp lực áp chế, thần niệm áp chế, thị lực áp chế, ở đây, tựa hồ hãm thân tại một cái cự đại đầm lầy bên trong. Cả người phản ứng đều chậm không chỉ một nhịp, khiến người hô hấp không thông suốt, trong lòng vô cùng bất an. Nguyệt tiên tử, nơi đây hung hiểm thù rất, ta nhìn hay là sớm cho kịp rời đi, lại cái khác nghĩ cách là xong. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên Thượng Nhân song mi nhíu chặt, thấp giọng nói, mặc dù bây giờ cái gì cũng không có phát sinh, Hỗn Nguyên Thượng Nhân lại ở đây thật sự cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Kia thiên hương ngọc lộ, cố nhiên là tốt, nhưng vì đó mất mạng, vô luận như thế nào đều là không đáng. Lại nói đi tới cái địa phương quỷ quái này, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo quẻ tượng chỉ dẫn, không khỏi quá mức hư vô mờ mịt. Vì một cái hư vô mờ mịt quẻ tượng chỉ dẫn, bốc lên dạng này lớn phong hiểm. Thực tế rất không cần thiết. Hắc hắc, đã đến nơi này, nghĩ muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt chưa trả lời, một cái nói năng ngọt xuất thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, một hồi tại đông một hồi tại tây, biết bao phiêu hốt. Tiêu Phàm lông mày có chút nhăn lại, thanh âm này thực tế 10 điểm chán ghét, giống như phàm tục thế giới những cái kia hoa hoa công tử. Khiến người tự nhiên mà vậy sinh lòng chán ghét, không nói đến Tiêu Phàm,
Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân chỉ sợ đã có hơn mấy trăm năm chưa từng nghe tới qua thanh âm như vậy. Ai dám tại trước mặt bọn hắn nói như vậy? Hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, một tên trung kỳ tiểu huynh đệ, chậc chậc, thật đúng là khiến người mở rộng tầm mắt a. Chúng ta Hắc Huyên hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Xem ra các ngươi không phải đến lần theo chính đạo tiến đến. Bằng không mà nói, các ngươi tiếp dẫn sứ người làm sao lại không nói cho các ngươi biết, lệnh bài kia là chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra. Hi hi, có ý tứ có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nói năng ngọt xuất thanh âm càng thêm phiêu hốt, tựa hồ tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, mặc dù liếc mắt liền nhìn ra ba người chân thực cảnh giới, lại không có chút nào kính sợ. Trêu chọc trêu tức chỉ ý ngược lại đặc biệt rõ ràng. Tại cái này Hắc Huyên chi địa, tựa hồ bên ngoài tu chân giới rất nhiều quy tắc, đều bị phá vỡ. Nói năng ngọt xuất dạng này tiểu thủ đoạn, nếu như tại Hắc Huyên bên ngoài, đừng bảo là tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt thi triển, coi như tại bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trước mặt thi triển, đều là tự tìm phiền toái. Nhưng ở đây, tình hình trở nên phi thường đặc biệt. Từ cái này nói năng ngọt xuất trong thanh âm, hoàn toàn không cách nào phán đoán người này tu vi thật sự cảnh giới. Nếu là bên ngoài ở giữa, chỉ từ người này lỗ mãng nói chuyện hành động bên trong liền có thể biết người này tu vi sẽ không quá cao, bình thường có thể đặt chân Nguyên Anh cảnh giới, ai không phải tu chân giới vạn bên trong chọn một thiên tài, kinh lịch thiên tân vạn khổ mới đưa thân Nguyên Anh tu sĩ hàng ngũ, không nói mỗi một cái đều uy nghiêm nặng nề, trầm ổn khí quyển, tối thiểu cũng sẽ tự trọng thân phận, sẽ không làm dạng này cử động nhàm chán đến, tự hạ mình. Mà ở nơi này, lại không thể như thế suy luận. Bất kể là ai, tại dạng này kiềm chế hoàn cảnh bên trong một đợi chính là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, tính cách không dậy nổi biến hóa, đó mới là quái sự. Huống chi, trốn ở Hắc Huyên chi địa tị nạn, đa số đều là tu chân giới tội ác tài trời lưu manh, cùng bình thường tu sĩ cấp cao, cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Cút ra đây, Hỗn Nguyên thượng nhân giận tím mặt, một tiếng quát lớn, hơi nhấc ngón tay. Một đạo hùng hồn hỗn nguyên chân lực phía bên phải bên cạnh một chỗ núi đá về sau mãnh kích mà đi. Cứ việc Hỗn Nguyên thượng nhân pháp lực bị áp chế 7-8 phần 10, một kích này vẫn như cũ không thể coi thường, oanh, một tiếng, bụi đất bay dương, đá vụn văng khắp nơi, kia núi đá đã bị gọt đi một khối lớn. Núi đá về sau, lại giống tuếch, cái gì cũng không có. A, Hỗn Nguyên công, cái kia nói năng ngọt xuất thanh âm chẳng những không có mảy may thu liếm, ngược lại càng thêm vui cười không thôi. Bây giờ thế đạo này, đem Hỗn Nguyên công luyện đến trình độ như vậy, thật đúng là hiếm thấy, chứ không phải đạo hữu là từ Nhạc Tây đến. Hỗn Nguyên thượng nhân nổi giận chi dư, cũng thầm giật mình. Vẻn vẹn từ cái này một cái xuất thủ, đối phương thế mà liền gọi ra thân phận của hắn, cái này tầm mắt kiến thức, thực tế không thể coi thường. Mà cho tới bây giờ, hắn lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì, lẫn nhau ở giữa, cái này liền lộ có sai lệch. Đương nhiên, Hỗn Nguyên thượng nhân uy trấn Nhạc Tây. Được tôn là Nhạc Tây địa khu đệ nhất cao thủ, danh khí quá lớn, Hỗn Nguyên công bá đạo vô so, cũng là nguyên nhân. Chỉ bất quá một kích không trúng, để Hỗn Nguyên thượng nhân trên mặt có chút không nhịn được. Từng có lúc, hắn tại trong cự ly ngắn như thế thất thủ qua. Hắc hắc, quá tốt, Hỗn Nguyên thượng nhân, đây chính là ngươi xuất thủ trước. Có lẽ ngươi không biết đi, ở đây, là không cho phép tranh đấu. Bất quá nếu là có người chủ động gây chuyện thị phi, kia lại coi là chuyện khác. Đã ngươi xuất thủ trước, vậy cũng đừng trách chúng ta tự vệ, hắc hắc, ha ha. Chấm ngoặc kép, sông đạo hữu, trò đùa cũng mở đủ rồi, hay là hiện thân nói chuyện đi. Tổng như thế núp trong bóng tối nói chuyện, cũng không phải đạo đãi khách. Một mực trầm mặc không nói, không có chút rung động nào Âu Dương Minh Nguyệt rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may tức giận chi ý. A, các hạ thế mà nhận ra ta đến, cái này thật đúng là ngoài dự liệu a. Chấm ngoặc kép. Kia nói năng ngọt xuất thanh âm lần nữa kinh, a, lên tiếng, một trận gợn nước ba động, bên trái đằng trước một viên ôm hết thô màu nâu đen đại thụ về sau, bỗng nhiên hiện ra một bóng người, thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, lộ ra cực không chân thực, gương mặt cũng có chút mơ hồ không rõ, như là quỷ ảnh, khiến người gặp một lần phía dưới, trong lòng liền có chút bất an. Tiêu Phàm thần niệm chi lực tìm tòi, phát hiện người này thế mà cũng có hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, mặc dù chân nguyên pháp lực đồng dạng nhận nghiêm trọng áp chế. Nhưng cảnh giới cũng tuyệt đối không giả. Khó trách đối mặt hai tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Sông đạo hữu năm đó ở Long Tuyền Thành làm xuống chuyện lớn như vậy, chấn động toàn bộ Nam Châu Đại Lục, ngay cả bế quan nhiều năm phương thánh nhân phương đạo hữu đều kinh động, tự mình xuất quan truy sát ngươi, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thẳng cái kia đạo quỷ ảnh,
Từ Tốn nói. Nguyên lai là ngươi, quỷ ảnh tử sông thành. Hỗn Nguyên thượng nhân bừng tỉnh đại ngộ, gắt gao tiếp cận cái kia quỷ ảnh, lạnh lùng nói. Đương nhiên là ta, không phải ngươi cho rằng là ai đâu. Hỗn Nguyên đạo bản, cái kia quỷ ảnh cười hắc hắc, không hề lo lắng nói. Nguyên lai các hạ chính là quỷ ảnh tử sông thành, Tiêu Phàm lại cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là người khác, Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định biết được, dù sao hắn tuổi tác quá nhẹ, đến toa ma giới thời gian cũng không dài, chỉ là 4-50 năm thôi, đối toa ma giới phát sinh đại sự, biết rất ít. Một chút tại người khác xem ra nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, trong mắt hắn, bất quá là, vô danh tiểu bối. Nhưng, quỷ ảnh tử, sông thành tuyệt đối là một ngoại lệ. Bởi vì, quỷ ảnh tử, sông thành là trừ cửu đại cửu nhân. Mấy chục năm trước, sông thành tại Long Tuyền thành ám toán trừ cửu bá phụ, phương thánh nhân sư đệ, thái thượng tông năm đại tu sĩ một trong vô tình các thủ tọa trưởng lão Trừ Dễ. Mặc dù cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng Trừ Dễ tinh thông, thái thượng vô tình quyết, là thái thượng tông kế phương thánh người về sau cao thủ mạnh nhất, ngang tay đối đầu, quỷ ảnh tử quả quyết không phải Trừ Dễ đối thủ. Nhưng mà âm thầm đánh lén, tự có coi là chuyện khác. Thái thượng tông hậu kỳ đại tu sĩ tại Long Tuyền thành ngộ hại, việc này lúc ấy chấn động toàn bộ Nam Châu đại lục, ngay cả cực kỳ xa xôi địa khu không ít tu sĩ đều nghe nói chuyện này. Ngay cả bế quan nhiều năm Thái thượng tông tông chủ phương thánh nhân cũng tự mình xuất quan, truy sát quỷ ảnh tử, đồng thời ban xuống treo giải trên trời, thậm chí so Hạo Thiên tông treo thưởng thiên diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm mức thưởng còn cao. Chỉ bất quá, quỷ ảnh tử cực kỳ giàu hoạt, mà lại ở trong tối tính Trừ Dễ trước đó sớm đã chuẩn bị tốt đào tẩu lộ tuyến. Dù là Thái Thượng Tông bày ra thiên la địa võng, như trước vẫn là để người này chạy mất. Từ đó về sau, quỷ ảnh tử tại tu chân giới mai danh ẩn tích, hơn 10 năm đi qua, lại cũng không có người nghe tới hắn tin tức, càng chưa từng thấy qua tung tích của hắn. Lúc ấy liền có người phỏng đoán, người này khả năng tránh tiến vào Hắc Uyên chi địa. Phạm phải dạng này trọng tội, Nam Châu đại lục dù lớn, trừ mấy chỗ nổi tiếng, ngoài vòng pháp luật chi địa cũng đã không có sông thành dung thân chỗ. Cũng chính vì vậy, phương thánh nhân mới đưa Trừ Cửu Thu làm nghĩa tử, tự mình dạy bảo, đồng thời đem hắn lập làm Thái Thượng Tông tông chủ người thừa kế. Tiêu Phàm tại Thái Thượng Tông thời điểm, Trừ Cửu đã từng đem việc này tiền căn hậu quả đều nói cho hắn, oán hận không thôi, cắn răng nghiến lợi phát thệ, một ngày kia, chỉ cần bắt đến cái này, quỷ ảnh tử, sông thành, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, rút hồn luyện phách, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Rốt cuộc không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Hắc Uyên chi địa, cái thứ nhất đụng phải, lại chính là cái này Trừ Cửu nghiến răng thống hận, quỷ ảnh tử coi là thật cũng là xảo phải vô cùng. Không sai, chính là ta. Quỷ ảnh tử trên dưới quét Tiêu Phàm một chút, lập tức, hừ, một tiếng, thần sắc rất là khinh thường. Nhiều năm trước, hắn liền đặt chân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, thậm chí còn giết qua một vị khác đại danh đỉnh đỉnh hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào lại đem Tiêu Phàm dạng này người trẻ tuổi để vào mắt. Hắn thấy, mặc kệ là tại Hắc Uyên chi địa hay là tại bên ngoài, Tiêu Phàm đều là cái chính cống thái điểu. Chương 1185, cái gì đều muốn. Quỷ ảnh tử ứng phó Tiêu Phàm một câu, ánh mắt lập tức liền rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, trên dưới dò xét, ánh mắt lộ ra càng ngày càng dày đặc vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này, không phải là trong truyền thuyết Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, Âu Dương Minh Nguyệt tiên tử. Quỷ ảnh tử hỏi dò, tựa hồ hơi có chút không nắm chắc được. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, Từ Tốn nói, sông đạo hữu cuối cùng nhận ra thiếp thân. Nàng dựa vào thanh âm liền có thể đoán được quỷ ảnh tử thân phận, sông thành lại nhìn nàng lâu như vậy mới miễn cưỡng đưa nàng nhận ra, chênh lệch của song phương hay là rất không nhỏ. Quỷ ảnh tử trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc, có chút khó có thể tin nói, bên ngoài đến cùng phát sinh cái đại sự gì, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông toàn diệt sao? Thế mà ngay cả Âu Dương đại trưởng lão đều muốn đến Hắc Uyên tị nạn. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười, lãnh đạm nói, sông đạo hữu, ngươi ở đây giả thần giả quỷ, nói nhăng nói cuội, là tại cùng đồng bạn của ngươi chạy tới sao? Quỷ ảnh tử không khỏi nhếch lên ngón tay cái, tán thưởng nói, không hổ là danh chấn thiên hạ Âu Dương đại trưởng lão, quả thật là liệu sự như thần. Một lời chưa tất, hắc phụ bên trong lại lần lượt xông ra ba đạo nhân ảnh, đi đầu một người, thân cao hơn một trượng, dáng người khôi ngô, đông đông đông, sải bước đi đến. Mỗi đi một bước, đều chấn động đến mặt đất không ngừng rung động, người này trên đầu sừng dài, trần trụi bên ngoài trên cánh tay, từng tầng vảy màu đen, tản ra đen nhánh quang trạch, chính là một tên nửa người. Thật nhiều năm chưa có tới Tân Đinh, quỷ ảnh tử, lần này tới là ai? Cái này toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến nửa người, sải bước mà trước, lớn tiếng quát hỏi.
Hắc hắc, lão ngư quái, lúc này thật đúng là vận khí, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đến là ai? Quỷ ảnh tử cười hắc hắc, nghe được, hắn ngữ điệu cực kỳ hưng phấn, tựa hồ đụng vào cái gì đại vận. Hỗn nguyên thượng nhân thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Từ những người này đối đáp cùng ngữ khí đến xem, là thật không có đem ba người bọn họ để vào mắt, không chút nào giống như là giả mạo. Tựa hồ bọn hắn là chuyên đến đưa bảo. Tiêu Phàm không rên một tiếng, hai mắt khép hờ, đáy mắt lục mang lấp lánh, tựa hồ trong đầu ngay tại cao tốc vận chuyển, đang suy tư cái gì vấn đề trọng đại. Người nào a, lải nhải, chấm ngoặc kép, lão ngư quái đĩnh đạc nói, trừng mắt một đôi to lớn mắt cá. Hướng Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt quét qua, a, dài rất khá nhìn a, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái, nàng có thể nhìn thụ quỷ ảnh tử âm dương quái khí, lại rất khó tiếp nhận lão ngư quái dạng này thô lỗ ra hỏa. Mà lại ra hỏa này bất quá là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, ở trước mặt nàng lại không có chút nào kính ý. Tùy tiện, ngang ngược, vô lễ đến cực điểm. Bất quá tại cái này Hắc Nguyên chi địa, không gian cấm chế đối chân nguyên pháp lực áp chế lợi hại như thế. Trời sinh thân thể cường hoành nửa người, vốn là chiếm không nhỏ ưu thế. Người này mặc dù so quỷ ảnh tử còn thấp một giai. Nhìn thần tình kia, lại là cùng quỷ ảnh tử bình khởi bình tọa, không có nửa phân lễ nhượng khiêm tốn chi ý. Lão ngư quái, nói chuyện cẩn thận chút, vị này chính là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt tiên tử. Theo sát lão ngư quái sau lưng một tên văn sĩ áo trắng. Vội vàng nhắc nhở, cái này văn sĩ áo trắng tay cầm quạt xếp, bạch y tung bay, quả nhiên là ngọc thụ lăng như gió, chỉ có một điểm không thể xem mặt. Kia một mặt cái hố, thật là khiến người không dám nhìn thẳng. Lại thêm hắn, phong nhã, liền càng để cho người lên cả người nổi da gà. Nhưng tại tu chân giới, tuyệt đối không ai dám tại trò cười hắn gương mặt này. Từ trên người hắn lộ ra linh áp đến xem, thình lình cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vừa mới đi vào Hắc Nguyên chi địa, liền đụng phải hai vị đại tu sĩ cùng hai tên trung kỳ tu sĩ, trong đó còn có một tên thân thể cường hoành nửa người. Xem ra cái này Hắc Nguyên bên trong, là thật tàng long ngọa hổ, còn không biết có bao nhiêu cường thủ giấu mà không lộ, thậm chí liền trốn ở bọn hắn không phát hiện được địa phương quan sát. Cứ việc nơi này đối thần niệm chi lực áp chế đến kịch liệt, nhưng chỉ bằng vào trực giác, cũng có thể cảm ứng được. Ai không phải thân kinh bách chiến, Tây Môn Ngạo, Hỗn Nguyên thượng nhân ánh mắt, dừng lại tại văn sĩ áo trắng trên mặt, đối kia mặt mũi tràn đầy cái hố tựa hồ, tình hữu độc chung thấy nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái này một mặt hạt gai, thực tế là, áo trắng cuồng ma, Tây Môn Ngạo tiêu chí. Tu chân giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không tính quá ít, thích mặc áo trắng cũng rất nhiều. Nhưng thích mặc áo trắng, còn một mặt hạt gai, hết lần này tới lần khác lại muốn, phong lưu phóng khoáng kia cũng chỉ còn lại có Tây Môn Ngạo. Ở đây mấy vị này, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, ai đều không phải thiện nam tín nữ, trên tay đều có không ít người mệnh. Nhưng mà bọn hắn tất cả đều chung vào một chỗ, giết người khả năng cũng không có Tây Môn Ngạo nhiều như vậy. Phàm là cùng Tây Môn Ngạo đã từng quen biết người, đều đối với người này không rét mà run. Đây là trời sinh sát nhân cuồng ma. Chính là kẻ hèn này, Tây Môn Ngạo gặp qua thượng nhân. Áo trắng cuồng ma cười ha ha một tiếng, xoát khép lại quạt xếp, hai tay ôm quyền, khom người hạ bái, cấp bậc lễ nghĩa 10 điểm chu đáo. Không dám nhận, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng khách khí một câu, trong lòng cảnh giác, cũng đã đề cao đến 12 phân. Quả thật không có một cái đèn đã cạn dầu a. Bên này còn tại Hàn Huyên khách khí, lão ngư quái đã rất không kiên nhẫn, kêu lên, Tây Môn huynh. Lại nhải bên trong rông dài lời nói cũng không cần nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian nói chuyện chính sự đi, lại chậm một chút, cũng không biết có bao nhiêu gia hỏa sẽ chạy tới, đến lúc đó dù coi như có đồ tốt, cũng không khỏi được chiêm mỏng. Chấm ngoặc kép, đối Tây Môn Ngạo cuối cùng vẫn còn tương đối khách khí, gọi một tiếng Tây Môn huynh. Tây Môn Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, ngư lão đệ luôn luôn như vậy gấp gáp, Âu Dương Thiên Tử cùng Hỗn Nguyên đạo huynh thế nhưng là đại danh nhân. Làm sao cũng được khách khí vài câu không phải. Lại nói, muốn bàn điều kiện, hay là Giang huynh xuất mã tương đối phù hợp, mọi người đều biết, ta Tây Môn Ngạo quang biết giết người, khác thật sẽ không. Các ngươi nếu là không thể đồng ý, ta lại ra mặt không muộn, ha ha. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa cười, 10 điểm huy sái tự nhiên, chỉ có cực độ tự tin người, mới có thể như vậy cực độ tiêu sái. Âu Dương Minh Nguyệt không có chút rung động nào, từ tốn nói, có điều kiện gì. Không ngại nói ra nghe một chút. Nếu như mọi người có thể đàm phải khép, cũng có thể theo như nhu cầu. Quỷ ảnh tử cười hì hì nói, Âu Dương đại trưởng lão nói đến lại đối cũng không có,
chỉ có theo như nhu cầu, mới có chỗ để đàm phán, nếu không liền không có ý nghĩa. Kỳ thật yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, liền là muốn ít đồ. Muốn cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Cái này nhưng liền có thêm. Âu Dương đại trưởng lão chắc hẳn cũng nhìn thấy, chúng ta địa phương quỷ quái này. Thực tế là hoang vu cực kỳ, muốn cái gì không có gì. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lúc trước tùy thân mang theo chút đồ vật kia, sớm đã dùng phải tinh quang, bây giờ là cái gì đều thiếu. Linh dược, linh quả, đan dược, pháp bảo, vật liệu, phù lục, linh thạch cùng các loại, cái gì đều thiếu, cái gì đều muốn. Chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử nắm chặt lấy ngón tay, đồng dạng số, ngữ điệu cùng thần thái đều rất khoa trương. Cho nên, các ngươi ba vị có cái gì, chúng ta liền muốn cái gì. Phàm là các ngươi có, chúng ta đều muốn. Quỷ ảnh tử rất khẳng định nói. Hỗn Nguyên thượng nhân một gương mặt hoàn toàn chìm xuống dưới. Trong mắt lửa giận văng khắp nơi. Mặc dù là tại Hắc Nguyên chi địa, chân nguyên pháp lực thụ áp chế đặc biệt lợi hại, 10 thành bên trong còn không phát huy ra 2-3 thành đến, nhưng không gian cấm chế này. Đối với người nào đều là giống nhau. Quỷ ảnh tử bọn người ở tại nơi này đợi thời gian dài, có lẽ muốn thích ứng một chút. Hẳn là còn muốn ra một chút lẩn tránh không gian cấm chế biện pháp, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn lớn lối như thế lý do. Âu Dương Minh Nguyệt lại vẫn không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nếu như các ngươi đạt được muốn, vậy chúng ta có thể được cái gì đâu? Còn sống, quỷ ảnh tử chắc chắn nói, tựa hồ hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần ba vị chịu giao ra trên thân hết thảy, chúng ta quay đầu bước đi, tuyệt sẽ không tìm ba vị phiền phức. Đại trưởng lão nhất định phải minh bạch, có đôi khi, có thể sống sót chính là chuyện hạnh phúc nhất. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Đại trưởng lão, thượng nhân, tại hạ có cái không tình chi xin. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, ánh mắt trở nên 10 điểm kiên định, như có lẽ đã ở trong lòng có tính toán trước. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Tiêu Phàm trên thân, không biết hắn có lời gì muốn nói. Mời đại trưởng lão cùng thượng nhân vì ta lược trận, ta muốn giết người này. Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, ánh mắt sáng ngời, một mực tiếp cận cách đó không xa quỷ ảnh tử sông thành. Ngươi nói cái gì, quỷ ảnh tử giống là hoàn toàn nghe không hiểu, lăng lăng nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi ngược một câu. Tây Môn Ngạo, lão ngư quái cùng một tên khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng giật mình nhìn qua Tiêu Phàm. Vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, nghe hắn nói mê sảng. Đây là 100% mê sảng. Bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, giờ khắc này, Tiêu Phàm đầu óc đã kinh biến đến mức rất không bình thường. Ta nói, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ điệu có chút lạnh. Quỷ ảnh tử bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười the thé, thanh âm, lạc lạc, bất nam bất nữ, nghe vào người trong lỗ tai, đặc biệt khiếp người. Lão ngư quái cũng ồn ào cười to, tiếng cười rung động ầm ầm. Ngay cả Tây Môn Ngạo đều tại nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng lấy quạt xếp gõ lấy lòng bàn tay của mình, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, trở nên có chút thương hại cùng đồng tình. Ngược lại quên thỉnh giáo, vị tiểu huynh đệ này họ gì đại danh, cùng giang mỗ gì thù gì oán. Một hồi lâu về sau, quỷ ảnh tử cười the thé âm thanh mới dần dần bình ổn lại, vừa nghiêng đầu, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi. Ta họ Tiêu, Tiêu Phàm, Tiêu mỗ cùng ngươi xác thực không cừu không oán. Nhưng Thái Thượng Tông thiếu tông chủ Trừ Cửu, là ta bằng hữu tốt nhất. Năm đó bị ngươi ám toán vị kia Trừ Dễ Trừ tiền bối, chính là Trừ Cửu bá phụ, cũng là hắn vỡ lòng ân sư. Trừ Cửu huynh vẫn luôn đang tìm ngươi, không nghĩ tới các hạ trốn ở cái này Hắc Nguyên chi địa làm rùa đen rút đầu. Đã ở đây đụng phải, vậy coi như đuổi kịp. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, từng chữ đều nói đến rất rõ ràng. Các hạ chỉ có thể tự nhận không may. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tiếp cận Tiêu Phàm. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Quỷ ảnh tử càng là ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất trò cười, làm sao đều không dừng được. Trên đời lại có cuồng vọng như vậy ra hỏa, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vụt, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên, nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Tiêu Phàm dáng người cao thẳng tắp, hơi có vẻ thon gầy, viêm linh chi nhận thật dài quá hẹp, phối hợp cùng một chỗ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ kỳ lạ sát cơ. Hai đạo ánh mắt như là tia chớp thẳng đảo qua đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1186, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiểu tử, ta biết ngươi tu luyện qua luyện thể thuật, cũng biết ngươi là những cái kia cẩu thí chính đạo tông môn người, tự cho là ta bất thắng chính. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ở đây, những này đều cái dám dùng không đỉnh.
ở đây, ngươi chính là bị chém giết mệnh. Quỷ ảnh tử tiếng cười to im bặt mà dừng, bỗng nhiên tiếp cận Tiêu Phàm, cười lạnh nói. Ngươi ra tay đi, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh như trước. Được, Tiêu Phàm hơi một gật đầu, trong tay Viêm Linh Chi Nhận bỗng nhiên từ ám hồng biến thành màu đỏ tươi, trong khoảnh khắc liệt diễm bốc hơi mà lên, ngay cả xung quanh một mảnh màu xám hỗn độn bầu trời, cũng bị chiếu lên giống như ban ngày. Văn sĩ áo trắng cùng lão ngư quái bọn người hơi cảm giác kinh, nghĩ không ra người này đối tinh viêm chi lực trưởng khống, như vậy tinh thuần. Tiêu Phàm lông mày lại nhau, cái này Hắc Huyên chi địa đối chân khí pháp lực áp chế, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, mặc dù hắn người mang, càn khôn đỉnh, cũng tinh thông không gian thần thông, nhưng tinh viêm chi lực nhưng thủy chung không cách nào phát huy đến cực hạn, thậm chí nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành tiêu chuẩn. Mà hắn muốn mặt đúng. Lại là một tên nhiều năm trước liền đặt chân hậu kỳ cảnh giới đại cao thủ, đồng thời đã từng diệt sát qua một vị khác đại danh đỉnh đỉnh đại tu sĩ. Tiểu tử, người đến, ra ra để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái này Hắc Huyên chi địa không giống bình thường. Quỷ ảnh tử lại là không thèm quan tâm, cười lạnh. Siêu Tiêu Phàm động, thân pháp nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 trượng, giơ cao Viêm Linh chi nhận, hướng quỷ ảnh tử nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Suy, một tiếng. Viêm Linh chạm chính giữa quỷ ảnh tử trên đỉnh đầu, đem hắn từ đầu đến chân, hết thảy hai mảnh. Không phải huyễn thuật, điểm này, Tiêu Phàm có thể rất rõ ràng cảm giác được. Viêm Linh chạm thật dài liệt diễm đao mang thật sự là từ quỷ ảnh tử trên thân vỗ xuống, đem quỷ ảnh tử chém thành hai mảnh. Sau đó, quỷ ảnh tử liền biến thành hai đoàn hắc vụ. Hướng hai bên một phân, huyễn hóa ra hai cái hoàn chỉnh thân thể, không ngừng vặn vẹo lên, tựa hồ không phải nhục thân, mà là từ hai đoàn xương mù tạo thành. Thật là cao minh quỷ đạo công pháp, Tiêu Phàm ở trong lòng thầm khen một tiếng, quỷ vật chi thuộc, hắn thấy nhiều, thế giới ngầm thiên minh tử, cũng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ quỷ tu. Nhưng những cái kia quỷ vật, cho Tiêu Phàm cảm giác, đều cùng trước mắt cái này quỷ ảnh tử sông thành hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm ứng được, tại bị cắt thành hai mảnh trước đó, sông thành là có máu có thịt, cùng thiên minh tử như thế hoàn toàn vô hình vô thể quỷ tu có căn bản khác nhau. Đây là máu nói cùng quỷ đạo công pháp hỗn hợp. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong lỗ tai truyền đến Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Tiêu Phàm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách quỷ ảnh này từ một hồi nhìn qua là có máu có thịt sinh linh, một hồi lại là hai đoàn xương mù tạo thành quỷ thân. Bất quá người này vậy mà đem hai loại hoàn toàn khác biệt tà đạo ma công hỗn cùng một chỗ, còn luyện đến nguyên anh hậu kỳ dạng này cao thâm cảnh giới, quả nhiên cũng là bất thế gia kỳ tài. Nếu không phải như thế, hắn lại há có thể ám toán được Thái Thượng Tông đại tu sĩ. Viêm Linh chi nhận tinh viêm chi lực, vốn là hết thảy quỷ đạo công pháp khắc tinh, dưới mắt lại tựa hồ như mất đi tác dụng. Hai đoàn xương mù tạo thành thân thể bỗng nhiên hướng ở giữa một góc, quỷ ảnh tử sông thành lần nữa hiện thân mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm một chút Tiêu Phàm trong tay Viêm Linh chi nhận. Hắc hắc cười lạnh nói, không tệ lắm, cái này binh khí địa vị rất lớn. Không phải là thời kỳ thượng cổ tinh viêm thần binh, không hổ là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ. Một chút liền nhận ra Viêm Linh chi nhận không giống bình thường. Ta nói tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, hóa ra là dựa vào có như vậy một kiện binh khí. Bất quá, ỷ vào dạng này một cây đao, liền muốn giết ta, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử cười hắc hắc, thần sắc càng thêm khinh thường. Chỉ là lời này bao nhiêu là giảng cho Tiêu Phàm nghe, có bao nhiêu là giảng cho một bên quan chiến Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân nghe, vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mặc kệ là quỷ ảnh tử hay là văn sĩ áo trắng, thậm chí kia lão ngư quái cùng hai tên Hắc Huyên chi địa trung kỳ tu sĩ, ai cũng không có chân chính đem Tiêu Phàm để vào mắt. Một cái vừa mới đạp tiến vào Hắc Huyên ngoại lai trung kỳ tu sĩ, thật sự chính là cái thái điểu. Bọn hắn chân chính phải nghiêm túc đối phó, chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân. Suy, quỷ ảnh tử tiếng cười chưa tất, Tiêu Phàm lại là một đao cắt ngang, không chút khách khí, đem quỷ ảnh tử chặn ngang chặt thành hai đoạn. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, hai đoạn thân thể đảo mắt liền biến thành hai đoàn sương mù, lập tức lại huyễn hóa ra hai tấm giống nhau như đúc khuôn mặt tới. Này người đã đem máu đạo công pháp cùng quỷ đạo công pháp tu luyện tới có thể tự do chuyển đổi cảnh giới. Nhưng lần này, Tiêu Phàm công kích vẫn chưa dừng ở đây. Tiếng sét đánh bên trong, vô số ngân sắc hồ quang điện từ Tiêu Phàm năm ngón tay trái ở giữa bắn ra, hướng trong đó một đoạn quỷ thân đánh mạnh mà đi, đối khác một đoạn quỷ thân, lại là hờ hững. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm biết cảnh giới của mình không bằng đối thủ, mà lại vừa mới đi tiến vào Hắc Huyên, đối kháng không gian cấm chế thủ đoạn cũng khẳng định không bằng quỷ ảnh tử bọn người già dặn,
lúc này đương nhiên phải tập trung toàn lực, trước trọng thương một đoạn quỷ thân lại nói, muốn đem quỷ ảnh tử biến thành quỷ thân đồng thời diệt sát, khẩu vị không khỏi quá lớn. Tham thì thâm, lần này hiển nhiên vượt quá quỷ ảnh tử ngoài ý liệu. Tiêu Phàm vừa mới hiện thân, hắn liền phát giác được Tiêu Phàm chủ tu công pháp là thổ thuộc tính thần thông, kết quả vừa ra tay, lại là tinh viêm chi lực. Cái này cũng không có gì, tu sĩ cấp cao tinh thông hai chủng loại tính thần thông, không coi là bao nhiêu ly kỳ, ai ngờ trong nháy mắt, Tiêu Phàm lại cho hắn đến cái thiên lôi oanh đỉnh. Họ Tiêu này tiểu bối, sở học vậy mà so hắn còn tạp. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một nửa quỷ thân bị lôi điện oanh vừa vặn. Một trận phẫn nộ thét lên, bỗng nhiên vang lên, ảm câm xé rách, đặc biệt khiếp người. Tiêu Phàm không chút khách khí, năm ngón tay trái một dương, vòng thứ hai lôi điện liền muốn oanh ra, quỷ ảnh tử mặt khác một nửa linh thân, chợt ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một mảnh nồng đậm huyết phụ, hướng Tiêu Phàm bao phủ mà đến, tốc độ cực nhanh, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tiêu Phàm không kịp thả ra vòng thứ hai lôi điện công kích, dừng bước, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Thần niệm chi lực khó khăn lắm quét qua, hắn liền từ mảnh này trong huyết vụ cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Đây mới là quỷ ảnh tử chân chính sát chiêu. Năm đó có thể diệt sát trừ dễ, mặc dù nói là ngầm thi đánh lén, nhưng cũng đủ để chứng minh quỷ ảnh tử sở tu thần thông cường hoành. Thái thượng tông hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát. Một đôi một, trừ dễ cũng không có thể từ quỷ ảnh tử thủ hạ đào thoát, tuyệt không phải không nguyên nhân. Nhưng mà Tiêu Phàm tốc độ dù nhanh, huyết phụ cuốn tới tốc độ càng nhanh, cơ hồ là chớp mắt là tới, trong chốc lát liền muốn đem Tiêu Phàm bao khỏa trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như ý lôi quang tháp lượn vòng mà ra, một đạo thô to hồ quang điện, mãnh kích mà hạ. Trong huyết phụ truyền ra hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chuyển trở về. Tại hơn 10 trượng bên ngoài cùng một nửa khác quỷ thân hợp hai là một, lần nữa hóa thành quỷ ảnh tử bộ dáng, chỉ bất quá trên thân lại mang theo nhẹ nhẹ khét lẹt khí tức. Sợ ý một chút, thế mà tại Tiêu Phàm thần thông sấm sét dưới ăn thiệt thòi nhỏ. Sông đạo hữu, nghiêm túc chút, cũng không nên thuyền lật trong mương. Một bên quan chiến văn sĩ áo trắng Tây Môn Ngạo nhịn không được mở miệng nói ra. Sắc mặt trở nên 10 điểm nghiêm nghị, hắn rốt cục nhìn ra, trước mắt vị này trẻ tuổi trung kỳ tu sĩ, tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy, nếu là quỷ ảnh tử không chăm chú đối đãi, thật có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Cảm ơn Tây Môn đạo hữu, hay là quản tốt ngươi mình sự tình đi. Giang Mỗ sự tình, không cần đến đạo hữu nhọc lòng. Quỷ ảnh tử hư lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói. Nhìn ra được, bọn hắn những người này, kỳ thật tương hỗ ở giữa cũng rất không hợp nhau, chỉ là vì từ, người mới tới, trên thân vớt chỗ tốt. Mới lâm thời hợp tác, Tây Môn Ngạo cười hắc hắc, nhẹ nhàng giao lên quạt xếp, trong mắt bắn ra sói ánh mắt. Xem ra việc nơi này về sau. Áo trắng cuồng ma không ngại hảo hảo lãnh giáo một chút quỷ ảnh tử hai lần thần thông. Tiểu bối, ngươi sẽ hối hận, quỷ ảnh tử đầu lập tức uốn éo, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, ngữ khí băng lãnh. Vị này hậu kỳ đại tu sĩ, thật sự nổi giận. Ta lúc đầu chỉ muốn tiện tay giết ngươi, ngươi dám ám toán lão phu. Ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi cái này thân huyết nhục, ta muốn từng chút tinh tế nhấm nháp, ta cam đoan với ngươi. Tại ta hút khô ngươi giọt cuối cùng tinh huyết trước đó, ngươi nhất định là còn sống. Mỗi một lần thống khổ, ta cũng phải làm cho ngươi thanh thanh sở sở cảm thụ đến. Quỷ ảnh tử thanh âm, càng thêm âm trầm. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm lãnh đạm nói, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể cao lớn ngay tại quỷ ảnh tử bên người nổi lên, trong tay hỏa diễm đao liệt diễm bốc hơi, lóa mắt sinh huy, mang theo đầy trời hỏa vũ. Hướng quỷ ảnh tử chúc xuống, đao thế liên miên bất tuyệt. A, à, cái này tựa như là phàm tục thế giới võ thuật. Chấm ngoặc kép, một bên quan chiến lão ngư quái có chút ngạc nhiên kêu lên, ngữ khí nửa tin nửa ngờ. Bởi vì vô tình, hắn đối phàm tục thế giới võ thuật có hiểu biết, chỉ là có chút không thể tin được, tại dạng này tu sĩ cấp cao trong lúc giao thủ, thế mà lại có người sử dụng phàm tục võ thuật. Quả thực chính là nói đùa, nhưng mà lão ngư quái thật đúng là đoán đúng, đây chính là thế giới phàm tục võ thuật. Như ý bát quái đao pháp, tại thế giới phàm tục thời điểm, đây là Tiêu Phàm sở trường nhất tuyệt kỹ. Bây giờ thi triển ra, càng là dày đặc vô so, trong lúc nhất thời, đứng ngoài quan sát mọi người chỉ thấy đầy trời liệt diễm lưu quang, hoàn toàn đem quỷ ảnh tử bao phủ nó dưới, rốt cuộc nhìn không thấy. Tiểu bối, chớ có càn rỡ, mạn thiên hỏa vũ phía dưới, quỷ ảnh tử gào thét như sấm. Một tiếng thanh thúy binh khí tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó lại là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba.
nháy mắt binh khí giao kích thanh âm liền ngay cả thành một cái trường âm, liên miên bất tuyệt, dư âm điếc tai. Văn sĩ áo trắng ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới quỷ ảnh này tử chẳng những tinh thông quỷ đạo cùng máu nói đại thần thông, tại chém giết gần người phương diệt, tạo nghệ cũng là như thế chi cao, vậy mà cùng Tiêu Phàm lấy nhanh đánh nhanh, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Họ Tiêu này tiểu bối rõ ràng là dựa vào lấy tinh viêm thần binh cùng chém giết gần người cường hãn, mới dám chủ động hướng quỷ ảnh tử khiêu chiến, đồng thời khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại xem ra, lại là mất được rồi. Người ta so hắn còn muốn tinh thông chém giết gần người. Mình cho mình đào một cái hố, mình nhảy đi xuống. Trận này kịch liệt chém giết gần người, vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền thấy rốt cuộc. Vụt, một tiếng vang thật lớn. Hồng mang kinh thiên, Tiêu Phàm viêm linh chi nhận rời tay bay ra, tựa như một đầu toàn thân dục hỏa hỏa long, hướng giữa không trung kích xạ mà lên. Chương 1187, đánh không phục ngươi. Tiêu Phàm binh khí lại bị người đánh bay. Cái này tại Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là lần đầu, trước nay chưa từng có. Vô luận là tại phàm tục thế giới, hay là tại tu chân giới, cùng người chém giết gần người, Tiêu Phàm chưa hề thất thủ qua. Nhưng lần này, rốt cục phá lệ, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, dù coi như là Tiêu Phàm, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Viêm Linh Chi nhận rời tay, Mạn Thiên Hỏa Vũ vừa thu lại, tình hình trong sân lập tức trở nên rõ ràng vô so, quỷ ảnh tử xông thành tay cầm một thanh dài hơn thước. Đen nhánh tỏa sáng chủy thủ, trong chớp nhoáng đã lấn đến gần đến Tiêu Phàm thiết cận ở giữa, một đao hướng Tiêu Phàm ngực sườn bộ hoành cắt qua. Đây là cực kỳ xảo trá hung ác chém giết gần người chi thuật. Vẻn vẹn từ một đao này xuất thủ cường độ cùng góc độ liền có thể nhìn ra được, quỷ ảnh tử sông thành cũng là không tầm thường chém giết gần người cao thủ, khó trách lúc trước có thể ám toán chử dễ kiếm tay, lấy hắn tu luyện quỷ đạo cùng máu đạo công pháp chi quỷ dị, lại thêm mạnh mẽ như vậy xuất quỷ nhập thần chém giết gần người thuật. Cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không khỏi trúng kế của hắn. Huống chi, đây là đang Hắc Uyên chi địa, hắn ở đây tránh nhiều năm, đối với nơi này hết thảy cũng sớm đã thích ứng, đã thành thói quen thành tự nhiên. Huống chi, cảnh giới của hắn ở xa Tiêu Phàm phía trên. Tất cả đây hết thảy chung vào một chỗ, chỉ nói rõ một sự kiện Tiêu Phàm rất nguy hiểm. Đối mặt quỷ ảnh tử dạng này xảo trá tai quái một đao, bất kể là ai, đều đã không kịp làm ra cái gì lẩn tránh động tác. Ngay cả thoảng qua uốn éo một cái thân thể, đều làm không được. Vụt, chủy thủ cắt tại Tiêu Phàm sườn trái ở giữa, ngoài dự liệu chính là, vậy mà phát xuất binh lưỡi đao giao kích như kim loại thanh âm. Tiêu Phàm cùng lúc, bỗng nhiên kim thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía, mọc ra một tầng óng ánh vảy màu xanh, trên đó lại lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Quỷ ảnh tử chủy thủ, chính là cắt tại cái này kim thanh sắc vảy rồng phía trên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm toàn thân đều hiện lên ra loại này kim thanh sắc vảy rồng, một kiện hoàn chỉnh vảy rồng giáp, đảo mắt đem hắn bao khỏa trong đó, quỷ ảnh tử chủy thủ cố nhiên sắc bén, trong lúc cấp thiết, lại cũng khó có thể đem cái này trộn lẫn có trưởng thành kim giao vương bản mệnh vảy rồng cực phẩm giáp trụ. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Hắc Uyên chi địa đối thần niệm chi lực áp chế mạnh như thế, muốn ở chỗ này bố trí vảy rồng kiếm trận, cơ vốn thuộc về người si nói mộng. Cũng may trừ vảy rồng kiếm trận, Tiêu Phàm còn có không ít cái khác đòn sát thủ. Quỷ ảnh tử mấy có lẽ đã cùng hắn thiếp lại với nhau, lẫn nhau ở giữa, chỉ có một chút khe hở. Tiêu Phàm không chút do dự, lưng eo dùng sức, cả thân thể hướng bên này vung đi qua, thiết quyền nắm chặt, một quyền hướng quỷ ảnh tử đầu đánh tới. Khoảng cách gần như thế, quỷ ảnh tử lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không tránh thoát. Tiêu Phàm đã đem vô cực long tượng công tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới cực cao. Dựa theo Long Tượng Tổ sư tự viết vốn ghi chép, bình thường muốn đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới về sau, chân nguyên cùng lực lượng của thân thể mới đủ lấy trèo chống đệ nhị trọng vô cực long tượng công bá đạo. Tiêu Phàm xem như cái trường hợp đặc biệt, tại long tượng nặng tay oanh kích phía dưới, dù coi như là lấy nhục thân cường hoành chứ danh biển yêu thú thú, đều tuyệt đối chống cự không ngừng, một quyền chính giữa quỷ ảnh tử đầu, phốc một tiếng vang nhỏ. Cũng không như trong tưởng tượng óc vỡ toang, cũng không có thường gặp máu tươi văng khắp nơi. Thiết quyền lâm thể nháy mắt, cái kia có máu có thịt quỷ ảnh tử. Bỗng nhiên không gặp, biến thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, tùm quỷ khí bên trong lộ ra từng đợt làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi máu tươi. Quỷ ảnh tử trong phút chốc lại hoàn thành một lần chuyển đổi. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên nắm tay trầm xuống, phảng phất đánh tiến vào một đại đoàn hiếm mềm huyết tương bên trong, trên mu bàn tay trắng nõn nà, thật là khó chịu. Đồng thời, loại này trơn nhẵn cảm giác, ngay tại theo da của hắn. Tòng long lân giáp phía dưới chui vào, phi tốc hướng lồng ngực của hắn đẩy tiến vào,
rất nhanh liền trải rộng tại trên da rẻ của hắn, như bóng với hình. Hắc hắc, tiểu bối, dù là ngươi tinh gian như quỷ, cũng giống vậy lấy lão phu đạo nhi. Chấm ngoặc kép, một trận đắc ý cuồng tiếu, bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng cuồng tiếu, vậy mà đến từ Tiêu Phàm thân thể. Nguyên địa đã không gặp quỷ cái bóng xông thành thân ảnh, ngay tại vừa rồi, hắn đã thành công hóa thân, dính bám vào Tiêu Phàm trên thân. Bá Tây Môn Ngạo mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng đong đưa, mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngươi vị này tiểu bằng hữu quá bất cẩn, chẳng lẽ hắn không biết, xông đạo hữu quỷ đạo công pháp, sở trường nhất tuyệt kỹ, chính là vô khổng bất nhập a. Xem ra bằng hữu của ngươi, muốn trở thành xông đạo hữu thức ăn ngon. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, còn trẻ như vậy, liền có nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng coi là hiếm thấy thiên tài, bắt đầu ăn nhất định rất thú vị. Nếu là giết, vậy thì càng thú vị. Tây Môn Ngạo vừa nói liền lắc đầu liên tục lắc não, tựa hồ rất là đáng tiếc. Áo trắng của ma Tây Môn Ngạo không thích ăn người, chỉ thích giết người. Âu Dương Minh Nguyệt mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, sắc mặt bình tĩnh như trước, thân thể không nhúc nhích tí nào, ép căn bản không hề muốn xuất thủ giúp đỡ ý tứ, càng thêm không có cần hồi đáp ý của hắn hướng, tựa hồ trước mắt đây hết thảy, đều cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Tiểu bối, nói đi, muốn ta làm sao ăn ngươi? Từ nơi nào bắt đầu ăn lên? Hắc hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đắc ý tiếng cuồng tiếu, còn tại tiếp tục, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý, ống tay áo lắc một cái, kim sắc như ý lôi quang tháp bắn ra, ở giữa không trung một cái xoay quanh, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, phích lịch một tiếng, một chương ngân sắc lôi võng từ đáy tháp chút xuống, đem bản thân hắn bao phủ tại lôi trong lưới. Hắc hắc, tiểu bối, còn muốn thần thông sấm sét. Hiện tại ta đã phụ trên người ngươi, ngươi trước được đánh chết chính ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử tựa hồ cảm ứng được lôi điện khí tức, cuồng vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm từ tốn nói, cái này lưới điện, là để phòng vạn nhất. Sợ ngươi chạy mất, cái gì, ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử càng là cuồng tiếu không thôi. À, đây là vật gì, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, vang lên quỷ ảnh tử kinh ngạc thanh âm. Không tốt, là, chấm ngoặc kép, biến hóa tới quá đột ngột, đám người thậm chí đều không nghe rõ ràng hắn đến cùng nói thứ gì, tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên vang lên, cực kỳ bén nhọn, nghe vào hoảng sợ đến cực điểm, phảng phất đột nhiên nhìn thấy cái gì làm hắn sợ nhất đồ vật. Tây Môn Ngạo nhẹ lay động quạt xếp đậu ở chỗ đó, cùng bên người lão ngư quái liếc nhau một cái, thần tình trên mặt hoàn toàn không hiểu thấu, không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì? Coi là thật để người không hiểu rõ. Đứng tại lưới điện ở giữa Tiêu Phàm, dáng người thẳng tắp, sắc mặt chấn định như hằng. Giống như sớm đã ngờ tới sẽ phát sinh đây hết thảy. Quỷ ảnh tử chỉ cần vừa kề sát gần hắn, liền khẳng định muốn dùng quỷ đạo đại pháp tới đối phó hắn. Mà cái này, chính là Tiêu Phàm hy vọng nhất. Hắc Huyên chi địa không gian áp lực quá lớn, oán linh không nguyện ý rời đi linh thú điểm, vậy cũng chỉ có thể cùng quỷ ảnh tử mình đưa hàng tới cửa. Hắn biết, quỷ ảnh tử khẳng định sẽ nhịn không được. Đối sông thành mà nói, vô luận là hắn tràn đầy tinh huyết hay là viễn siêu cùng giai lực lượng thần thức, đều là thập toàn đại bổ linh đan diệu dược, quỷ ảnh tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này, cơ hội tốt, dạng này dụ hoặc, thực tại không có người nào có thể ngăn cản được. Hết thảy như hắn sở liệu, bất quá quỷ ảnh tử sông thành dù sao cũng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, mà lại hắn tu luyện không là hoàn toàn quỷ đạo công pháp, bây giờ sắp chết đến nơi. Đương nhiên phải làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết. Suy, một tiếng vang nhỏ, tựa như xé vải thanh âm, một đạo hắc phụ xông phá Tiêu Phàm hộ thể linh quang, liền hướng lưới điện khe hở chỗ bay đi, cái này đoàn hắc phụ chính giữa. Có một chương phai mờ mơ hồ mặt người, chính là quỷ ảnh tử bộ dáng. Tây Môn đạo hữu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, tức hồn hền mà thất kinh. Lúc này, cái gì thận trọng, cái gì mặt mũi, tự nhiên đều là hết thảy gặp quỷ đi. Mạng sống quan trọng, Tây Môn Ngạo lại cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như vậy. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, do dự xuất thủ hay không tương trợ. Chính là này nháy mắt chần chờ, để quỷ ảnh tử mất đi sau cùng một chút hy vọng sống. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt ra ngoài. Một con sữa bàn tay lớn màu trắng nổi lên, lôi quang trận trận, một tay lấy kia phai mờ mặt người nắm ở trong tay. Tha mạng, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử hét dầm lên. Tiêu đạo hữu tha mạng, tại hạ biết sai. Mời Tiêu đạo hữu tha ta một mạng. Chấm ngoặc kép, kia phai mờ mặt người, tại lôi sáng lóng lánh bên trong, khí thức trở nên càng thêm suy yếu không chịu nổi, chỉ cần Tiêu Phàm hơi hơi sử dụng thủ đoạn,
quỷ ảnh tử cuối cùng này một sợi phân hồn, lập tức chính là hôi phi yên diệt hạ chàng, vĩnh thế không được siêu sinh. Tha cho ngươi một mạng, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, có chút ý vị thâm trường. Đúng đúng, mời Tiêu đạo hữu hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng. Mặc kệ đạo hữu có dặn dò gì, ta đều đáp ứng, tuyệt không hai lời. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Phàm không có lập tức hạ thủ để cho mình hồn phi phách tán, quỷ ảnh tử lập tức nhìn thấy một chút hy vọng, liên tục không ngừng kêu lên, ngữ khí lại là ai oán lại là kính cẩn. Thật sao, nói như vậy, ta còn thực sự có một việc, nghĩ muốn hỏi một chút sông đạo hữu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm dù bận vẫn ung dung nói, Tiêu đạo hữu nhưng mời dưới hỏi, chỉ cần là tại hạ biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, quỷ ảnh tử lại luôn miệng kêu lên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, rất tốt. Chỉ cần các hạ thật nguyện ý biết gì nói nấy, ngược lại cũng không phải là không thể thả ngươi một con đường sống. Đúng đúng, nhiều tạ Tiêu đạo hữu, đa tạ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng khoát tay áo, không chậm không nhanh mà hỏi thăm, đừng vội nói lời cảm tạ, có phải là cho ngươi cái này đường sống, còn muốn nhìn kỹ hãng nói. Sông đạo hữu, chúng ta đang tìm một người, thần toán tử ứng linh trạch đáp bạn, không biết ngươi gặp qua không có. Hắn ở nơi đó, thần toán tử ứng linh trạch, các ngươi đang tìm hắn. Tiêu Phàm không lên tiếng, chỉ là hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên hắn. Sông đạo hữu, ngươi cũng đừng quên, quy củ của nơi này. Tên kia nửa người lão ngư quái không chịu được lớn tiếng nói. Tiêu Phàm ánh mắt trong chớp nhoáng quét tới, lạnh như băng. Lão ngư quái lập tức kìm lòng không đặng rụt cổ một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, trở nên lại là kinh ngạc lại là e ngại, sớm đã không có lúc trước chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nhiều năm qua, quỷ ảnh tử sông thành tại Hắc Huyên chi địa thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, dù coi như tại cái này hung thần ác sát hoành hành chỗ, cũng từ không người dám tại trêu chọc hắn. Ai biết hiện tại, lại biến thành một sợi tàn hồn, bị Tiêu Phàm chộp trong tay, sinh tử chỉ ở người trẻ tuổi kia một ý niệm. Tại tu chân giới, nắm đấm lớn người vĩnh viễn có nhất nặng quyền lên tiếng. Một chút trấn trụ lão ngư quái, Tiêu Phàm ánh mắt lại trở lại quỷ ảnh tử trên mặt, song mi có chút nhau. À, Tiêu đạo hữu muốn tìm thần toán tử, cái này. Tại hạ ngược lại cũng đã được nghe nói một chút truyền ngôn, là thật là giả, nhưng cũng không dám cam đoan. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Phàm thần sắc bất thiện, quỷ ảnh tử kinh hãi, liên tục không ngừng kêu lên. Chương 1188, không ngủ núi. Nghe nói, thần toán tử ở tại Tây Bắc không ngủ núi. Chấm ngoặc kép, quỷ ảnh tử nơm nớp lo sợ nói, kiệt lực nghĩ muốn lấy lòng Tiêu Phàm, đem những gì mình biết có quan hệ thần toán tử toàn bộ tin tức, mặc kệ thật giả, một mạch đều nói ra. Tiêu đạo hữu, người cũng biết, tại Hắc Uyên, lẫn nhau ở giữa rất trẻ mang lẫn nhau tìm hiểu tin tức gì, vật này là rất lớn kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, để tỏ lòng mình quả thật đã, biết gì nói nấy, quỷ ảnh tử lại vội vã nói. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Quỷ ảnh tử vừa kinh vừa sợ, không thể không vắt hết óc, lục soát cùng thần toán tử tương quan hết thảy tin tức, chỉ muốn nhớ lại một chút liền tranh thủ thời gian ra bên ngoài ngược lại, nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Dù là như thế, một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, mặc kệ quỷ ảnh tử cố gắng như thế nào nghiền ép mình kia tàn khuyết không đầy đủ ký ức, cũng đã rốt cuộc nói không nên lời mới đổ vật. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sữa bàn tay lớn màu trắng bên trên ngân sắc lôi điện lóe lên, quỷ ảnh tử hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, như vậy âm thanh hoàn toàn không có. Tiêu Phàm tay lật một phen, đen nhánh tụ hồn bát nổi lên, đem quỷ ảnh tử một sợi tàn hồn thu vào. Vừa mới còn ngang ngược không ai bì nổi quỷ ảnh tử, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão ngư quái cùng một tên khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước, vô ý thức cùng Tiêu Phàm kéo ra càng xa khoảng cách. Nguyên lai tưởng rằng bốn người liên thủ, đối phó những này kẻ ngoại lai không cần tốn nhiều sức, ai ngờ trong nháy mắt, mình phương này người mạnh nhất, liền bị đối phương, người yếu nhất, thu thập sạch sẽ. Cái này ảo thuật trở nên, văn sĩ áo trắng tây môn ngạo mặc dù dáng chống đỡ lấy không có lui ra phía sau, nhưng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng chi ý, làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân đều có chút chưa tỉnh hồn lại, bị kết quả này triệt để chấn trụ. Chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng cực nhanh hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, không chậm không nhanh nói, ba vị đạo hữu nhưng nghe rõ ràng, chúng ta chỉ là đến tìm người. Cũng không có ý khác, ba vị nếu như không có ý kiến gì lời nói, có thể hay không nhường một chút, chớ cản đường. Lão ngư quái cùng một tên khác trung kỳ tu sĩ, không nói hai lời,
xoay người rời đi, dưới chân độn quang cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên giang hồ hỗn, muốn sống lâu một chút, trọng yếu nhất có đôi khi cũng không phải là vận khí, mà là muốn có ánh mắt, có tự mình hiểu lấy. Tây Môn Ngạo sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, ba vị đạo hữu cũng không cần quá đắc ý, cái này Hắc Uyên chi địa quy củ. Nhưng không có các ngươi tưởng tượng như thế rộng rãi, cứ như vậy tiến đến, cứ như vậy tại Hắc Uyên chi địa giết người, còn muốn lại nghênh ngang đi ra ngoài, không khỏi cũng quá coi thường Hắc Uyên lãnh chúa. Cái này cũng không nhọc đến Tây Môn đạo hữu nhọc lòng, trong lòng chúng ta nắm chắc. Âu Dương Minh Nguyệt lãnh đạm nói, Tây Môn Ngạo cười lạnh một tiếng, lắc một cái ống tay áo, dựng lên độn quang, bay vụt mà đi. Trước mắt một chút trở nên trống rỗng, Hỗn Nguyên thượng nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiêu đạo hữu, ngươi còn nuôi cái gì chuyên khắc quỷ đạo công pháp linh thú a? Hoặc là, các ngươi vô cực môn công pháp, trời sinh chính là những này quỷ tu khắc tinh. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm có can đảm chủ động hướng quỷ ảnh tử khiêu chiến, đồng thời đại hoạch toàn thắng, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn mới dám làm như vậy. Tại đối phó quỷ ảnh tử trước đó, Tiêu Phàm trước một bước tế ra Như Ý Lôi Quang Tháp, nó một là vì phòng bị quỷ ảnh tử đào tẩu, hai lại là muốn che đậy oán linh khí tức. Trời sinh quỷ linh đối rất nhiều tu sĩ đều có lớn lao lực hấp dẫn. Tiêu Phàm cười cười, nói, vô cực môn cùng tà ma ngoại đạo, nguyên bản liền xung khắc như nước với lửa. Hỗn Nguyên thượng nhân khẽ vuốt cằm, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng trải qua trận này, Tiêu Phàm tại Hỗn Nguyên thượng nhân trong suy nghĩ phân lượng lại từ khác biệt. Ba người hướng phía tây bắc hướng bay trốn đi. Hắc Uyên chi địa rất tiểu, Hắc Uyên chi địa lại rất lớn. Nói nhỏ, là cùng ngoại giới vô biên vô hạn Nam Châu đại lục tương đối mà nói, song phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, Hắc Uyên chi địa thậm chí còn không bằng một tòa thành trì lớn. Nhưng mà, làm vì một không gian riêng biệt, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, trước đó cũng không từng chứng kiến khổng lồ như vậy không gian độc lập, có thể xương rộng lớn. Ba người cưỡi độn quang, chậm chậm phi độn, bay càng xa, càng là chật chật tán thưởng. Các loại đại đại không gian nho nhỏ khe hở, diễn ra vô số kể, thậm chí có rất nhiều vết nứt không gian so Hắc Uyên chi địa còn phải lớn hơn nhiều. Nhưng kia cũng là tự nhiên hình thành, đem một cái như thế không gian thật lớn khe hở luyện chế thành một chỗ vững chắc không gian độc lập, trải qua mấy chục ngàn năm mà không đổ sụp, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy đại thủ bút. Cũng không biết ban đầu là ai có ý nghĩ như vậy, lại đem cái này vết nứt không gian luyện chế hoàn thành. Bất quá có thể khẳng định là, lúc trước luyện chế cái này không gian độc lập cao nhân tiền bối, nó bản ý tuyệt không phải muốn đem nơi này biến thành một cái, ngoài vòng pháp luật chi địa. Cứ việc tại Hắc Uyên chi địa pháp lực lớn thụ áp chế, tốc độ bay cực chậm, bọn hắn tìm tới không ngủ núi, cũng chỉ là hoa hơn một canh giờ. Một đường này đi tới, lại không có đụng đến bất luận là một tu sĩ nào ra, chặn đường, bọn hắn, có lẽ vừa rồi Tiêu Phàm thu thập quỷ ảnh tử sự tình, đã huyên náo thiên hạ đều biết. Người nơi này một cái so một cái tinh, đối mặt như vậy như bức hống hống ba cái kẻ ngoại lai, ai còn dám nhảy ra tìm phiền toái. Thậm chí bọn hắn cũng chưa từng cảm ứng được tu sĩ khác khí tức, cũng không biết cái này Hắc Uyên chi địa đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu, đào phạm. Cùng Hắc Uyên chi địa địa phương khác đồng dạng, không ngủ sơn dã là màu xám, bầu trời xám đen, dãy núi xám đen, trên dãy núi một mảnh trụi lùi, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì cao lớn thực vật. Chỉ có một ít cực kỳ thấp bé bụi cây cỏ tranh, toàn bộ không gian địa mạch linh khí phi thường yếu kém. Nơi này thực tế không phải cái thích hợp tu luyện nơi tốt. Nếu như không phải tại bên ngoài thực tế không tiếp tục chờ được nữa, ai nguyện ý chạy đến địa phương quỷ quái này đến thụ phần này tội. Tìm kiếm thần toán tử, ba người cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là tại miệng sơn cốc thoảng qua dừng lại một lát, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền là hướng phía tây bắc hướng bay đi. Lại phi hành mấy trăm bên trong về sau, một cái động phủ xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người kìm lòng không được liếc nhau một cái. Ngay tại vừa rồi nhìn thấy động phủ nháy mắt, ba người đều một cách tự nhiên lên một quẻ tượng rõ ràng vô cùng biểu hiện, nơi này chính là mục đích của bọn họ. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi hạ xuống độn quang, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm theo sát phía sau, đối mặt với động phủ cho cửa lớn màu đen. Đáp bạn, có cố nhân tới thăm. Âu Dương Minh Nguyệt chậm chậm nói, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, thật giống như mặt đối mặt cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Nói xong câu này bình thản vô vị lời nói, Âu Dương Minh Nguyệt liền ngậm miệng lại, không nói thêm lời một chữ, cũng tuyệt không tái diễn lần thứ hai. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm càng là trầm mặc, không nói một lời. Ba vị này, nguyên bản ai đều không phải nói nhiều người. Cả ngọn núi đều yên tĩnh,
nơi này chẳng những không có cao lớn cây cối, cũng không thấy cái gì phi cầm tẩu thú loại hình vật sống. Tại một cái địa mạch linh khí rất không nồng đậm không gian độc lập, những này đều đã rất xa xỉ. Liền xem như phổ thông hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, cũng giống vậy muốn tiêu hao địa mạch linh khí, chỉ là ít mà thôi. Quá lãng phí, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong động phủ một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng có thể cảm ứng được, có một cỗ thần niệm chi lực ở trên người hắn đảo qua, trên dưới dò xét một hồi lâu. Cỗ này thần niệm chi lực chủ nhân, mảy may đều không có muốn lén lút né tránh chi ý, chính là như thế gọn gàng dứt khoát. Lại qua thật lâu, mới nghe được một tiếng sâu kín thở dài truyền ra, ầm vang, âm thanh bên trong, động phủ màu xám đen cửa đá, rốt cục từ từ mở ra. Nói thực ra, đây là Tiêu Phàm đặt chân tu chân giới đến nay, chỗ thấy qua nhất keo kiệt đơn sơ một cái động phủ cửa đá. Không phải nói cái này cửa đá chạm trổ không tinh xảo, đồ án không cảm động, mà là cái này căn bản chính là một cái phổ thông phải không thể lại phổ thông cửa đá, ngay cả đơn giản nhất che đậy pháp trận đều không có khắc họa trên đó. Dạng này một cái phổ thông cửa đá, đừng bảo là người tu chân, coi như thế giới phàm tục một tên hơi thể lực mạnh mẽ chút võ sĩ, liền có thể một chùy đem đánh xuyên. Cùng thần toán tử ứng linh trạch đại danh đỉnh đỉnh, thực tế không hợp. Liền xem như một tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, động phủ cửa đá cũng không sẽ như thế đơn sơ. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, dù cho là tại Hắc Huyên chi địa dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, thần toán tử ứng linh trạch như vậy đại nhân vật, ở động phủ cũng nên là tráng lệ. Ba vị đạo hữu mình vào đi, tại hạ tính tình lười biếng, liền không giảng cứu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, chớ trách. Theo cái này ầm ầm cửa đá xoay tròn thanh âm, trong động phủ lại vang lên một cái cực kỳ thanh âm già nua, già dặn để người nghe xong, liền lập tức sinh ra một loại cảm giác người này dần dần già đi, đại nạn đem giới. Mặc dù nói, thần toán tử ứng linh trạch 400 năm trước cũng đã là thành danh đại tu sĩ, tùy tiện tính toán, hắn năm nay không có 900 tuổi cũng nên hơn 800 tuổi. Cũng đã sắp tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất. Trên thực tế, đa số đại tu sĩ không sống tới thiên tuế, 8-900 tuổi đã là bọn hắn sinh mệnh cực hạn. Dạng này một cái 8-900 tuổi lão nhân, xác thực đã gần đất xa trời. Nhưng Tiêu Phàm trong đầu vẫn cảm thấy là lạ. Dù sao bên cạnh hắn liền đứng hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, Âu Dương Minh Nguyệt so thần toán tử càng thêm lớn tuổi, Hỗn Nguyên thượng nhân niên kỷ cũng tuyệt đối không nhỏ hơn thần toán tử. Nhưng hai vị này chỉ một người so hoa kiều, một cái khác cũng phong lưu phóng khoáng, nhìn qua giống như 40 khen người, lại nơi nào có nửa điểm lọm khọm thái độ. Xem ra vị này đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử ứng linh trạch đáp bạn, khả năng cùng Tiêu Phàm trong tưởng tượng thật không giống. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi tiến lên, chậm rãi đi tiến vào động phủ. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm tự nhiên là theo sát ở phía sau, bất quá hai người đều không hẹn mà cùng đem cảnh giác đề cao tới cực điểm. Cần biết thần toán tử ứng linh trạch thanh danh thực tế quá mức vang dội, nghe đồn rằng, người này cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Vạn nhất hắn có âm mưu quỷ kế gì, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh dị thường, ngay cả nửa điểm đề phòng chi ý đều không có, cứ như vậy tùy tiện đi tiến vào một mảnh đen nhánh động phủ. Thực lực tuyệt đối nổi bật ra tuyệt đối tự tin, loại này tự tin, không phải tin được thần toán tử, tin tưởng hắn sẽ không đột nhiên gây khó khăn. Mà là tin được năng lực của mình mặc kệ ngươi ra cái gì yêu thiêu thân, ta đều không thèm để ý chút nào, tùy thời đều có thể ứng phó được đến. Không hổ danh xưng đại tu sĩ thứ nhất, lực lượng 10 phần. Chương 1189, Linh Thạch Cực Phẩm. Cái này động phủ ngoài dữ liệu không tính quá nhỏ, ba người duy trì nhất định khoảng thời gian, tiến vào cửa hang về sau, chuyển hai cái ngoặt, trước mắt mới bỗng nhiên sáng lên, một cổ phái nhiên linh khí đập vào mặt. Đây là, chấm ngoặc kép. Hỗn Nguyên thượng nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm thần sắc cũng mang theo mấy phân không hiểu, tựa hồ động phủ này bên trong linh khí, cùng bọn hắn ngày bình thường cảm nhận được địa mạch linh khí có chút không giống, quá tinh khiết, mà lại cũng quá tập trung. Bình thường dưới mặt đất linh mạch lại nhỏ, bao trùm phạm vi cũng chỉ ít có một hai ngọn núi, liền xem như trong truyền thuyết tinh thuần nhất linh nhãn, cũng không có khả năng đem địa mạch linh khí tập trung ở dạng này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong. Tại ngoài động phủ một bên, thậm chí đi vào động miệng, bọn hắn đều không có cảm ứng được linh khí, phảng phất đi tiến vào đất chết, kết quả lại ở đây cảm nhận được cơ hồ cùng địa mạch linh nhãn tương đương tinh thuần linh khí, loại tình hình này, có phần không tầm thường. Mà lại một đường đi tới, từ toàn bộ Hắc Huyên chi địa tình huống đến xem, dạng này độc lập tàn phá không gian, trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, khả năng không lớn còn có tinh thuần như thế địa mạch linh nhãn tồn tại.
ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là một cái nho nhỏ vườn hoa. Thật rất nhỏ, cũng liền 5-60 mét vuông. Tòa này nho nhỏ vườn hoa, cùng ngoại giới một mảnh màu xám đen chết hết bộ dáng khác biệt quá nhiều, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng, khiến người kìm lòng không được ý chí lớn sướng, liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, nồng đậm hương hoa xông vào mũi hương úp. Tại cái này tiểu hoa viên bốn phía, bố trí một cái cực kỳ tinh xảo cỡ nhỏ pháp trận. Tiêu Phàm dạng này trận pháp tông sư một chút liền có thể nhìn ra được, pháp trận này mục đích chính yếu nhất, chính là che đậy khí tức, trở ngại nơi này linh khí nồng nặc tiết ra ngoài, đem cái này nho nhỏ vườn hoa vòng thành một phương tiểu thiên địa. Trong hoa viên trung tâm, một tên hắc áo tu sĩ ngồi xếp bằng. Râu tóc như tuyết, trên mặt khe rãnh tung hoành, nếp nhăn đè ép nếp nhăn, không biết sống bao lớn tuổi tác, một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời suy bước bộ dáng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là tóc trắng như tuyết, nhưng cái này mái đầu bạc trắng, lại làm cho nàng lộ ra dị dạng kiều diễm, hoàn toàn cùng cao tuổi kéo không lên nửa điểm liên quan. Tóc trắng hồng nhan, diễm tuyệt thiên hạ, trong hoa viên tâm vị này hắc áo tu sĩ, lại là thật sự lão, để người xem xét phía dưới, liền lập tức sinh ra đồng tình chi tâm. Nhìn thấy như vậy già nua suy bước bộ dáng, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này, cùng nàng trong ấn tượng thần toán tử ứng linh trạch, thực tế cách biệt quá xa, xa tới Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút không dám xác định, đây có phải hay không là nàng muốn tìm người kia. Không có ý tứ, hù đến ngươi, Nguyệt tiên tử. Chấm ngoặc kép, hắc áo tu sĩ vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cũng không có nửa điểm muốn đứng dậy đón lấy ý tứ, liền nói một câu nói như vậy. Cũng là thở hồng hộc, cùng giữa trần thế những cái kia sắp quy thiên trăm tuổi lão nhân. Giống như đúc, chỉ bất quá trong giọng nói của hắn, bao nhiêu còn mang theo một điểm mỉa mai chế nhạo chi ý. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhăn lại, nhẹ giơ lên gót sen, chậm rãi đi tiến vào che đậy pháp trong trận. Tiễn nước song đồng tại hắc áo tu sĩ trên thân quét qua, chậm rãi nói, làm sao lại biến thành cái dạng này. Người năm nay, vẫn chưa tới 800 tuổi. 800 tuổi, tại giữa trần thế, đây là một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng số lượng, dù coi như là tại tu chân giới, cũng là đại đa số tu sĩ cạn kiệt một sinh chi lực cũng vô pháp đạt tới cao độ. Tại Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong, lại tựa hồ như 800 tuổi đã tính được rất trẻ trung. Bất quá lấy chính nàng thiên tuế, cao tuổi, mà nói, nàng xác thực có tư cách lấy dạng này ngữ khí chất vấn. Đại bộ phận phân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu như không thể tiến thêm một bước lời nói, bình thường đều có thể sống đến 900 tuổi khoảng chừng, thần toán tử vẫn chưa tới 800 tuổi, liền lộ ra như thế tuổi già sức yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết mất, quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Thần toán tử cười nhạt một tiếng, nói, Nguyệt tiên tử coi là lúc trước ta đi tới cái này Hắc Nguyên chi địa, là rất nhẹ nhàng sự tình. Năm đó hắn nhưng là nhận Nguyên Linh giáo đại giáo tôn truy sát. Toàn bộ Nguyên Linh giáo, thậm chí toàn bộ Nam Châu đại lục Bắc Bộ tu chân giới, đều đang điên cuồng đuổi giết hắn. Một tên còn sống ngộ linh kỳ tu sĩ, tại tu chân giới lực hiệu triệu lớn bao nhiêu, không có tự mình người đã trải qua, mãi mãi cũng không cách nào chuẩn xác trải nghiệm. Huống chi, Nguyên Linh giáo còn danh xưng ma đạo 10 đại tông môn một trong, bản thân thế lực cường đại, cũng đến mức độ không còn gì hơn. Tại dạng này bao vây chặn đánh bên trong, thần toán tử muốn dễ dàng chạy trốn tới Hắc Nguyên chi địa. Xác thực khả năng không lớn, trong lúc đó không biết đạo kinh lịch bao nhiêu ác chiến, thu bao nhiêu nội thương. Mỗi một lần trọng thương, dù coi như cuối cùng có thể khỏi hẳn, cũng sẽ tương ứng hao tổn không ít thọ nguyên. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, hơi nhấc ngón tay, một đạo tinh xảo kim sắc hồ quang điện bắn ra, lóe lên chui vào thần toán tử thể nội, nhanh chóng dạo qua một vòng, lại từ thần toán tử huyệt bách hội bên trong lộ ra, trở lại Âu Dương Minh Nguyệt thể nội. Thần toán tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Không nói một lời, tựa hồ mảy may cũng không lo lắng Âu Dương Minh Nguyệt sẽ ám toán hắn. Lấy hắn hiện tại bộ dáng này, còn cần đến người khác tới giết ha. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, cực nhanh hiện lên một vòng vẻ không vui. Thần toán tử cười cười, nói, không có ý tứ, Nguyệt tiên tử, tại hạ bộ dáng như vậy, để tiên tử thất vọng. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây. Còn bốc lên đắc tội Hắc Nguyên lãnh chúa cự đại phong hiểm, chính là vì tìm tới cái này thần toán tử, cùng bọn hắn cùng đi, tầm bảo, ai ngờ thần toán tử cũng đã dạng này tuổi già sức yếu, ngay cả nói một câu đều thở dốc không thôi. Lần này, tính toán xem như toàn bộ thất bại, Hỗn Nguyên thượng nhân cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng khó có thể kiềm chế trong lòng kia vô cùng vô tận phiền muộn. Cuộc làm ăn này, làm tốt không có lời, thần toán tử mảy may đều không thèm để ý tâm tình của hắn,
ánh mắt chỉ ở trên người hắn nhất chuyển, liền chuyển hướng Tiêu Phàm, tuyết trắng thọ lông mày nhẹ nhàng giơ lên, khe rãnh tung hoành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, mỉm cười nói, vị tiểu hữu này, khí tức trên thân rất cổ quái a. Hẳn là các ngươi đã cùng quỷ ảnh tử sông đạo hữu giao thủ qua rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, thoảng qua khom người một chút, nói, đáp bạn mắt sáng như đuốc, xác thực như thế. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, quỷ ảnh tử đã bị hắn thu thập. Cho dù thần toán tử sớm đã nhìn thấu hết thảy thế sự, trời long đất nở cũng sẽ không chớp mắt mắt, nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, vẫn như cũ kinh hãi, hỏi, thu thập rồi. Đây là ý gì, thu thập chính là thu thập, còn có thể có cái gì ý tứ gì khác. Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh như trước, tựa hồ tại cái này trong thời gian thật ngắn, liền đã thu thập xong tâm tình của mình. Thần toán tử giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, chốc lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây thật là không tưởng được, quả thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Quỷ ảnh tử phách lối một thế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết tại các ngươi chính đạo tông môn tu sĩ trong tay. Tiêu Phàm lần nữa khom người một chút, khách khí nói, đáp bạn quá khen, tại hạ chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Ngược lại là tại hạ có một chuyện không rõ, còn muốn mời đáp bạn vì ta giải hoặc. Chấm ngoặc kép, thần toán tử cười hắc hắc, thở dốc một hơi, nói tiểu hữu là muốn biết, ta chỗ này linh khí nơi phát ra là cái gì sao? Đúng vậy, không là địa mạch linh nhãn, hết lần này tới lần khác linh khí lại là như thế tinh thuần, tại hạ thật đúng là nghĩ không ra nguyên nhân gì. Tiêu Phàm đàng hoàng nói, tại Thiên Diệu Cung Bí Điện, hắn cũng nhìn thấy qua cùng loại không gian độc lập, bất quá Thiên Diệu Cung Bí Điện so Hắc Huyên Chi Địa thì nhỏ hơn nhiều, Thiên Diệu Cung tiền bối tổ sư, lấy quảng đại thần thông rời một ngụm cỡ nhỏ linh tuyền đến bí điện bên trong, mới có thể bảo chứng bí điện vạn năm qua một mực cỏ cây trường thanh, phong cảnh như vẽ. Bất quá liền tinh thuần trình độ mà nói, Thiên Diệu Cung Bí Điện linh khí, tựa hồ còn không bằng thần toán tử cái này nho nhỏ vườn hoa. Thần toán tử cười nói, cái này nguyên nhân nói đến cũng đơn giản, ta ở đây khảm nạm một viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, đó là chân chính đồ vật trong truyền thuyết, hắn chỉ ở cổ tịch bên trên gặp qua một chút vụn vặt ghi chép, từ xưa đến nay, toa ma giới linh thạch cực phẩm liền thưa thớt, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện như vậy một viên. Nghe nói linh thạch cực phẩm nhất định phải tại cực phẩm khoáng mạch trong linh nhãn mới có thể sinh ra, đồng thời không nhất định cực phẩm khoáng mạch trong linh nhãn liền nhất định sẽ sinh ra linh thạch cực phẩm, loại này tỷ lệ cực ít. Khó trách cái này trong tiểu hoa viên linh khí, tinh thuần như thế, thậm chí so địa mạch linh nhãn linh khí còn tinh khiết hơn được nhiều. Đúng vậy, thần toán tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Không phải, lúc trước ta như thế nào lại bị nguyên linh giáo kia lão bất tử truy sát? Hừ hừ, hắn muốn. Lão tử lệch không cho hắn, hắn lại nó làm gì được ta? Một lời đến đây, thần toán tử khe rãnh tung hoành trên mặt bỗng nhiên hiện ra một cỗ ngạo khí. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ai không phải thiên tư chắc tuyệt tài trí chi sĩ, càng là có bản lĩnh người, kia tính tình liền càng cứng rắn, tuyệt không phải ngươi quyền đầu cứng liền nhất định có thể để người khác đều phục tức giận. Không có viên này linh thạch cực phẩm, ngươi cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến bây giờ. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói. Lúc trước tai họa bởi vì viên này linh thạch cực phẩm mà lên, cuối cùng thần toán tử lại bởi vì viên này linh thạch cực phẩm mà có thể tại Hắc Huyên Chi Địa kiên trì cho tới bây giờ, viên này linh thạch cực phẩm không phải là công tội, thật đúng là rất khó nói. Nếu như năm đó thần toán tử sảng khoái đem viên này linh thạch cực phẩm hiến cho nguyên linh giáo đại giáo tôn, tự nhiên là sẽ không phát sinh về sau hết thảy. Bất quá bởi như vậy, thần toán tử lại qua không được mình một cửa ải kia. Làm người, là phải có ngông nghênh. Thần toán tử cười hắc hắc, nói, bất kể nói thế nào, chư vị ở xa tới là khách, đều mời ngồi đi. Trước khi chết, còn có thể nhìn thấy lão bằng hữu, ứng nào đó rất vui vẻ. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong hoa viên không có cái bàn trà, Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, liền là khoanh chân ngồi xuống. Hỗn Nguyên thượng nhân mặt âm trầm, cũng tại ngồi xuống một bên. Tiêu Phàm cười cười, vẩy lên bạch bào, cũng ngồi xuống. Nguyệt tiên tử, đã ba vị thật xa đến nơi này. Khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, có gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định hết sức. Thần toán tử vừa cười vừa nói, nhìn qua, hắn tinh khí thần so lúc trước muốn tốt một chút. Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ta nghĩ mời ngươi cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm thiên hương ngọc lộ. Thiên hương ngọc lộ, thần toán tử tiếu dung cứng ở trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Bất luận một vị nào người tu chân, nghe tới thiên hương ngọc lộ về sau. Cơ hồ đều là vẻ mặt như vậy, đều không ngoại lệ. Chương 1190, Vô Tình Đan.
Đáng tiếc, trừ phi ngươi bây giờ liền có thiên hương ngọc lộ, nếu không ta thật giúp không được gì. Chấm ngoặc kép, thần toán tử vẻ kinh ngạc cũng là lóe lên liền biến mất, lập tức cười khổ một tiếng, thở dài nói. Lấy hắn tình hình bây giờ, một mực trốn ở cái này dùng linh thạch cực phẩm cấu trúc ra, tiểu thế giới, bên trong, tĩnh dưỡng điều tức, có lẽ còn có thể lại sống cái 1-20 năm, chỉ cần vừa đi ra khỏi nơi này, lúc nào cũng có thể vô tật mà chấm dứt, thọ hết chết già. Âu Dương Minh Nguyệt trầm mặc một lát, chậm rãi nói, vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không bắt buộc mạo hiểm. Bắt buộc mạo hiểm, làm sao mạo hiểm, thần toán tử ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt cổ tay khẽ đảo, một viên đỏ tươi đan dược, xuất hiện tại nàng tuyết trắng trong lòng bàn tay, viên đan dược kia có đậu Hà Lan lớn nhỏ, vừa mới xuất hiện, một cỗ cay độc khí thức liền là đập vào mặt, có thể thấy được dược lực cực kỳ mãnh liệt bá đạo. Vừa thấy được viên đan dược kia, nghe được kia cay độc khí thức, thần toán tử con người bỗng dưng co vào, già nua trên khuôn mặt kia chồng chất nếp nhăn, tựa hồ cũng trong nháy mắt thẳng băng. Vô tình đan, chốc lát, thần toán tử mới ăn một chút nói ra dạng này ba chữ. Hỗn Nguyên thượng nhân ánh mắt cũng biến thành có chút quái dị, nhìn một chút đỏ tươi đan dược, lại nhìn một chút thần toán tử tóc trắng phơ, nhuyễn bỗng nhúc nhích bờ môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, thân là Kim Châu thành y thánh, hắn đương nhiên biết cái gì gọi là vô tình đan. Loại đan dược này đã là cứu mạng thuốc hay, cũng là vô tình tuyệt tình độc dược. Nói cho cùng, kỳ thật liền là dựa vào cường hoành bá đạo dược lực, cưỡng ép kích phát thân thể tất cả tiềm năng, trong đó cũng muốn kích phát thần hồn tiềm năng, để vốn đã dầu hết đèn tắt người sắp chết, lại kéo dài thời gian nhất định tuổi thọ. Về phần đến cùng diên dài bao nhiêu thọ nguyên, muốn xem mọi người tình hình mà định ra. Giống thần toán tử dạng này thần hồn cực nó mạnh mẽ hậu kỳ đại tu sĩ. Cưỡng ép kích phát thần hồn tiềm năng về sau, có lẽ còn có thể kéo dài 20-30 năm tuổi thọ. Nếu như là bình thường kim đan kỳ tu sĩ, có thể kéo dài 2-3 năm tuổi thọ, liền xem như cực hạn. Trên thực tế, lấy bây giờ thần toán tử tình hình, nhục thể của hắn tiềm năng đã đến cực hạn. Như thế nào đi nữa kích phát, cũng tác dụng không lớn, vô tình đan chân chính muốn kích phát là hắn thần hồn tiềm năng. Có thể nghĩ, thần hồn tiềm năng bị kích phát về sau, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh, đối thần hồn tổn hại, cũng là chí mạng. Một khi thần hồn tiềm năng tiêu hao hầu như không còn. Chẳng những người uống thuốc sẽ lập tức tử vong, ngay cả thần hồn đều sẽ cùng theo hủy diệt, từ nay về sau, tại thế gian này hoàn toàn biến mất, không còn có luân hồi chuyển thế khả năng. Đó là chân chính bỏ mình đèn tắt, cái này vô tình đan, vốn là vì chính ta chuẩn bị. Âu Dương Minh Nguyệt không chậm không nhanh nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, tựa hồ nói là một kiện cùng nàng hào không liên quan sự tình. Nàng đã thiên tuế, cao tuổi, cơ hồ đột phá nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thọ nguyên cực hạn. Lấy Tiêu Phàm xem ra, Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt đã là ở vào khoảng nguyên anh hậu kỳ cùng ngộ linh kỳ ở giữa. Thật giống như hắn năm đó, cảnh giới bên trên hay là kim đan hậu kỳ, lại có thể phát huy ra nguyên anh tu sĩ bộ phân uy năng, chính là cường đại nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lấy thọ nguyên mà nói lời nói, so phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ sống lâu số lượng 10 năm. 10 điểm bình thường, nhưng mà đây cũng là cực hạn, nếu như không thể tại gần đây đặt chân ngộ linh kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc một đường. Nàng chuẩn bị cho mình một viên vô tình đan, thực tế quá đương nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt dạng này tính nết, so đại đa số nam nhân còn muốn kiên cường, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không nói bại. Thần toán tử gắt gao tiếp cận viên kia đỏ tươi đan dược, cổ họng không ngừng nhấp nhô, ở sâu trong nội tâm không thể nghi ngờ đang tiến hành nhất giao phong kịch liệt muốn hay không liều mạng một lần, đi truy tầm kia trong cõi u minh cuối cùng một tia tiến giai cơ duyên, thực tế là không dễ định đoạt. Trong tiểu hoa viên trở nên cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thần toán tử thở phào một hơi, đem ánh mắt chưa từng tình đan bên trên thu hồi lại, thở hào hển nói các ngươi muốn đi tìm thiên hương ngọc lộ, bây giờ đạt được chút như thế nào manh mối. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, đây mới là tâm trí thành thục người nên có thái độ. Dù là đối mặt thiên hương ngọc lộ dạng này tuyệt đại dụ hoặc, cũng không dễ dàng làm quyết định. Âu Dương Minh Nguyệt lại là ống tay áo lắp một cái, trong hư không quang mang lấp lánh, một bộ địa đồ nổi lên. Chính là ba mảnh ngọc bài liều cùng một chỗ về sau đạt được kia bức bản đồ. Thần toán tử không chớp mắt chằm chằm lấy địa đồ nhìn một lát, chậm rãi nói, đây chỉ là nửa bức bản đồ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, có lẽ là một nửa, có lẽ ngay cả một nửa cũng chưa tới, có lẽ chỉ kém một bước cuối cùng. Ba người chúng ta bói toán kết quả, chính là đến nơi đây tìm ngươi. Ồ, thần toán tử trong mắt tinh quang lấp lóe,
tại Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm mặt bên trên qua lại đảo qua. Nếu như nói này người trên mặt còn có một cái bộ vị không giống như là gần đất xa trời lão nhân, đó chính là hắn con mắt, vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ, cơ trí phi thường. Đạo hữu hẳn là đến từ Nhạc Tây Hỗn Nguyên thượng nhân a. Chốc lát, thần toán tử mỉm cười nói, có vẻ như đi vào động phủ đến nay, Âu Dương Minh Nguyệt còn không có chủ động cho thần toán tử dẫn giới qua đồng bạn của mình. Đây không phải phong cách của nàng, ai ngờ Ứng Linh Trạch cứ như vậy đem Hỗn Nguyên thượng nhân nhận ra được, không uổng công thần toán tử, dạng này ngoại hiệu. Hỗn Nguyên thượng nhân khom người một chút, nói chính là tại hạ Hỗn Nguyên tử, kính đã lâu đáp bạn đại danh, hôm nay nhìn thấy, thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư. Không dám nhận, đạo hữu Hỗn Nguyên thuật tính, tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua, chỉ là một mực không có thời gian đi Nhạc Tây bái phỏng đạo hữu. Không nghĩ tới gần đất xa trời thời điểm, còn có thể nhìn thấy đạo hữu. Hạnh thế nào chi, thần toán tử cũng khách khí nói. Hỗn Nguyên thượng nhân nếu như chỉ là Nhạc Tây địa khu một tên bình thường hậu kỳ đại tu sĩ, chủ yếu tại Nam Châu đại lục đông bắc một vùng hoạt động thần toán tử, cũng chưa chắc liền nghe nói qua đại danh của hắn. Nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân truyền thừa, Hỗn Nguyên thuật tính, đại danh đỉnh đỉnh, thần toán tử tự nhiên là biết đến. Hai người hàn huyên khách khí vài câu, thần toán tử lấp lánh ánh mắt, chuyển qua Tiêu Phàm trên mặt, nhẹ nói, đạo hữu thực tế còn quá trẻ, xin thứ cho tại hạ mắt phụng về. Bất quá, đạo hữu quang minh lẫm liệt, sở tu công pháp đường hoàng chính đại, cũng hẳn là chính đạo tông môn dòng chính truyền nhân. Không phải là thái cực môn nhân tài mới nổi, vô cực sinh thái cực, Nam Châu đại lục thập đại chính đạo tông môn, truyền thừa công pháp cùng vô cực môn giống nhau đến mấy phần, chính là thái cực môn. Vô cực môn xuống dốc đã lâu, thần toán tử chưa hề cùng vô cực truyền thừa tu sĩ cấp cao đã từng quen biết, không biết hạo nhiên chính khí, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm hạ thấp người nói, cực khổ đạo hữu quá khen, tại hạ Tiêu Phàm, chính là vô cực truyền nhân. Vô cực truyền nhân, vô cực chín tướng, thần toán tử lúc này là thật kinh hãi, lần nữa trên dưới quan sát Tiêu Phàm tới. Nghĩ không ra Tiêu đạo hữu vậy mà là vô cực chín tướng truyền nhân, khó trách. Chấm ngoặc kép, nói, ánh mắt tại Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt quét tới, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Liên tưởng đến hai người bọn họ là mấy trăm năm giao tình. Có lẽ Âu Dương Minh Nguyệt có một ít ẩn tàng phải rất sâu bí mật, thần toán tử cũng có biết một hai. Âu Dương Minh Nguyệt sáng tỏ hạnh nhân trong mắt, cực nhanh hiện lên một vòng nghiêm khắc chi sắc. Thần toán tử phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì cấm kỵ, liền vội vàng đem ánh mắt rời, đối mặt Tiêu Phàm, mỉm cười nói, đã sớm từng nghe nói vô cực chín tướng đại danh, hôm nay rốt cục tận mắt nhìn đến vô cực chín tướng dòng chính truyền nhân, quả nhiên là hữu duyên. Hỗn Nguyên thượng nhân vừa cười vừa nói, như đáp bạn nguyện ý cùng ta tất cả cùng đồng thời đi tìm ngày đó Hương Ngọc Lộ lời nói, trên đường đi chính dễ dàng trao đổi lẫn nhau một chút thuật tính tâm đắc. Tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua vô cực chín tướng thần kỳ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn cùng một vị chân chính vô cực dòng chính truyền nhân hảo hảo giao lưu trao đổi đâu. Vừa nhắc tới lời này gốc dạ, thần toán tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười khổ nói, Hỗn Nguyên đạo bản tuy là một phen ý đẹp, làm sao tại hạ thân thể này, thực tế là bất tranh khí. Cho dù có vô tình đan, chỉ sợ cũng khó mà giúp được gấp cái gì, lại là muốn gọi các vị đạo hữu thất vọng. Hỗn Nguyên thượng nhân không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới một phen chắc trở về sau, thần toán tử cuối cùng vẫn là cự tuyệt vô tình đan cùng Thiên Hương Ngọc Lộ dụ hoặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật thần toán tử quyết định như vậy không chỉ là căn cứ vào bất đắc dĩ, cũng rất hiện thực. Dù coi như hắn ăn vào vô tình đan, có khả năng diên dài, cũng chỉ là 2-3-10 năm thọ nguyên. Tại cái này hai trong vòng 30 năm, có phải là có thể thuận lợi tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ còn phải hai chuyện, trong đó gian nan hiểm trở, kia là không cần phải nói, tuyệt đối thiếu không được, dù coi như là bọn hắn dạng này hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Coi như vận khí không tệ, tại trong 2-30 năm tìm được Thiên Hương Ngọc Lộ, có phải là mỗi người có thể phân đến đầy đủ phân lượng, cũng còn chưa nhất định. Vạn nhất Thiên Hương Ngọc Lộ phân lượng không đủ lớn băng phân. Tiếp xuống thế tất chính là một trận long tranh hổ đấu, thậm chí là sinh tử chi chiến. Lấy hắn tình hình bây giờ, cưỡng ép kích phát thần hồn tiềm lực về sau, sức chiến đấu tất nhiên giảm bớt đi nhiều, hơn phân nửa không phải Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân những này đỉnh phong đại tu sĩ đối thủ, bạch bạch làm mướn không công, cuối cùng lại muốn dựng vào mình kia trong cõi u minh một tia chuyển thế cơ hội sống lại. Ngẫm lại thật sự là không có lợi. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, luân hồi chi đạo, từ trước đều chỉ là nghe đồn. Từ không có người chân chính nghiệm chứng qua. Loại chuyện này, quá mức hư vô mờ mịt, nếu như là ta, chỉ cần có một tuyến tiến giai cơ hội, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ngươi theo chúng ta cùng đi tầm bảo, kém nhất kết quả chính là vẫn lạc, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà một khi tìm tới thiên hương ngọc lộ, lập tức liền có thể tiến giai, đặt chân ngộ linh kỳ, từ đây đạp lên vĩnh sinh đại đạo. Ngươi không theo chúng ta đi, liền dưới mắt tình hình này, tối đa cũng liền còn có thể sống cái 3 năm 5 năm. Vì một cái hư vô mờ mịt luân hồi chuyển thế, lại triệt để từ bỏ vĩnh sinh đại đạo một cơ hội, chẳng lẽ không ngu xuẩn a? Thần toán tử lại tựa hồ như tâm ý đã quyết, cười cười, nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Ta lại liền nguyện ý tin tưởng luân hồi chuyển thế nghe đồn. Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, có chút chìm xuống dưới. Thật vất vả đến nơi này, lại tay không mà quay về, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, cũng có chút kìm nén không được trong lòng phẫn uất. Trong tiểu hoa viên bầu không khí, lập tức trở nên hết sức khó xử. Có lẽ, trừ vô tình đan, chúng ta còn có thể thử một chút biện pháp khác. Đúng lúc này, Tiêu Phàm mở miệng, nhẹ nói. 6 đạo ánh mắt lập tức đồng thời tụ tập đến trên mặt của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1190.